Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 46. Chương 797, công chúa bị ngất. Tần Lạc hiểu rằng Hoàng hậu Madren đưa ra một lời hứa hấp dẫn như vậy. Cũng đồng nghĩa với việc bà rất quan tâm vào công việc điều trị này. Không nói cái khác, mà chỉ riêng làn da trong suốt như pha lê này thôi, cũng đủ làm nản lòng không biết bao nhiêu bác sĩ chữa trị rồi. Chả trách mà hoàng thất quyền thế của Thụy Điển cũng chẳng có cách nào dùng quyền lực và kinh tế của mình để chữa trị căn bệnh này. Tôi rất hiểu tình hữu nghị của các anh, tôi cũng chỉ có thể làm vậy để thể hiện thành ý của mình, Hoàng hậu Madren nói. Người ta đã nói như vậy rồi, Tần Lạc mà còn cố tình từ chối nữa thì lại tỏ ra hắn là kẻ đạo đức giả. Do vậy Tần Lạc liền gật đầu lịch thiệp đáp, xin Hoàng hậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh xem giúp tôi bệnh tình của cô ấy trước được không? Philip đứng trước mặt cô em gái mỏng manh như một thiên thần nhỏ này mà trong lòng vừa cảm thấy chua xót lại vừa cảm thấy vui mừng. Vui mừng là vì anh cuối cùng đã gặp được người em gái của mình, cô ấy vẫn còn sống và đã trưởng thành. Còn đau xót là vì tình trạng của em gái của anh đang rất tồi tệ. Nàng luôn cho người khác có cảm giác như lúc nào cũng muốn ngủ, mà khi nàng ngủ rồi thì không bao giờ tỉnh lại nữa vậy. Tần Lạc gật đầu đáp lại lời thỉnh cầu của Philip, hắn cúi người xuống chạm vào cổ tay của Gabo. Đột nhiên Gabo không biết lấy ở đâu ra dũng khí, nàng cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Tần Lạc. Đáng tiếc là sức của nàng quá yếu, cho dù Tần Lạc không cần dùng sức nàng vẫn không thể nào rút tay khỏi tay của hắn được. Á! Nàng dường như vô cùng tức giận, quay vào mặt Tần Lạc mà gào thét. Cô ấy nói gì vậy? Tần Lạc quay đầu lại hỏi. Nó không biết nói, Hoàng hậu Madren đau buồn nói, không có một ai để nó nói chuyện cùng nó cả. Tần Lạc nhìn vào cô gái mỏng manh như pha lê này mà cảm thấy sống mũi cay cay. Những người ở đây đã coi nàng như một con mèo mà nuôi dưỡng. Hắn đưa tay cố gắng bắt mạch cho Gabo. Mạch rất nhỏ và yếu, nó mong manh hệt như thể trạng của nàng vậy. Mạch đập yếu ớt đến không ngờ. Từ mạch lý mà xét thì nàng có dấu hiệu huyết hư. Gan hóa nhiệt. Cho dù mạch của nàng rất mảnh và nhỏ, nhưng Tần Lạc vẫn nắm bắt được rất rõ ràng. Chứ nó không hề có dấu hiệu mạch đập mập mờ. Nắm bắt không rõ như hắn tưởng. Tần Lạc thầm nghĩ, đập có lẽ cũng là nguyên nhân giúp nàng sống được tới giờ phút này. Trông thấy Tần Lạc bắt mạch cho Gabo, Philip liền lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Từ mạch tượng mà xem thì đúng là có một số vấn đề. Nhưng những vấn đề này không phải nguyên nhân chủ yếu tạo ra căn bệnh này của cô ấy. Tôi đoán rằng cô ấy vì nhiễm phải căn bệnh này nên mới có những hiện tượng như bây giờ. Tần Lạc giải thích, hắn cố gắng tránh dùng thuật ngữ trung y để giải thích cho người không hiểu gì về trung y nghe. Do vậy muốn giải thích rõ vấn đề không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là gì? Philip hỏi. Tôi không biết, Tần Lạc thẳng thắn đáp, tôi dùng ngân châm xem phản ứng của cơ thể cô ấy ra sao. Trong lúc nói Tần Lạc đã moi ra hộp ngân châm của mình ra. Đây cũng là dụng cụ đặc biệt mà hắn dùng để giao lưu với bệnh viện Hoàng gia, hắn dĩ nhiên phải mang nó theo mình để đề phòng bất chắc. Vì nếu như mấy người Thụy Điển này đột nhiên muốn hắn thể hiện tài năng một chút, thì hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn rồi. Cồn, Tần Lạc nói. Madren nghe vậy liền ra lệnh cho người đàn ông canh cổng lập tức đi tìm hộp cứu thương lại đây. Tần Lạc mở hộp cứu thương ra, thì thấy trong này chất đầy các loại thuốc, trong lòng bất giác cảm thán vô cùng. Những thứ này đều chuẩn bị rất đầy đủ cho cô gái đáng thương này đây. Nghĩ tới Gabo, Tần Lạc chợt nhớ tới quá khứ tuổi thơ của mình. Khi đó hắn ngày nào cũng phải ngâm mình trong chậu nước thuốc, uống thuốc như cơm bữa. Không lúc nào ngưng nghỉ cả. Tần Lạc lấy từ trong hộp cứu thương ra cồn rồi nhấp nó vào bông bôi lên ngân châm để khử trùng. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng tiến gần tới chỗ Gabo, nắm lấy cổ tay của nàng châm xuống. Gabo lúc này lập tức mở to mắt ra nhìn Tần Lạc châm ngọn ngân châm vào tay mình, trong ánh mắt của nàng hiện rõ lên sự sợ hãi, nàng cố gắng giãy giụa, miệng không ngừng rên lên, thậm chí gào thét. Tiếng thét của nàng nghe vô cùng kỳ lạ, nó giống như tiếng gầm gừ của động vật. Nhưng nó thê lương, bi thảm khiến người khác quặn lòng rơi lệ. Làm thế nào bây giờ? Tần Lạc quay mặt lại hỏi Hoàng hậu Madren đứng ở phía sau. Từ chuyện bà đồng ý trợ cấp. Giúp đỡ trung y một cách nhiệt tình như vậy, Tần Lạc cũng biết được quan hệ của cô gái này với bà là vô cùng mật thiết. Thậm chí Tần Lạc còn có thể đoán ra quan hệ của hai người là gì. Nhưng chỉ vì người ta không chủ động nói cho hắn biết, nên hắn cũng không dám nói ra phán đoán của mình.
Tần Lạc tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Hoàng hậu Madren nhìn vào ngọn ngân châm trong tay Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Châm cứu huyệt vị, Tần Lạc nói, đây là một trong những phương pháp trị liệu của Trung Y. Nó thông qua sự kích thích huyệt vị, kinh lạc để trừ khử tận gốc bệnh tình. Có đau không? Hoàng hậu Madren tỏ ra rất lo lắng cho con gái mình. Không đau, nó chỉ hơi tê tê một chút thôi. Dạ là thế này, hoàng tử Philip đứng cạnh đó lên tiếng an ủi nói, con đã tận mắt chứng kiến bọn họ dùng phương thức này để chữa trị cho người bệnh, hiệu quả của nó rất thần kỳ. Nó giống như phẫu thuật của Tây Y vậy, nhưng bọn họ lại dùng kim châm chứ không phải dùng dao. Vậy thì phiền anh quá, hoàng hậu Madren nói. Tần Lạc cố gắng ấn cổ tay của Gabo xuống, sau đó hắn nhanh như chớp cắm mũi kim của mình vào làn da pha lê của nàng. Hắn đã từng châm cứu rất nhiều lần rồi, nhưng lần này lại có vấn đề xảy ra. Khi cây châm trên tay của Tần Lạc vừa châm xuống, thì sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Á! Gabo kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ngã vật ra xuống ngất lịm. Ngất rồi sao? Tần Lạc nhanh chóng rút cây kim ra, sau đó đưa tay lên ấn vào huyệt nhân trung của Gabo. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã làm cái gì thế? Hoàng hậu Madren tức giận nói. Tần Lạc, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô ấy đột nhiên bị ngất vậy? Philip cũng vô cùng lo lắng lên tiếng hỏi. Tuy anh luôn đảm bảo tài năng của Tần Lạc trước mặt mẫu hậu của mình. Nhưng Tần Lạc có thể chữa trị được căn bệnh này không thì Philip thực sự không dám chắc. Tần Lạc lúc này cũng vô cùng lo lắng. Cô gái này sao mà lại yếu thế không biết? Sao mới châm có một cái mà đã ngất rồi? Mất mặt thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu như cô ấy có mệnh hệ nào, thì e rằng bao nhiêu nỗ lực của Trung Y tại Thục Điển lần này tan thành mây khói mất. Hơn nữa có một điều chắc chắn rằng Hoàng hậu Madren chắc chắn sẽ đuổi cổ cả đoàn đại biểu Trung Y về nước ngay lập tức. Kế hoạch lấy Thụy Điển làm bàn đạp cho sự phát triển Trung Y cũng theo đó mà tan thành bọt nước. 1, 2, 3. Tần Lạc dùng lực ấn xuống, hai mắt của Gabo cuối cùng cũng đã dần dần mở ra. Khi nàng mở mắt ra trông thấy trước mắt nàng là Tần Lạc, thì nàng lại kêu lên một tiếng thất thanh, cứ như hắn là một con quái thú không bằng vậy. Tần Lạc giật mình hoảng hổ giật người lui lại phía sau, không biết nên tiếp cận Gabo thế nào cho phải. Cô ấy đang rất hoảng loạn, hay là để mai thử vậy? Hoàng hậu Madren lo âu nói. Khi nãy lúc mũi châm của Tần Lạc châm vào làn da mỏng manh của con gái mình, trái tim của Hoàng hậu Madren như muốn ngừng đập. Cảm giác này thật tồi tệ. Bà vẫn còn yêu Gabo, rất yêu nàng nữa là khác. Để chuyện xảy ra này, bà không dám sơ suất đem con gái của mình trao vào tay bất kỳ vị bác sĩ nào nữa cả, dĩ nhiên là bao gồm cả Trung Y. Nếu như Gabo nhắm mắt mãi mãi thì bà sẽ ân hận suốt đời. Vâng, Tần Lạc đáp, hắn cần phải suy nghĩ cách chữa trị cho thật kỹ. Sau đó phải thương lượng bệnh tình này với mấy người như Tô Tử, Vương Thu Thân, Cố Bách Hiền trước đã. Thậm chí hắn có khi còn phải gọi điện về để cầu cứu ông của hắn nữa. Bất luận thế nào hắn cũng phải chữa trị cho cô gái đáng thương này khỏi bệnh. Các người lui ra hết đi. Hoàng hậu Madren nói, Philip, con tiễn Tần Lạc tiên sinh về cho mẹ. Vâng, thưa mẹ kính mến. Hoàng tử Philip nói xong liền đưa con mắt tiếc nuối lên nhìn em gái của mình, sau đó anh mới dẫn Tần Lạc đi ra khỏi cái biệt viện biệt lập với thế giới bên ngoài này. Trông thấy bóng dáng của Tần Lạc đã khuất dạng, Gabo lúc này mới thả lỏng cơ thể. Nàng đưa con mắt đẹp như sáng ban mai lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy là ai? Dưới sự dẫn dắt của Hoàng tử Philip, Tần Lạc đã rời khỏi nơi đây, lần này. Người phiên dịch Ryan cũng đi theo hai người ra tới xe. Trên đường đi mọi người đều im lặng tĩnh mịch, Hoàng tử Philip không nói câu nào, còn Tần Lạc thì ngồi im lặng suy nghĩ về nguyên nhân của căn bệnh quái lạ này. Mãi cho tới khi chiếc xe dừng lại rồi, Philip mới đột nhiên mở miệng nói. Cô ấy là em gái của tôi. Người phiên dịch Ryan đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn Philip, nhưng rất nhanh gương mặt của ông lại trở lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu. Ông biết rằng Hoàng tử Philip đã cố ý nói điều bí mật này ra trước mặt ông. Nếu như tin tức này mà bị loan truyền ra ngoài, vậy thì chờ đợi ông chỉ có cái chết mà thôi. Bất kỳ lúc nào cũng không được phép coi thường sự quyết tâm bảo vệ vinh dự của Hoàng thất. Hoàng phi Diana cũng đã dùng chính sinh mạng của mình để chứng minh điều này rồi. Người phiên dịch Ryan lúc này vô cùng bình tĩnh phiên dịch lại câu nói của Philip cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nói, thật là bất ngờ. Nói ra thì có lẽ anh không tin, chứ đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp em gái mình. Philip mỉm cười nói, tôi rất yêu mến nó.
cô ấy rất đáng yêu. Tần Lạc gật đầu đáp. Cũng rất đáng thương nữa. Philip khẩn thiết nhìn Tần Lạc nói, vì vậy bất luận thế nào cũng xin Ari cứu chữa dùm cho nó. Đây là một yêu cầu của một người anh trai dành cho em gái. Xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Tần Lạc đáp, tôi cũng mong muốn mình sẽ chữa trị được cho cô ấy. Tuy ngày hôm nay xảy ra một chút vấn đề, nhưng tôi rất tin tưởng vào anh. Philip mỉm cười an ủi nói, tôi có dự cảm là anh sẽ làm được. Tần Lạc mỉm cười đáp lại, hắn cũng có dự cảm y như vợ ủy. Nhưng để xảy ra chuyện này, tôi lo rằng thái độ của Hoàng hậu Tần Lạc nói ra sự lo lắng của mình cho Philip nghe. Ban nãy Gabo đột nhiên ngất lịm, thái độ của Hoàng hậu đột nhiên thay đổi 180 độ. Bà rất lo lắng sinh mạng của con gái mình sẽ bị một tên bác sĩ không có danh tiếng gì cướp đi một cách không thương tiếc. Không cần phải lo đâu, Gabo là con gái của Hoàng hậu, nhưng cũng là em gái của tôi. Hoàng tử Philip kiên định nói, trưa mai 3 giờ tôi sẽ tới đón anh. Chương 798, bước nghi ngờ đầu tiên, bệnh xương xốp. Quả nhiên việc có nên để cho Tần Lạc tiếp tục chữa trị cho Gabo nữa hay không, trong Hoàng thất Thụy Điển đã nổ ra một vụ tranh cãi quyết liệt. Hoàng tử Philip sau khi đưa Tần Lạc về liền quay lại luôn nơi ở của Gabo. Anh thực sự rất yêu cô em gái đáng thương này của mình, anh muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Khi trước khi anh định đưa tay lên nắm lấy tay của nàng, anh đã bị Hoàng hậu Madron ngăn lại. Do vậy mà anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu như có thể, anh còn mong được nói chuyện với Gabo nữa cho dù cô ấy không biết nói. Trông vào đôi mắt của cô ấy nhìn vào ánh mắt của mình, Philip cảm thấy rất hạnh phúc. Nó là em gái của mình, một người em gái có cùng huyết thống. Philip hạnh phúc nghĩ, mình lại có thêm một người thân nữa rồi. Hoàng hậu Madron đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt của bà xa xăm nhìn vào đứa con gái đáng thương của mình đang nằm cuộn tròn lại, không muốn để ai động tới nàng. Ngay cả mẫu thân của nàng cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên là nàng cũng không thể nào biết được người đàn bà này chính là người mẹ đáng kính của mình. Có lẽ nàng căn bản không biết hai chữ, người mẹ có ý nghĩa gì nữa. Ngày mai không được để cậu ta tới đây nữa. Hoàng hậu Madron giữ vẻ cao ngạo, độc đoán ra lệnh. Bà quá hiểu con trai của mình. Con không đồng ý, Philip từ chối nói, nếu như có người có thể chữa được bệnh tình cho Gabo, thì người đó chắc chắn là Tần Lạc. Con rất tin tưởng vào anh ấy. Hoàng hậu Madron nghe vậy đột nhiên nổi giận đùng đùng, quay mặt lại nhìn vào thẳng vào mặt Philip nghiêm giọng nói, lẽ nào con không trông thấy hay sao? Khi nãy cậu ta suýt chút nữa đã giết chết Gabo rồi cậu ta đã dùng kim châm vào Gabo. Thật là khủng khiếp, cách điều trị của cậu quá lạc hậu và không khoa học chút nào. Mẹ không thể đem Gabo ra làm vật thí nghiệm được. Lẽ nào những thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy, thì nó đều không phù hợp với nguyên lý khoa học hay sao? Trên thế gian này vẫn còn tồn tại rất nhiều những việc mà ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi. Cách chữa trị của bọn họ cũng vậy, nó thực sự tồn tại trên thế gian này. Đó là cách chữa trị của bọn họ đã sử dụng nó cả ngàn năm nay rồi tại Trung Quốc, tại Hàn Quốc, tại Paris, con đã tận mắt chứng kiến những kỳ tích từ đôi tay thần kỳ của anh ấy. Đến cả một dân tộc kiêu căng, ngạo mạn như người Pháp mà còn bị anh ấy khuất phục, lẽ nào mẹ vẫn còn nghi ngờ tài năng của anh ấy sao? Tại sao mẹ lại từ bỏ cơ hội chữa trị cho Gabo như vậy? Cậu ấy không thể nào chữa trị được, mẹ biết điều đó, Madron lắc đầu nói. Nói ra câu nói này, tâm trạng của bà đang rất tồi tệ. Căn bệnh này đến cả những bác sĩ cung đình, cùng với các bác sĩ nổi tiếng nhất, tài giỏi nhất cũng chẳng có cách nào chữa trị được cả. Người Trung Quốc trẻ tuổi kia lẽ nào cậu ta lại chữa trị được hay sao? Tại sao khi đó mình lại muốn một người Trung Quốc tới chữa trị cho Gabo cơ chứ? Madron thầm hối hận, có lẽ mình quá muốn làm một cái gì đó cho con gái mình, như vậy mình mới bớt cảm thấy đau khổ và ân hận. Anh ấy có thể chữa trị được, con hiểu anh ấy, nếu như anh ấy cảm thấy khả năng mình không chữa trị nổi, anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự thật. Philip cố chấp nói, anh ấy không phải là thành viên của hoàng thất, nhưng sự kiêu ngạo của anh ấy không hề thua kém bất kỳ thành viên hoàng thất nào trong chúng ta. Có lẽ cậu ấy cũng giống với chúng ta, cũng chỉ muốn chữa trị thử thôi thì sao? Hoàng hậu Madron phản bác lại, được rồi Philip, mẹ biết cậu ấy là một người bạn rất tốt của con, mẹ đồng ý giúp cậu ấy phát triển trung y khô dù mẹ cho rằng kết quả nó không được tốt cho lắm. Nhưng mẹ không cho phép cậu ấy tới đây chữa trị cho Gabo lần nào nữa. Con đã hẹn với anh ấy rồi, ngày mai 3 giờ con sẽ đưa anh ấy tới đây. Philip, mẹ đã quyết định rồi. Giọng của Hoàng hậu Madron đột nhiên cao hẳn lên,
như muốn hét vào mặt của Philip vậy. Con cũng quyết định rồi. Philip cũng không hề chịu thua nói, Gabo là con gái của mẹ, nhưng cũng là em gái của con. Mẹ đã bỏ mặc nó bao nhiêu năm nay, bây giờ hãy để con chăm sóc cho nó bất luận thế nào con cũng không bao giờ bỏ cuộc. Philip, con dám chống lại mệnh lệnh của mẹ sao? Con đang muốn làm như vậy đây. Philip nói cứng, con không chỉ là một hoàng tử, mà còn là con trai của mẹ. Tần Lạc thường ngày rất ít lên mạng, nhưng Lâm Hoán Khê cũng đã giúp hắn lập một cái nick có tên Thánh Thủ Đường Dân trên QQ. Nhưng cái nick này hắn đã lâu lắm rồi chưa đăng nhập. Nhưng vì phải tìm dữ liệu bệnh tình của Gabo, sáng nay Tần Lạc thức dậy đã bật chiếc máy tính trong phòng lên để tìm dữ liệu rồi. Nhưng sau khi nhìn lên màn hình, thì hắn ngán ngẩm vô cùng, tất cả chữ hiển thị trên máy đều là chữ Thụy Điển, hắn nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả. Rốt cuộc đó là căn bệnh gì nhỉ? Tần Lạc đau đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ mãi mà không nghĩ ra được cái gì cả. Sao anh lại bật máy lên vậy? Tô Tử mở mắt, ngồi dậy hỏi. Anh muốn tìm một ít dữ liệu. Tần Lạc cười nói, em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi? Em dậy rồi, Tô Tử nhoẻn miệng cười, anh tìm thấy dữ liệu nào chưa? Vẫn chưa, toàn là chữ Thụy Điển. Hay là báo Tiểu Na tới đây dịch giúp anh? Không cần đâu, Tần Lạc từ chối, có khi lên mạng cũng chẳng tìm được, nhưng anh vẫn muốn tìm thử xem sao. Có phải anh gặp vấn đề rắc rối gì không? Tô Tử túm lấy mảnh vỏ chăn mỏng che lấy cơ thể lõa lồ của mình hỏi. Em cũng nhận ra được điều này hả? Tần Lạc cười nói. Tô Tử mỉm cười đáp, hôm qua thấy anh về trông có rất nhiều tâm sự. Đêm hôm qua anh ngủ cũng không ngon nữa. Nói tới đây mặt Tô Tử đỏ lựng lên. Từ khi tới Thụy Điển, Tần Lạc và Tô Tử đều nằm ngủ với nhau. Tần Lạc lấy cớ chữa trị cho nàng mà đêm nào cũng bò lên người của nàng mà chinh chiến một hai lần liền. Hòa khí trong cơ thể của Tần Lạc được hấp thụ khí âm của Tô Tử, làm cho thân thể của trở nên cân bằng và thoải mái vô cùng. Sau mỗi lần quan hệ xong, hắn đều ngủ rất ngon. Nhưng đêm hôm qua Tần Lạc do mãi suy nghĩ nhiều quá, nên hắn không có tâm trí làm chuyện đó. Cả đêm Tần Lạc cứ xoay người mãi mà không tài nào ngủ được. Nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng của Tô Tử, thần trí Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Bản thân hắn chỉ vì mải mê suy nghĩ mà đã lơ là chuyện này. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng thụ. Tần Lạc nghĩ vậy liền tiến tới ôm Tô Tử vào lòng nói, em đã gặp căn bệnh như thế này bao giờ chưa? Da người bệnh rất trắng, đến cả móng tay và đầu tóc đều trắng như cước vậy, lông mày cũng thế. Thân thể của người bệnh vô cùng yếu, dường như không có một chút khí lực nào. Làn da người bệnh trong suốt, giống như một tờ giấy bóng bao bọc lấy cơ thể vậy. Tần Lạc lúc này đã đem hết vấn đề nan giải ra nói cho Tô Tử nghe. Nói cho cùng thì Bồ Tát Môn đã đứng vững cả ngàn năm nay, công lực vô cùng thâm hậu. Tô Tử lại là người lầu thông sách y học kim cổ, có khi nàng đã gặp qua được căn bệnh này thì sao? Người bệnh là phụ nữ phải không? Tô Tử nhẹ nhàng hỏi. Tần Lạc nghe vậy sững người sửng sốt, hắn gật đầu nói, đó là một cô bé. Thật đáng thương, Tô Tử cảm thán nói. Đúng vậy, trên thế gian này có quá nhiều căn bệnh quái ác. Người nào mắc phải nó cả cuộc đời của họ đều phải bước sang một ngã rẽ, khách cô ấy mới mười mấy tuổi, không biết nói, khi trông thấy người lạ thì sợ hãi đến run rẩy. Cho dù cô ấy có tức giận cũng biết kêu ú a ú ớ vài câu mà thôi. Ôi, Tô Tử thở dài nói, chúng ta cũng vậy, nếu như không phải em gặp được anh, thì có lẽ em đã không sống tới tận ngày hôm nay rồi. Tần Lạc, anh biết không, gặp được anh là một điều may mắn nhất của đời em. Tần Lạc nắm chặt bàn tay của Tô Tử. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng nói, anh gặp may mới đúng chứ. Anh ngày trước nghe người ta nói rằng trên thế gian này có một người như im, nhưng anh không tin điều đó. Anh cảm thấy sự đời thật là kỳ diệu, khi anh vừa mới gặp em, anh đã biết em chính là người mà anh đang cần tìm. Cái cảm giác đó thật là tuyệt diệu. Đây có phải là duyên tiền định không? Tô Tử nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Tần Lạc, nàng và hắn đều nắm lấy tay nhau, như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp khi đó. Tất cả mọi người xung quanh đó đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chắc chắn rồi, Tần Lạc mỉm cười nói, sau khi gặp em, anh cảm thấy bao nỗi đau khổ khi phải dùng thuốc từ nhỏ tới lớn đã được bù đắp một cách xứng đáng. Chả trách mà trong sách người ta nói, những người đàn ông đều có thiên bẩm về nịnh đầm, Tô Tử lườm nguýt. Những lời anh nói là sự thật. Hai người sau đó nắm lấy tay nhìn nhau say đắm, rồi cùng ôn lại chuyện cũ. Sau một lúc hồi tưởng lại chuyện xưa, hai người bây giờ mới thực sự đi vào vấn đề chính.
Em thấy hiện tượng này giống như với bệnh xương xốp, Tô Tử nói. Bệnh xương xốp, Tần Lạc nghi ngờ hỏi, nhưng trong bụng hắn lại rất vui mừng. Nếu như Tô Tử biết tới căn bệnh này, thì có nghĩa là Gabo đã có hy vọng. Nghĩ tới cô gái nhỏ bé tội nghiệp kia, nhất là lúc tức giận chỉ biết gào thét như con vật, trái tim của Tần Lạc như quặn thắt lại thương xót. Nó có một cái tên là bệnh thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là sẽ bị gãy xương. Trông thì vô cùng bình thường, nhưng những người mắc căn bệnh này không được phép cử động nhiều, vì chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là họ sẽ bị gãy xương. Chính vì vậy mà những người bệnh kiểu này tốt nhất là không nên động vào họ, cũng không nên để họ khuân vác thứ gì. Họ chỉ có thể nằm yên ở đó và chờ chết. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, xương của cô bé đó đúng là rất yếu, nhưng làn da của cô ấy rổ cuộc là bị làm sao vậy? Sao nó lại trong suốt như thế được? Tô Tử cũng không hiểu gì về căn bệnh này cho lắm. Vì nàng cũng chưa từng gặp loại bệnh này bao giờ cả. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có phải là do xương hay những bộ phận khác bị bệnh rồi ảnh hưởng tới da không? Anh cũng đã nghĩ ra vấn đề này rồi, nhưng khi anh dùng kim châm tìm căn nguyên của bệnh, thì cô ấy đột nhiên ngất lịm. Tần Lạc bất lực nói. Có lẽ là do cô ấy sợ hãi quá độ. Tô Tử nói, anh phải lấy được sự tin tưởng của cô ấy trước đã, nếu như cô ấy đã tiếp nhận anh rồi, thì công việc chữa trị sẽ đỡ hơn rất nhiều. Làm thế nào để cô ấy tiếp nhận anh? Tần Lạc hỏi. Tô Tử nghe vậy liền liếc Tần Lạc bằng nửa con mắt nói, đây không phải là chuyên môn của anh sao? Chương 799, đi vào một nơi thần bí. Căn bệnh này có phương pháp nào chữa trị được không? Tần Lạc hỏi, đây mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Không có phương pháp điều trị nào rõ ràng cả. Loại bệnh này có một đặc điểm là rất hay bị gãy xương. Nếu như xương bị gãy thì chỉ cần tiếp giáp, cố định lại là xong. Cộng thêm với việc chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh bị thương lần nữa. Tần Lạc ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thân phận của người bệnh có phần tôn quý. Nếu như là loại bệnh này, thì các bác sĩ khác làm sao lại không phát hiện được ra được. Tô Tử nghe vậy nheo mắt nhìn Tần Lạc rồi nói, có phải anh đang chữa trị cho công chúa không? Tần Lạc nghe vậy kinh hãi nhìn Tô Tử đáp, sao em lại nghĩ như vậy? Thứ nhất anh nói người bệnh là nữ, thứ hai anh nói thân phận người bệnh có phần đặc biệt. Thứ ba anh hôm nay có hẹn với hoàng tử Philip. Người quen của Philip thì dĩ nhiên là công chúa rồi, hoặc có thể là một nhân vật tôn quý nào khác. Nhưng theo như lập trường của chuyện cổ tích, thì người bệnh chắc là một nàng công chúa rồi. Tần Lạc thật không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu như nói cho Tô Tử biết sự thật thì hắn thành ra lại nuốt lời hứa với Philip. Nhưng nếu như hắn nói dối thì lại đi ngược với nguyên tắc sống của hắn. Hắn có thể lừa người khác. Nhưng lại khỏng bao giờ lừa dối chị em phụ nữ cả. Chị em phụ nữ thường được ví như những nàng thiên sứ. Một thiên sứ từ trên trời rơi xuống, từ một nơi cao như vậy ngã xuống dưới trần gian, thì đầu óc chắc chắn sẽ bị chập mạch, nếu như mình còn đi lừa người ta nữa thì thật là quá quát. Tô Tử là người thông minh, nàng biết Tần Lạc không tiện tiết lộ thân phận của người bệnh, do vậy nàng rất nhanh chuyển đề tài sang một chuyện khác, có những người bệnh mắc bệnh, chưa chắc đã do một nguyên nhân mà mắc bệnh. Mà nó có thể tổng hợp từ nhiều yếu tố khác nhau tác động nên mà thành. Nếu như vậy thì bác sĩ sẽ rất khó tìm ra nguồn gốc căn bệnh, do vậy sơ sót là điều khó tránh. Tạm thời chưa thể xác nhận được, Tần Lạc nói, anh vẫn còn phải thu thập thêm một ít dữ liệu về bệnh xương xốp. Hy vọng lần này sẽ có nhiều thu nhập có ích. Tần Lạc biết rõ rằng Hoàng hậu Madron đồng ý nói bí mật này cho mình biết, thì bà chắc chắn đã nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi từ hắn. Nếu như mình chữa trị không có kết quả gì, thì cho dù bà sẽ nể mặt Philip mà không làm khó dễ mình, nhưng trong thâm tâm chắc chắn sẽ rất thất vọng về Trung Y. Đây là một điều vô cùng bất lợi cho sự phát triển Trung Y tại Thụy Điển. Hơn nữa những lời đề nghị của bà thực sự là vô cùng hấp dẫn với Tần Lạc. Trước khi tới Thụy Điển, Thái Công Dân đã tìm tới Tần Lạc bàn bạc về việc Âu Châu sắp ra chính sách mới đối phó với Trung Y. Đồng minh châu Âu đã ra quyết định ngăn cấm hoạt động bán thuốc Trung Y trên khắp các thị trường. Tần Lạc biết rằng, có lẽ đây chính là hành động trả thù của người Pháp về hành động biểu tình của hắn tại Paris, nhưng nếu như hắn có thể làm cho Hoàng thất của Thụy Điển phải nợ hắn một ân tình, thì có lẽ dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Trung Y sẽ có một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Ai, Tần Lạc thở dài não nề. Hắn cảm giác đầu óc của hắn như sắp nổ tung. Sao vậy? Tô Tử quan tâm hỏi. Muốn làm một vị anh hùng thật không đơn giản chút nào. Tần Lạc cảm thán. Nếu như hắn có thể từ bỏ mọi thứ, thì chỉ cần nhìn vào tài lực và địa vị hiện nay của hắn,
hắn hoàn toàn có thể sống một cuộc sống của một đại gia quyền thế. Lúc rảnh rỗi hắn còn có thể dắt theo Giê-xu và đại đầu đi dạo ngoài đường làm hàng một chút. Thậm chí hắn cũng có thể đập cho nhiều tử mấy tên công tử nhà giàu, chạy xe điên đâm chết người mà không phải chịu trách nhiệm. Một cuộc sống đầy thi vị như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng hưởng thụ nó một cách dễ dàng. Vừa nhẹ nhàng, lại chẳng phải kiêng nể bất kỳ ai cả. Nhưng bà ị giờ thì sao? Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ vì một thứ không liên quan tới sự nghiệp của hắn chạy tới chạy lui, thậm chí còn gặp nguy hiểm bị ám sát. Khổ sở đủ đường. Vì cái gì cơ chứ? Vì cho lòng được thanh thản, Tô Tử dường như thấu hiểu được tâm tư của Tần Lạc, nàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn âu yếm, nếu như anh không làm việc này, thì anh sẽ làm gì? Tần Lạc thật sự chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ làm gì. Hắn dường như sợ chịu ảnh hưởng từ giáo dục của ông nội, Tần Lạc hiểu rằng cứu vớt Trung Y chính là lý tưởng, là mục tiêu mà hắn cần phấn đấu. Chả trách mà có một vĩ nhân đã từng nói, giáo dục phải bắt đầu khi người ta còn là trẻ thơ. Tần Lạc thầm nghĩ, xem ra mình đúng là bị ông làm hại rồi. Anh có thể chọn một phương thức sống hoàn toàn khác, nhưng đến lúc đó anh thật sự có thích cuộc sống như vậy không? Làm ăn ư, chả thích, làm quan ư, càng không thích, gọi hội gọi hè đánh nhau ư, cũng chả thích, như vậy thì chẳng khác gì tên văn nhân chiếu, suốt ngày lông bông chả được cái tích sự gì cả. Dĩ nhiên mình buông thả mình một hai lần thì được, chứ ngày nào cũng sống buông thả như vậy cũng chán chết. Tần Lạc ngẫm thấy bản thân hắn cũng không đến nỗi làm những việc tồi tệ, ít ra thì cuộc sống nội tâm của hắn rất phong phú. Mỗi lần hắn đẩy được Trung Y bước thêm được một bước, thì những lời khen, những tràng pháo tay sẽ nhấn chìm hắn trong sự hạnh phúc vô bờ bền. Hắn là một diễn viên không cần thù lao. Chỉ cần danh tiếng, hắn diễn xuất bản thân hắn trong cuộc đời của mình. Anh cũng cần nhắn như vậy một chút thôi. Tần Lạc sau khi hiểu ra vấn đề thì tâm trạng của hắn đã đỡ đi rất nhiều. Không phải có một bệnh viện đã nghiên cứu nói rằng, bất kỳ người đàn ông nào đều có thể trở nên cằn nhằn như mấy bà cô khó tính hay sao? Thi thoảng cằn nhằn một chút cũng không sao. Bây giờ anh đã đỡ hơn chưa? Tô Tử cười nói. Đỡ hơn rồi, Tần Lạc đáp, anh chính là Trung Y, ngày trước là vậy, về sau cũng vẫn là vậy. Ngoại trừ cái này ra, thì anh không làm được bất kỳ thứ gì khác, và anh cũng chẳng muốn làm nữa. Đây mới chính là người đàn ông của đời em, Tô Tử cười nói. Tần Lạc nghe vậy liền ôm lấy hai tay, nhìn vào gương mặt xinh xắn của nàng nói, hôm qua ngủ khó ngon nên bây giờ hơi buồn ngủ. Hay chúng ta ngủ một lúc nhé? Em ngủ đủ rồi, Tô Tử dĩ nhiên là biết trong đầu Tần Lạc đang nghĩ cái gì. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu nhé. Tần Lạc nói xong liền rúc đầu vào lòng Tô Tử luôn. Những việc ngày hôm qua Tần Lạc quyên chưa làm thì bây giờ hắn đã hoàn thành xong. Tần Lạc lại châm cứu cho Tô Tử một lúc cho tới khi ma ma bên ngoài gõ cửa mang đồ ăn sáng tới. Thì hắn và Tô Tử mới chịu rời khỏi cái giường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tần Lạc và Tô Tử lại thảo luận với nhau một lúc về bệnh xương xốp, cùng với nghiên cứu bệnh trạng, phương pháp trị liệu và nguyên nhân gây bệnh. Nhưng Tần Lạc thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại tìm Trương Quang tới để nhờ anh ta đào thêm dữ liệu về căn bệnh này. Sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ, Tần Lạc mới bảo Trương Tiểu Na gọi điện cho Hoàng tử Philip. Chào buổi sáng, giọng của Philip ở đầu dây bên kia vang lên trầm ấm. Hoàng tử Philip, tôi là phiên dịch viên của Tần Lạc tiên sinh, anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Vâng, tôi sẽ tới ngay, Hoàng tử Philip lịch thiệp đáp lại. Chưa đầy nửa tiếng sau, Hoàng tử Philip đã tới khu khách sạn của Tần Lạc. Tần Lạc sau đó liền đi xuống, rồi lên luôn xe của Philip. Trong xe lúc này ngoại trừ Kalai và tài xế ra, thì người phiên dịch tên Ryan cũng đã có mặt. Đây đều là những người đáng tin cậy cả, Hoàng tử Philip nói. Tần Lạc nghe vậy liền gật đầu nói, tôi đã tìm ra một số đầu mối. Theo như nhận định ban đầu thì đây là bệnh xương xốp. Bệnh xương xốp ư, Philip sau khi nghe phiên dịch xong nói, đây là căn bệnh gì vậy? Là một loại bệnh làm cho các thành phần của xương không đủ thành phần. Biểu hiện chủ yếu của bệnh là xương vô cùng yếu, các khớp rất lỏng, dễ bị gãy. Tần Lạc giải thích, nó hình thành thế nào vậy? Bệnh này phân thành hai loại bẩm sinh, và thời kỳ sau nhiễm bệnh. Bẩm sinh thì chỉ người bệnh nhiễm bệnh khi còn ở trong bụng mẹ. Có thể phân thành hai thời kỳ là thai nhi và trẻ sơ sinh, đại bộ phận sẽ chết trong thời gian ngắn. Còn thời kỳ sau nhiễm bệnh thì bệnh sẽ đỡ hơn một chút, cũng phân thành hai loại là lúc còn nhỏ và khi trưởng thành.
Tần Lạc vừa nói vừa đưa một tập tài liệu ra cho Philip xem. Philip đưa mắt lên nhìn một cái rồi đưa tập tài liệu này cho Ryan. Tần Lạc lúc này mới phát hiện ra, tập tài liệu mà hắn vừa đưa hoàn toàn được viết bằng tiếng Trung. Anh biết nó là được rồi. Hoàng tử Philip cười nói, có cách nào chữa trị không? Tôi hôm qua đã cảm nhận rồi, tôi cảm thấy xương của cô ấy khá lỏng, tuy tôi không biết thời kỳ phát bệnh của cô ấy, nhưng cô ấy đã lớn được đến mức này thì chứng tỏ rằng cô ấy không phải là bệnh bẩm sinh, mà là do thời kỳ sau nhiễm bệnh. Nhưng nó vừa mới sinh ra đã nhiễm bệnh này rồi, Philip nói. Đây mới chính là câu hỏi cần chúng ta khám phá. Tần Lạc nói, có lẽ bệnh của cô ấy chỉ là một loại bệnh của bệnh xương xốp. Còn có các căn bệnh khác làm cho cô ấy thành ra như vậy nữa. Philip nghe vậy cau mày lại nhìn Tần Lạc lo lắng nói, nếu nói như anh thì em gái của tôi đồng thời nhiễm hai loại bệnh sao? Có lẽ còn nhiều hơn thế, Tần Lạc đáp. Gương mặt của Philip lúc này cũng đã trở lại như bình thường, anh cười nói, bất luận thế nào, anh cũng đã tìm ra được một kết luận như vậy rồi tôi vô cùng cảm kích. Tôi cũng không biết kết luận của tôi có đúng không nữa. Tần Lạc đáp, hắn cảm thấy xấu hổ không dám nói đây chính là do Tô Tử mách nước cho hắn. Nếu mà như vậy thì hoàng tử Philip sẽ coi hắn là một kẻ lắm lời. Đem bí mật của người khác ra rêu rao khắp nơi. Chúng ta đi gặp Gabo thôi, Philip nói. Tần Lạc lại tới căn tiểu viện ngày hôm qua. Lần này người phụ nữ trung niên đứng ra tiếp đón hắn và hoàng tử Philip. Công chúa đang ngủ, người phụ nữ này cúi người thi lễ nói. Đang ngủ, Tần Lạc cười nói, ngủ cũng tốt, như vậy thì tâm trạng của cô ấy sẽ đỡ bị kích động hơn. Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ trung niên này, Tần Lạc và Philip cùng với Ryan đi tới khuê phòng của công chúa Gabo. Đơn giản, gọn nhẹ, nơi đây hầu như không có lấy một đồ trang sức nào của con gái cả. Có lẽ chẳng có ai coi nàng là con gái cả. Cô bé bệnh nhân hôm qua mà Tần Lạc gặp đang nằm nghiêng người ở trên giường, nàng cong người lại thành hình con tôm. Đứng trên lập trường tâm lý học mà nói, thì kiểu ngủ này là một kiểu ngủ rất cảnh giác và đề phòng. Xem ra, nội tâm của cô bé rất yếu đuối, và thiếu cảm giác an toàn. Hai bàn tay Gaitio nắm chặt, mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, trông nàng như đang giận dữ chuyện gì đó. Hoàng tử Philip lúc này đưa tay lên mời Tần Lạc hiểu ý liền rút ra một ngọn ngân châm đã chuẩn bị từ trước. Sau khi khử trùng xong, hắn liền cắm mũi châm vào huyệt bách hội của Gaitio. Tần Lạc lúc này sử dụng mũi châm, quan âm thủ, trong thái ất thần châm, kiểu châm này vừa nhẹ nhàng, lại vô cùng tự nhiên. Một luồng khí nóng truyền từ cây châm vào trong thân thể của Gabo, sau đó từ từ phát tán ra khắp các đường kinh mạch. Gaitio chỉ hơi cau mày khi Tần Lạc châm cây châm vào huyệt, nhưng sau đó nàng lại trở nên yên lặng như trước. Trông vào nét mặt đang ngủ của Gaitio, tâm hồn của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên thuần khiết, và trong sáng một cách lạ lùng. Cũng chính vì lý do này mà hắn đột nhiên đi vào cảnh giới cao nhất, nhập thần chi cảnh. Đây là một trạng thái đỉnh cao rất khó đạt tới được, có mấy lần Tần Lạc định thi triển trên người Long Vương nhưng hắn không thành công được. Không ngờ lần này hắn vừa mới tiếp xúc với Gabo mà đã đạt được tới cảnh giới như vậy rồi. Khí lưu giống như một sợi dây mảnh truyền khắp trên não bộ của Gabo. Trong não của nàng thì nó chỉ là một tờ giấy trắng không hơn không kém. Không có sông, không có núi. Cũng chẳng có những đồng cỏ thảo nguyên xanh mát, mà chỉ là một màu trắng trải dài bất tận. Nhưng trong tờ giấy trắng này đã có sự xuất hiện của các vết rách và rạn nứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc nghĩ. Hắn đột nhiên bị phân tâm, làm cho cảnh giới hắn vừa mới đạt được bỗng chốc tan thành mây khói. Sao mình lại nhìn thấy suy nghĩ của cô ấy được? Tần Lạc hoảng hốt tột độ. Chương 800, đi vào một nơi thần bí. 2. Vì suy nghĩ ngổn ngang nên tay của Tần Lạc bỗng nhiên run lên làm đau cô công chúa nhỏ đang say sưa trong giấc nồng. Gabo đau quá kêu lên một tiếng, sau đó mở cặp mắt to long lanh của mình ra. Khi nàng nhìn thấy có mấy người đàn ông lạ mặt đứng trước đầu giường thì dường như là sợ quá nên đã hét ầm lên. Gabo, Gabo, đừng sợ, anh là anh trai của em, anh sẽ không làm hại em đâu, sẽ không ai làm hại em cả. Philip thấy bộ dạng của em gái mình thì đau xót vô cùng, vội chạp tới vỗ nhẹ lên vai nàng nói. Không ngờ hành động đầy thiện chí này của anh không những không lấy được thiện cảm của cô công chúa nhỏ, mà còn làm nàng sợ sệt hơn, cứ chui trong chăn run lên cầm cập. Miệng liên hồi gào thét. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Philip đứng dậy hỏi. Tầm mắt của anh luôn hướng lên người Gabo, nên không để ý đến Tần Lạc thất thần trong giây lát.
lại cứ nghĩ là thủ pháp của Tần Lạc không đúng nên đã làm đau Gabo. Không sao, Tần Lạc không thể giải thích cho anh biết chuyện mình gặp phải được. Mà tất nhiên là việc như thế này cũng chẳng thể giải thích được. Có thể là cô ấy đột nhiên tỉnh dậy cũng nên. Bây giờ phải làm thế nào? Philip nhìn Gabo với ánh mắt lo lắng hỏi. Lẽ nào hôm nay lại phải kết thúc ở đây sao? Tôi muốn châm thêm cho cô ấy những huyệt khác nữa. Tần Lạc nói, nếu thực sự là không được thì tôi sẽ làm cho cô ấy hôn mê trong thời gian ngắn. Còn nếu mới thế này đã từ bỏ rồi thì ngày càng kéo dài thời gian hơn. Tôi cũng không thể ở mãi Thụy Điển được. Philip nhìn Tần Lạc hỏi, liệu có làm thương tới cô ấy không? Hoàn toàn không, Tần Lạc nói, với kỹ thuật châm cứu của hắn, thì cho dù là không có công hiệu gì đối với bệnh tật của người bệnh thì cũng tuyệt đối không mang lại bất kỳ tác dụng phụ gì cả. Nhưng sự việc xảy ra vừa rồi làm cho tinh thần của hắn bị chấn động kịch liệt, vì vậy mà bàn tay hắn bất giác run lên một cái. Bây giờ khi hắn chấn định lại rồi thì tất yếu sẽ không để cho sai lầm vừa rồi được tái diễn một lần nữa. Thế thì được, Philip nói, tôi đã nói là tôi tin anh. Cảm ơn anh, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường nơi mà Gabo đang ngủ. Sau đó từ từ tìm thấy đầu nàng qua lớp chăn rồi nhẹ nhàng xoa bóp ở gáy cho nàng. Mới đầu thì nàng còn có chút phản kháng và cũng muốn luồn vào sâu trong chăn hơn, nhưng dưới sự khống chế của Tần Lạc thì nàng căn bản là không có cách nào mà nhúc nhích nổi. Rất nhanh, cái tiếng thét chói tai đó đã ngừng bặt. Gabo nằm im thin thít dưới chăn. Cô ấy ngủ rồi, Tần Lạc cười nói. Lật chăn ra thì quả nhiên thấy Gabo đang nhắm nghiền đôi mắt. Lại một lần nữa đi vào giấc nồng. Trong mắt Philip chợt hiện lên một thứ gì đó lạ thường. Cho dù kiểu dùng huyệt vị để làm cho ngủ say này trong mắt Tần Lạc thì chẳng có gì được gọi là cao minh cả, nhưng trong mắt những người nước ngoài này thì thật là thần bí. Nó giống như tà thuật hay ma pháp mà họ từng biết tới. Không cần đến máy móc, chỉ cần massage lên người khoảng 2 phút thì đối phương liền đi vào giấc ngủ say. Tần Lạc sau khi nhập tâm khử độc ngân châm, rồi lại một lần nữa châm vào huyệt bách hội của Gabo. Hắn phải làm cho rõ xem vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cho đến bây giờ hắn vẫn cho rằng đó là cảm giác sai lầm của mình. Hắn đang hết sức nhập tâm, nhập thần chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện. Dưới độ dẫn dắt của ngân châm thì từng luồng khí được truyền vào trong người của Gabo. Sau đó hắn lại một lần nữa, nhìn, thấy một tờ giấy trắng tinh ở trong đầu Gabo, ở giữa không hiểu vì lý do gì mà xuất hiện những điểm nhơ bẩn và những vệt nứt trên đó. Nó giống như một tờ giấy trắng rồi sau đó có người dùng bút máy đen điểm vài chấm đen lên trên đó. Tiếp đó lại tiếp tục vẽ lên vài nét bút nữa. Vì quá dùng sức nên đầu ngòi bút đã rạch hỏng trang giấy. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tất cả đều xảy ra một cách rõ nét, giống như là hết thảy mọi việc đều hiển hiện ra ngay trước mắt bạn vậy. Nhưng bản thân Tần Lạc lại rất rõ, hắn không thể nhìn thấu sự việc được, lại càng không có bất kỳ khả năng đặc biệt gì. Hắn căn bản là không thể nhìn thấy những thứ đó. Hơn nữa, Tần Lạc còn có thêm một phát hiện nhỏ. Sau khi hắn hoàn toàn nhập tâm vào với công việc, thì khí lực trong người hắn trở nên dồi dào vô cùng, không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi chút nào. Đây là một cảm giác không giống với ngày trước. Lần trước khi hắn trị bệnh cho Long Vương cũng dùng nhập thần chi cảnh, nhưng cuối cùng lại cho ra kết quả là mất sức mà té xỉu. Lẽ nào nói, cái nhập thần chi cảnh này lại chỉ gặp phụ nữ thì mới xuất hiện tình trạng như vậy. Một lúc một lát cũng không thể nghĩ ra ngay được, Tần Lạc thực sự là không có cách nào xác định xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu đã nhìn thấy như thế, thì liệu có thể xóa sạch những vết nhơ bẩn và san bằng những vết nứt rách đó không? Trong đầu Tần Lạc đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như thế này. Nếu đã không còn cách nào khác thì đánh cược một lần xem sao. Tần Lạc cố ý dẫn khí và những điểm nhơ bẩn cùng với những vết nứt trong đầu óc của nàng ra. Những vết đen kia giống như những sườn núi nhỏ, chỉ cần luồng khí của hắn đụng vào một cái là sẽ bị bắn ngược trở lại, đúng kiểu như con đường này không thông. Càng như vậy thì lại càng kích thích ý chí chiến đấu trong người Tần Lạc. Nếu đã như thế thì hắn phải quyết công phá những đỉnh núi này bằng được. Hắn dẫn nhiều sợi tơ được hình thành từ khí cơ công kích những điểm đen đó nhưng đều bị bắn ngược trở lại. Làm lại, lần này Tần Lạc dùng nguyên khí dồn hết vào ngân châm để công kích cái sườn núi nhỏ ó. Chuẩn bị tập trung binh lực để tập kích một trận lớn. Được rồi, trong lòng Tần Lạc vui mừng khôn xiết. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của hắn thì những điểm đen đó biến mất trong giây lát. Nơi đó bây giờ lại trở thành một khối màu trắng, giống như những vùng trắng khác. Lẽ nào nói,
chỉ cần xóa sạch những vết nhơ này. Nối liền những vết nứt rách thì có thể trị khỏi bệnh được cho nàng. Tần Lạc ngầm suy đoán. Bất luận thế nào cũng phải thử cái đã. Trong tiềm thức hắn nhắc nhở hắn rằng xóa những vết đen này đi không phải là một việc xấu đối với người bệnh. Vì chúng bị tắc nghẽn nên kinh mạch trong cơ thể nàng không được lưu thông. Đến cả thái ất thần châm mà hắn dùng để đưa khí cơ vào mà cũng không thể thông qua được. Lần này Tần Lạc nhắm chuẩn mục tiêu là những vết nứt đó. Nhưng kết quả lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì bất luận là hắn có dẫn vào đó bao nhiêu nguyên khí thì chỉ cần rơi vào cái vết nứt rách đó thôi là lại mất tăm mất dạng. Dường như đó chính là một cái động tối, có khả năng nuốt trôi bất kể vật gì rơi vào đó. Phải làm sao bây giờ? Tần Lạc không cam tâm nên cứ thử hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên. Hơn nữa, khi hắn đối mặt với vết nứt này thì nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bị tiêu tốn ngày càng nhanh. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã cảm thấy toàn thân mất sức rất nhiều rồi. Không thể xỉu ở nơi này được, Tần Lạc nghĩ bụng, nếu té xỉu ở viện điều dưỡng Long Tức, thì có thể ngã luôn vào lòng của Ly. Còn nếu té xỉu ở đây thì chưa nói đến việc chẳng có người đẹp nào bên cạnh, mà còn khiến cho người ta xem thường Trung Y Trung Quốc nữa. Nghĩ đến đây, Tần Lạc liền nhanh tay rút châm về. Thế nào rồi, Philip nãy giờ đứng ở một bên chờ đợi. Khi thấy Tần Lạc rút châm ra thì luống cuống hỏi. Tình hình không tồi chút nào, Tần Lạc cười nói, ít nhất thì có thể giúp cô ấy cải thiện thể chất trước đã. Thật sao, được thế thì tốt quá rồi, Philip vui mừng nói, không ngờ lại có được thành quả nhanh đến vậy, nếu có thêm thời gian thì liệu có phải là có thể chữa khỏi không? Tần Lạc sau khi nghe phiên dịch nói lại thì chỉ biết cười cười mà không đáp lại lời nào. Trong y học thì không có cái học thuyết nào nói là trị liệu thời gian càng dài thì càng tốt cả. Nếu là một bệnh dễ điều trị thì sẽ trị khỏi rất nhanh, nếu loại bệnh này mà kéo dài thời gian thì có thể chứng minh rằng bác sĩ cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả. Tất nhiên là không loại bỏ những vị bác sĩ muốn bệnh nhân của mình nhập viện lâu hơn một chút để bệnh viện còn có thêm thu nhập nữa. Thế Gaber vẫn phải tiếp tục ngủ sao? Philip nhìn vào vẻ mặt hồn nhiên không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài của Gaber hỏi. Tôi có thể làm cho cô ấy tỉnh đậy ngay lập tức. Tần Lạc nói, hắn bước tới gần Gaber. Nhẹ nhàng day day lên cổ tay nàng vài cái, Gabo liền từ từ mở to đôi mắt ra. Lần này rõ ràng là có tiến bộ, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh sau đó thì nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tần Lạc cũng đang chăm chăm nhìn nàng, xem nàng sau khi được mình diệt trừ cái điểm đen đó đi thì có gì thay đổi không. Nhưng nàng chỉ dùng cặp mắt giống như hai viên đá quý thuần túy nhất trên thế giới mà nhìn chăm chăm vào hắn. Không cười, không giận cũng không kêu lên, cứ lặng lẽ như vậy mà nhìn. Cô ấy không sợ người nữa sao? Philip kinh ngạc nói. Hình như thế, Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi trước nàng nhìn thấy mình thì còn nghĩ mình là mãnh thú hay dòng nước lũ cơ mà. Chương 801, anh không phải là thánh nhân, vì anh không đủ tư cách. Ngày trước Tần Lạc từng xem qua một quyển tạp chí về y học. Một số nhà nghiên cứu y học đã phát hiện ra rằng, nhân loại và các vị anh hùng siêu nhân trong phim viễn tướng dường như có một số điểm giống nhau hơn người ta đã tưởng. Khoa học phát hiện ra rằng trong cơ thể của mỗi con người có 60 loại ADN ẩn biến dị. Tuy nó không làm cho người ta có khả năng như kinh công hay là sói, nhưng nó lại kích thích tiềm năng ẩn chứa trong cơ thể con người. Lẽ nào lại nói là khả năng nhìn thấu của mình được khai phá? Tần Lạc nghĩ thầm. Nhưng hắn đã phủ nhận cái đáp án này một cách nhanh chóng. Không thể như thế, Tần Lạc lên tiếng nói. Anh căn bản là chưa học qua châm thứ 5. Làm gì có chuyện không học mà tự biết được chứ? Thái ất châm của Y Vương một đời Trương Khanh Sơn Nam Ung chính là tuyệt kỹ thần châm thế gian, bài thơ của ông cũng đứng đầu thiên hạ. Thái ất thần châm tổng cộng chia làm 5 châm lớn, mỗi một giây lại biến hóa vô cùng vô tận. Châm thứ nhất có tên Thiêu Sơn Hòa, châm thứ hai có tên Thấu Tâm Lương, châm thứ ba có tên Quỷ Xảo Môn. Châm thứ tư có tên Quan Âm Thủ, còn châm thứ năm thì chỉ nghe đến danh mà chưa nhìn thấy bao giờ, tên là Thái ất châm. Từ cái tên cũng có thể nhìn ra được là châm thứ 5 mới thực sự là tinh hoa của. Vì thuần túy châm phổ của Thái Ất Thần Châm, bên trong chỉ có châm pháp của 3 châm đầu là được thụ giải, còn châm thứ 4 và châm thứ 5 thì chỉ có giới thiệu không thôi chứ không có chú giải hay hướng dẫn phương pháp sử dụng gì cả. 3 châm đầu Tần Lạc học được là nhờ vào châm phổ và sự chỉ dạy tận tình của ông nội Tần Tranh, còn châm thứ 4 thì là tuyệt kỹ của Bồ Tát Môn, được Tô Tử tặng cho. Châm thứ 5 của trong châm phổ được miêu tả cực kỳ thần bí, có khả năng phi thường, có thể thông thiên mở địa.
có thể chữa được cả người chết, vô cùng kỳ diệu. Nhưng làm thế nào để dùng châm vận khí hay có ai dùng qua chưa thì chẳng hề có ghi chép gì cả. Tại sao lại không thể? Tô Tử nhìn Tần Lạc hỏi. Sao anh lại có thể khẳng định chắc chắn đây không phải là châm thứ 5 của Thái Ất Thần Châm chứ? Anh không có cách nào chứng minh là nó chính là châm thứ 5, thì cũng chẳng thể chứng minh được nó không phải. Vừa rồi anh đã nói là anh căn bản là không biết dùng châm 5 thế nào. Còn nữa, Thái Ất Thần Châm là dùng khí để vận châm, đường mà khí đi là vô cùng quan trọng. Châm không rời khí, khí không rời châm, đây mới là chân đế của Thái Ất Thần Châm. Nếu không biết được đường mà vận khí thì không thể nào học được Thái Ất Châm. Khi học bốn châm trước anh đã cảm nhận được độ khó của nó. Anh làm gì biết đường vận khí của châm thứ 5 đâu mà biết dùng châm thế nào. Tô Tử lắc đầu cười nói, kỳ thực là trong lòng anh đã tin. Chỉ là anh không có cách nào xác định được mà thôi và cũng lo hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tần Lạc cười ngại ngùng, nói, anh cũng có một chút hoài nghi. Có điều là cái cảnh giới này quả thực là quá thần kỳ. Ngày trước anh chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói tới vì vậy mà anh cũng không có cách nào phân loại cho nó. Anh có hiểu hàm nghĩa thực sự của Trung Y không? Tô Tử đột nhiên vứt cho hắn một câu hỏi không biết phải trả lời làm sao. Ý của em là gì? Tần Lạc ngẩn người nói. Hắn không phải là không trả lời được câu hỏi này của Tô Tử, mà là câu hỏi này quá ư là đơn giản. Tô Tử sao lại hỏi mình câu này nhỉ? Trung Y và Tây Y có một điểm khác biệt rất lớn. Điểm tích cực khi trị liệu của Trung Y đó là hy vọng có thể hỗ trợ khôi phục lại độ cân bằng âm dương trong cơ thể con người, còn điểm tiêu cực là hy vọng khi bắt buộc phải dùng đến thuốc để làm thuyên giảm bệnh tình, thì còn phải lo cả đến sinh mạng và phẩm chất cuộc sống nữa. Ngoài ra, mục tiêu cuối cùng của Trung Y không chỉ là trị bệnh, mà còn muốn giúp đỡ nhân loại trở thành nhân vật điển hình mà trong có nhắc đến, đó là cảnh giới chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân. Chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Tô Tử nói, anh biết trong có miêu tả về bốn loại cảnh giới này. Nhưng đây đều là có thật ư, anh lại cứ tưởng chỉ là viết ra những nguyện vọng tốt đẹp của tác giả thôi chứ. Tất nhiên là thật rồi, Tô Tử nói, trị bệnh chỉ là phụ trong Trung Y mà thôi, còn điều tiết âm dương mới là cái cốt lõi của Trung Y. Cũng có thể nói rằng, công hiệu dưỡng sinh trong Trung Y cao hơn nhiều công hiệu trị bệnh. Anh có thể làm một cuộc điều tra mà xem. Chỉ cần đó là một người am hiểu Trung Y thực thụ và dùng Trung Y để dưỡng sinh, thì tuổi thọ của họ bao giờ cũng cao hơn người thường hơn nữa. Cho dù tuổi tác có già thì vẫn khỏe mạnh như thời còn trẻ. Bất kể là tinh khí thần hay là khả năng bài tiết đều không khác gì người trẻ tuổi cả. Tần Lạc có biết đến sự thực này. Một số người chú trọng đạo dưỡng sinh đến tuổi 60 rồi mà vẫn lấy vợ. 70-80 rồi còn có thể sinh con trai chẳng cần phải hoài nghi, đó tuyệt đối là con trai ruột của ông ta. Thấy Tần Lạc trầm tư suy nghĩ, thì Tô Tử lại nói tiếp, anh có biết ma ma bao nhiêu tuổi rồi không? Bao nhiêu rồi? Tần Lạc lên tiếng hỏi. 136 tuổi rồi. Tô Tử cười nói, không nhìn ra được phải không? Lần này thì Tần Lạc đúng là cả kinh thật. Từ nước da thô ráp như một cây cổ thụ già khô héo của ma ma và đôi mắt sâu hóm vào trong của bà thì có thể biết được tuổi bà đã khá cao rồi, nhưng bà lại nhanh nhẹn hơn hẳn người thường. Hơn nữa còn ném vương tu thân vào trong nước một cách dễ dàng. Nếu động thủ với nhau thì e rằng mình cũng chẳng phải là đối thủ của bà ta 136 tuổi rồi. Lão Mama đã hầu hạ ba đời môn chủ rồi. Bà chưa kết hôn lần nào. Vẫn luôn giữ được tấm thân xử nữ. Phì! Tần Lạc không nhịn nổi đành bật cười. Anh cười cái gì? Tô Tử nhéo Tần Lạc một cái, tức giận nói. Không có gì, không có gì. Tần Lạc vội vàng giải thích. Chỉ là anh thấy tò mò sao lão Mama đến giờ vẫn chưa kết hôn lần nào. Tần Lạc nghĩ, thảo nào lão Mama này tính cách cổ quái, đã thế ra thì còn lỏng lẻo như vậy, thì ra là đến giờ bà ta vẫn là gái còn trinh, cả đời không được hưởng cái cảm giác dễ chịu cùng với những bảo dưỡng có được từ sex. Lẽ nào bà ấy khi còn trẻ nhìn vẫn như bây giờ, nên chẳng có người đàn ông nào thích cả. Tần Lạc càng nghĩ càng thấy cái khả năng này là rất lớn. Em biết là trong đầu anh đang nghĩ những gì. Tô Tử lườm Tần Lạc một cái rồi nói, nghe những người già trong Bồ Tát Môn nói là khi còn trẻ lão ma ma đẹp lắm. Là người đẹp của Bồ Tát Môn ấy, đến cả môn chủ của chính khí môn cũng thích bà, cho người đến Bồ Tát Môn để cầu hôn, môn chủ của em lúc đầu cũng đồng ý rồi nhưng về sau không hiểu tại sao, bà lại không chịu gả đi, thậm chí còn lấy cái chết để đe dọa. Về sau việc này thì sự việc cũng lắng xuống,
cùng với tuổi tác của bà ngày càng cao lên thì dần già cũng không còn ai nhắc tới việc này nữa. Bên trong chắc chắn là có một câu chuyện đặc sắc lắm đây. Tần Lạc nói. Đúng đấy, em cũng nghĩ thế, nhưng nếu Mama không muốn nói thì chúng em cũng sẽ không bao giờ hỏi. Cả đời Mama không con không cái, đặt hết tâm huyết mình lên sự phát triển của Bồ Tát Môn. Vốn dĩ cũng nghĩ đến việc để cho bà tiếp nhận môn chủ, nhưng vẫn bị bà từ chối. Bà có cống hiến vô cùng to lớn cho Bồ Tát Môn, không kém gì một môn chủ cả. Tần Lạc nắm chặt lấy tay Tô Tử nói, đối với anh mà nói. Thì bà ấy chăm sóc em tốt như vậy cũng là một cống hiến lớn lao lắm rồi. Bà ấy không những là ân nhân của Bồ Tát Môn mà còn là ân nhân của anh nữa. Anh chỉ biết nịnh là giỏi thôi. Tô Tử ngượng ngùng sẵn giọng lên nói. Đàn bà mà, chẳng có ai có thể chống cự lại được những lời đường mật của đàn ông. Đặc biệt là những lời này lại được nói ra từ miệng của người đàn ông mà mình yêu thương nữa thì quả là một chiêu có thể làm cho người ta chết ngay tại chỗ. Sự thực là như vậy mà, nếu không có em thì bệnh tình của anh cũng chẳng có cách nào mà chữa khỏi. Tần Lạc cười nói. Cái này thì cũng đúng. Tô Tử gật đầu nói. Thế em nói đến chân nhân, trí nhân, thánh nhân, thiền nhân là có ý gì? Tần Lạc hỏi, cái này chắc là thuộc về một số lý luận của đạo gia phải không? Đây được coi như là lý luận của đạo gia, có luận về bốn loại cảnh giới này. Chân nhân thời thượng cổ nâng đỡ thiên địa, nắm bắt âm dương, hấp thụ tinh khí, độc lập tinh thần, có thể thọ ngang trời đất. Chân nhân ngụ trên trời đất, đây chính là đạo chân nhân. Thời trung cổ, có trí nhân, đạo đức vẹn toàn, hòa hợp âm dương, thoát ly thế tục, tích tinh thành thần, chu du thiên địa nhân gian, học nhiều hiểu rộng, trường thọ muôn tuổi. Đây là đạo của trí nhân. Nghe Tô Tử phân tích, giảng giải về trí nhân, thì Tần Lạc đột nhiên nhớ đến sư phụ Huyền Cơ Tử suốt ngày xách thanh kiếm dài đi khắp đây đó của mình. Lâu lắm không nhìn thấy ông rồi, cũng không biết giờ ông sống thế nào. Tiếp sau đó là thánh nhân xuất hiện giữ sự hòa hợp của thiên địa. Hòa mình vào trong thế tục, nhưng không có tâm địa độc ác, khuyên người trần xa lánh cái ác, hình thể không gò bó, tinh thần khoáng đạt. Thọ hơn trăm tuổi, đó là thánh nhân. Cuối cùng là hiền nhân, hợp mình vào thiên địa, nghịch thuận âm dương, giống như nhật nguyệt, biện liệt tinh thần, tương tông thượng cổ. Đó là hiền nhân. Tô Tử không hổ danh là đọc đủ các sách y học. Những từ ngữ hay câu chữ lạ lẫm, hiếm nghe thấy được nói từ trong miệng nàng ra cứ tự nhiên, lưu loát như không, chẳng hề bị vấp chút nào. Cứ như là học thuộc lòng rồi vậy. Nàng nhìn Tần Lạc, nghiêm nghị nói, trong bốn kiểu người, chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân, thì kiểu người thứ nhất là chân nhân, và loại thứ hai, trí nhân, là kiểu người mà con người ta vẫn mong ước tới. Chưa từng có ai gặp được người nào trường sinh bất tử cả. Chẳng có ai là có thể, thọ như trời đất, chẳng có ai là có thể, qua đời rồi rời xa trần tục, để mà sinh tồn cả. Vì vậy mà kiểu người này là không tồn tại, còn thánh nhân thì anh không đủ tư cách, vì anh quá nhiều phụ nữ ở bên cạnh. Tần Lạc rất muốn nói cho nàng biết rằng, có một ông lão được xưng là thánh nhân đã từng nói những câu như, thực sắc tinh. Vì thế mà anh chính là kiểu người thứ tư, hiền nhân, Tô Tử nói, anh có thể cảm nhận được trạng thái như thế, chính là vì anh đã nhập được vào cảnh giới của hiền nhân. Mặc dù em cũng không biết rõ ràng châm thứ 5 của Thái Ất Thần châm dùng châm hay hành khí như thế nào, nhưng em nghĩ là nó có cùng tính chất cùng nguồn gốc với khí lực của thiên nhiên. Chỉ là phải cần đến một lần để kiểm chứng nó nữa mà thôi. Anh có cách để kiểm chứng, Tần Lạc cười nói. Chương 802, Tô Tử đứng dậy được rồi. Cách gì vậy, Tô Tử hỏi. Tần Lạc đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đùi của Tô Tử. Nói, anh giúp em chữa trị chân một lần nữa, xem có kết quả gì không. Tô Tử nói, cho dù có chữa khỏi thì cũng chưa chắc đã chứng minh được rằng đây chính là châm thứ 5 của Thái Ất Thần châm mà. Chúng ta đều không biết hình dạng châm thứ 5 rốt cuộc là như thế nào. Tần Lạc nheo mắt cười nói, có phải là Thái Ất châm hay không quan trọng, cái quan trọng nhất bấp giờ đó là có thể chữa trị khỏi chân cho em hay không thôi. Bất luận có phải dùng đến cách nào hay thủ đoạn gì thì mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là trị bệnh cứu người. Cảm ơn anh, Tô Tử cảm kích nói. Đều là người một nhà cả rồi, em không cần phải khách khí như thế đâu. Tần Lạc buông chân Tô Tử ra, sau đó đi sang một bên chuẩn bị ngân châm và khử trùng cho chúng. Tần Lạc vén váy nàng lên, tìm huyệt, túc tam lý, ở dưới rìa đầu gối nàng, dịu dàng nói, em chuẩn bị xong chưa? Rồi à, Tô Tử ngoài miệng bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng lại có phần xúc động, ngày trước thất bại bao nhiêu lần như thế.
nàng vốn dĩ đã trở nên lãnh đạm luôn với việc này rồi. Nhưng nếu Tần Lạc dùng thái ất châm rồi mà vẫn không trị khỏi nổi chứng tê liệt ở chân nàng, thì liệu có phải là đã không còn thuốc gì có thể chữa nổi nữa không? Đây gần như là một ranh giới. Nếu mà được thì từ giờ nàng sẽ có thể đứng dậy. Còn nếu mà không được thì coi như từ giờ nàng cũng chẳng còn chút hy vọng gì. Thế anh bắt đầu nhé. Tần Lạc vừa nói dứt lời thì đã nhanh chóng châm chiếc ngân châm vào huyệt vị rồi. Lần này hắn dùng phượng tường thức, sở trường của hắn, tư thế vô cùng đẹp mắt. Giống như một con chim nhỏ đang bay lượn vậy. Túc Tam Lý là một trong những huyệt vị cốt yếu của Túc Dương Minh Vị Kinh, là một huyệt lớn nâng cao sức khỏe một cách toàn diện. Tất cả những ai học trung y thì đều biết rất rõ là nếu xoa bóp Túc Tam Lý thì sẽ có tác dụng điều tiết hệ miễn dịch trong cơ thể. Tăng cường sức đề kháng, điều tiết tỳ vị, bổ sung ích khí, thông kinh lạc, sơ phong hóa tháp, phù chính khử tà. Bao nhiêu thực tế từ cổ chí kim đã chứng thực rằng, Túc Tam Lý là một huyệt có thể phòng và trị rất nhiều bệnh, làm cơ thể trở nên khỏe mạnh, cường tráng. Túc Tam Lý còn là một huyệt vị có tác dụng chống lão hóa, thường xuyên xoa bóp huyệt này. Thì rất có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. Tần Lạc trị chân cho Long Vương và Tô Tử thì hầu hết đều châm vào huyệt này. Tất nhiên là cũng sẽ châm thêm vào những huyệt phụ khác nữa để hỗ trợ cho việc chữa trị. Huyệt này nằm ở dưới bánh chè của đầu gối ngoài ba thốn, phía ngoài xương mác khoảng một khoát ngón tay. Nơi cơ căng chân trước, khe giữa xương chầy và xương mác. Khi châm ngân châm vào thì Tần Lạc lập tức chú tâm ngưng thở, trong lòng không nghĩ ngợi lung tung gì nữa, dốc toàn sức lực cùng tâm trí vào cây ngân châm cứ ra ra vào vào, xoay trái xoay phải ở trong tay hắn. Rất nhanh, nhập thần chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện. Cũng giống với khi châm cứu cho cô công chúa nhỏ, trong đầu Tần Lạc lại một lần nữa xuất hiện cái cảm giác như nhìn thấu qua được sự vật vậy. Chỉ có điều là lần này bức hình mà hắn nhìn thấy khác hoàn toàn so với bức hình mà hắn nhìn thấy khi chữa cho công chúa. Nó giống như là một tấm lưới rộng lớn, được hình thành từ vô số những sợi tơ ngang dọc đan xen nhau. Nguyên, khí được đưa vào từ cây ngân châm để đến các ô vuông đan xen giữa các đường ngang dọc đó đều bị bắn ngược trở lại. Bây giờ thì Tần Lạc mới hiểu vì sao mình nỗ lực chữa trị cho Tô Tử đến thế mà vẫn không có cách nào giúp nàng đứng dậy, đó là vì có rất nhiều kinh mạch trên người nàng vẫn chưa được lưu thông. Những cái này không phải là những huyệt lớn, mà là một số đường nhỏ, giống như những hang chuột hay ổ kiến ở trên những đập nước vậy. Nhìn thì có vẻ như chẳng liên quan gì, nhưng bọn chúng lại che kín một cách dày đặc ở trên tấm lưới rộng lớn này, trở thành nguyên nhân gây ra mầm bệnh của Tô Tử. Tô Tử đã bị tê liệt nhiều năm rồi, kinh mạch ở một nửa dưới người nàng nếu như có 100 thì phải đến 90 là bị tắc nghẽn. Mặc dù được Tần Lạc khơi thông một cách tích cực, nhưng vẫn có rất nhiều góc chết không được để ý tới. Nên ngày trước vẫn chưa được loại trừ sạch sẽ. Đây là những sự cố nhỏ nhặt, nhưng cũng chính vì những thứ nhỏ nhặt thế này đã khiến cho việc điều trị của Tần Lạc trước giờ vẫn không có được hiệu quả nên có của nó. Nghĩ đến đây thì Tần Lạc liền cảm thấy giận dữ và căm phẫn những cái ô nhỏ này vô cùng. Dưới sự cố gắng của hắn, thì từng luồng nguyên khí tiến thẳng vào bên trong đâm xuyên qua những ô vuông nhỏ kia. Một lần không được thì hai lần không được thì thử thêm lần thứ ba. Khi đã làm vỡ tung một ô vuông nhỏ thì Tần Lạc không dừng lại ở đó, mà tiếp tục bôn ba về phía trước. Một cái, hai cái rồi ba cái. Đây chẳng khác gì một trò chơi đâm xe vào những ô vuông, Tần Lạc như một người chơi lái chiếc xe đó. Còn những ô vuông nhỏ đó thì là cửa ải mà trò chơi thiết lập ra cho người chơi phá nó. Tần Lạc đắm chìm trong trò chơi này, và cũng đắm chìm trong từng đợt thắng lợi vượt qua cửa ải, mà không biết thời gian đang từng giây trôi qua. Khi cây ngân châm được đưa vào cơ thể thì những lo lắng, sợ hãi trong đầu Tô Tử bỗng chốc tiêu tan hết. Nàng lại khôi phục lại cái trạng thái như ni cô ngồi thiền như ngày trước của mình. Bất luận là có thành hay không thì bọn họ đều đã cố gắng hết sức mình rồi. Hơn nữa, khi nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc chú tâm chữa trị cho mình như thế thì trong lòng nàng ngập tràn niềm vui sướng. Người ta vẫn thường nói người đàn ông khi chăm chỉ chú tâm làm việc là những người đàn ông quyến rũ nhất. Tô Tử cũng tán thành câu nói này. Chuyên tâm hết mình, như thể mình giờ đây đã trở thành duy nhất với anh ấy vậy. Nhìn một phút thì trong lòng bồi hồi xúc động, nhìn hai phút thì cơ thể cũng bắt đầu động đậy. Nhưng nhìn nửa giờ đồng hồ thì không hiểu người này còn muốn tiếp tục đến bao giờ. Hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, sao vẫn không kết thúc chứ? Chẳng lẽ lại phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề lớn gì rồi sao? Hay là kể cả anh ấy có dùng thái ất châm thì cũng chẳng thể chữa khỏi cho chân mình được. Nên không biết phải giải thích có mình thế nào.
Tô Tử lo âu nghĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy cũng đâu đến mức khó coi lắm đâu. Sao vẫn chưa kết thúc nhi? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Khi trong lòng Tô Tử cảm thấy bất an không yên thì Tần Lạc bỗng rút cây ngân châm ra. Phù Tần Lạc phù lên một tiếng thật dài. Mặc dù hắn dùng ngân châm dẫn khá nhiều nguyên khí vào trong người Tô Tử. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy uỵ mệt. Không những thế hắn còn cảm thấy sinh lực tràn trề là đằng khác. Có lẽ đây cũng là điểm thần kỳ của Thái Ất châm cũng nên. Vì bốn châm trước đều là thổ, chỉ có châm thứ năm mới là bổ. Như thế mới có thể điều hòa âm dương và khiến cho thời gian kéo dài mà không té xỉu. Xong chưa anh? Tô Tử nhìn Tần Lạc hỏi. Em thử xem có động đậy được không? Tần Lạc gật đầu cười nói. Tô Tử cũng muốn cử động nhưng lại không dám tùy tiện thử. Không sao, động đậy một chút thôi. Tần Lạc khích lệ nói. Hai tay Tô Tử đưa về phía chân trái, định nâng nó lên. Đừng dùng tay, Tần Lạc nói, giơ chân ra. Xem có thể nâng chân lên được không? Tô Tử nhìn Tần Lạc một cái, sau đó đưa ánh mắt mình về phía mũi chân, từ từ đưa nó lên. Không được, Tô Tử thử đi thử lại, nhưng chẳng khác gì trước cả, bất luận nàng có dùng lực thế nào thì ở phía dưới phần eo vẫn chẳng hề có cảm giác nào cả. Không thể như thế được, em thử lại xem sao, nhất định là được mà. Tần Lạc nắm chặt tay Tô Tử nói, anh đã làm kinh mạch em lưu thông hết cả rồi, chỉ cần em cố gắng là có thể đứng dậy được thôi. Tô Tử mím chặt môi lại, sau đó nhắm mắt cố gắng hết sức mình. Mở mắt ra đi em, Tần Lạc dịu dàng nói. Tô Tử từ từ mở dần đôi mắt ra, sau đó hai con ngươi trong nháy mắt to đến hết cỡ. Tiếp đó, từng giọt lệ dài cứ thế lăn đều trên gò má mà chẳng hề được báo trước một tiếng nào cả. Nâng được lên rồi. Mũi chân trái của nàng đã nâng được lên rồi. Mũi chân đã bị tê liệt hơn 20 năm nay cuối cùng thì cũng giơ được lên rồi. Đôi chân đã bị tê dại không biết bao nhiêu ngày đêm giờ đây lại có cảm giác. Hạnh phúc, vui sướng, biết ơn, như ý nguyện và còn cả nỗi tủi thán và tiếc nuối nữa, tâm tình vào giờ này phút này đây thật khó mà dùng lời lẽ có thể miêu tả hết nổi. Sao em lại khóc? Tần Lạc cười lớn nói. Đây là chuyện vui mà. Sao em lại khóc? Em thử lại xem có đứng được lên không? Tô Tử dùng ống tay áo quệt hàng nước mắt đi, sau đó chống tay lên xe lăn để đứng thẳng người dậy. Tần Lạc đứng che chở ở bên cạnh, vì hắn lo nàng sẽ bị ngã xuống đất mất. Nàng từ từ đưa đôi chân mình ra rồi hạ xuống đất. Sau đó dùng sức mạnh của đầu gối để đứng dậy. Đang định đứng lên, thì cái đầu gối đó giống như là được làm từ cao su vậy không đỡ nổi trọng lượng của Tô Tử nên nàng đã ngã nhào về phía sau. Toàn thân đổ dạp lên người Tần Lạc. Tần Lạc kiên quyết không đỡ nàng ngồi vào xe lăn mà ôm lấy vai nàng nói, nào. Anh đỡ em đi, chúng mình tập dần dần. Đã bao nhiêu năm rồi em không đi lại, nên có lẽ là không quen đấy. Đi nhiều rồi là quen ngay thôi. Vâng, Tô Tử vui sướng đáp, biết là đôi chân mình có khả năng hồi phục thì nàng làm sao có thể ngồi xuống ngay bây giờ được chứ. Thế là Tần Lạc đứng sau lưng ôm lấy Tô Tử, giống như đang dạy trẻ con tập đi vậy, cứ từng bước dạy nàng chuyển động. Quả nhiên, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Rất nhanh Tô Tử đã quen với trạng thái này rồi, mặc dù cơ thể còn lắc bên nọ vẹo bên kia. Đứng không vững, nhưng tự mình cũng có thể bước được vài bước rồi. Chuông cửa phòng vang lên, Tần Lạc lên tiếng nói, mời vào. Lão ma ma đem theo tiểu nha đầu đẩy cửa bước vào. Thấp Tô Tử đang ở phòng khách tập đi thì kinh hãi kêu lên, ôi giời ơi! Tổ tông của tôi ơi, sao con lại đứng dậy như thế? Mau ngồi xuống đi, chẳng may mà ngã một cái thì có chết không cơ chứ? Còn cả cậu Tần nữa, tôi thấy cậu cũng thật là... Tôi giao môn chủ của chúng tôi cho cậu thì cậu phải chăm sóc cho cẩn thận chứ. Sao lại để cho cô ấy thích làm gì thì làm như thế? Á môn chủ, cô. Lão ma ma đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc, không tin vào mắt mình nữa. Ma ma, con có thể đứng dậy được rồi. Con có thể đứng đậy được rồi. Tô Tử nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Thật tốt quá rồi. Lão ma ma chạy lại ôm lấy Tô Tử nói. Nước mắt bà cũng tuôn ra như suối, cứ như là hai con mắt bị đục lỗ thủng vậy. Bà coi Tô Tử như cháu gái của mình, Tô Tử có thể đứng dậy được thì bà cũng cảm thấy vui mừng không kém. Đúng vậy, cuối cùng cũng đứng dậy được rồi. Chờ mong bao nhiêu năm trời. Tô Tử ôm chặt lấy lão ma ma nói. Tiểu nha đầu đứng ở một bên cũng đẫm nước mắt. Cảm ơn trời đất, tạ ơn tổ sư gia, tạ ơn môn chủ các đời sao lại khỏi được vậy. Lão ma ma xúc động quá. Cứ nói liên hồi.
là Tần Lạc đã trị khỏi cho con đấy. Tô Tử cười nói, trên mặt bất giác có thêm phần kiêu hãnh, tự hào. Lão ma ma buông Tô Tử ra rồi quỳ phịch một cái xuống đất trước mặt Tần Lạc, dập đầu lia lịa nói, cậu Tần à Tần tiên sinh, cậu là ân nhân của Bồ Tát môn chúng tôi. Tôi đại diện cho 100+ phụ nữ trong Bồ Tát môn dập đầu tạ ơn cậu. Tần Lạc nào dám để một bà lão hơn 100 tuổi dập đầu trước mặt mình thế chứ? Làm thế chẳng phải là giảm tuổi thọ của mình rồi sao? Hắn cũng chẳng để ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân, nhanh chóng quỳ xuống kéo rồi ôm luôn lấy bà lão. Chương 803, những thứ mà em mong muốn làm. Vốn lão ma ma kiên chỉ dập đầu 3 cái cho bằng hết, nhưng cố gắng nỗ lực mấy lần thì thấy mình khó có thể chống lại được sức mạnh của Tần Lạc. Nhưng bà lại nghĩ dù sao thì cậu ta cũng có tình cảm khá là thân mật với Tô Tử, vừa là bạn bè lại vừa là tình nhân, Tần Lạc cũng được coi như là rể của Bồ Tát Môn, mọi người về sau đều là người một nhà cả rồi. Vì vậy mà bà cũng không kiên quyết quỳ lại tạ ơn nữa. Ma ma đừng làm như thế nữa, làm vậy thật làm cho con khó ăn khó nói lắm. Tần Lạc đỡ ma ma dậy nói. Hắn lo bà lão này lại cương quyết muốn hành lễ lần en ư ngã a.gi. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Công ơn của cậu lớn như vậy. Dập đầu mấy cái có đáng gì đâu. Đây là lễ nghĩa, các cô các cậu trẻ bây giờ đâu còn có hiểu lễ nghĩa là gì nữa đâu. Lão ma ma bật cười ha hả nói. Nghe điệu cười của ma ma, Tần Lạc thực sự cảm thấy hối hận khi đã mở cửa cho bà vào trong này. Ma ma, đều là người trong một nhà. Mama không cần khách sáo như vậy nữa đâu. Tô Tử đó mặt nói, con biết nên báo đáp anh ấy như thế nào mà. Đúng rồi, lão Mama gật đầu nói, làm thế nào mà chữa khỏi được vậy? Dùng phương thức trị liệu gì, mau ngồi xuống nói cho Mama hay. Lúc này Tô Tử đứng mãi cũng đã mỏi, thế nên nàng lại được Tần Lạc dìu ngồi vào chiếc xe lăn. Nhưng bất ngờ Tô Tử lại đứng bật lên, nàng liêu siêu bước tới chiếc ghế sofa ngồi gần Mama nói. Con bây giờ không muốn ngồi lên chiếc xe lăn một phút nào nữa rồi. Mama không biết chứ, cảm giác đó thật là tồi tệ. Nghe Tô Tử nói vậy, Tần Lạc và lão Mama đều cảm thấy quặn lòng thương xót. Mỗi ngày mở mắt ra là đã trông thấy cái xe lăn ngay trước mặt, mỗi ngày trước khi đi ngủ lại phải rời chiếc xe lăn. Một ngày có 7-8 tiếng đồng hồ ngồi trên xe lăn. Đấy là do nàng còn biết khống chế thời gian, chứ nếu không nàng ngồi trên xe lăn lâu quá, cả phần mông sẽ bị sưng tấy ủy. Tê dại vô cùng khó chịu. 20 năm nay nàng chưa từng rời khỏi được chiếc xe lăn, đối với một cô gái trẻ mà nói thì đó là một sự đày đọa không hơn không kém. Sau nạp không cần phải ngồi lên nó nữa đâu. Tần Lạc đi tới nắm lấy bàn tay Tô Tử khẳng định, em hôm nay đi lại được đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần luyện tập một thời gian nữa thôi là em sẽ đi lại như người bình thường. Anh ngày mai sẽ mua cho em cái nặng, em cố gắng mấy hôm. Vâng, Tô Tử nhoẻn miệng cười đáp. Nàng quay sang Mama nói, Mama, mấy năm nay Mama đã khổ vì con quá. Ai, con nói cái gì mà lạ vậy? Con là môn chủ của Bồ Tát Môn, Mama hầu hạ cho con là bổn phận. Lão Mama mở miệng cười ha hà nói. Mama biết con nói không phải là ý này. Tô Tử vô cùng cảm kích nhìn Mama dưng dưng nói. Mama hai mắt cũng đỏ hoe, bà đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói, con bé ngốc này, Mama không con không cái. Con là người thân duy nhất của Mama. Mama không chăm sóc con thì chăm sóc ai? Mama không thương con thì thương ai chứ? Sau này con sẽ hiếu thuận với Mama. Tô Tử mỉm cười đáp. Không được, không được. Lão Mama xua tay nói, con là môn chủ. Mama không thể để mấy con mụ kia nói rằng, Mama từng này tuổi đầu rồi mà không hiểu quy tắc quy tọt gì cả. Tiểu Mẩn lúc này đã bưng trà lên, vui mừng nhìn Tô Tử nói, môn chủ. Môn chủ cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc cho mình, còn Mama thì đã có chúng em chăm sóc rồi. Mama ở trong môn phái lẽ nào bọn em lại không chăm sóc được hay sao? Cái con danh này, tao cầm kéo cắt lưỡi mày bây giờ. Lão Mama lườm Nguyết Tiểu Mẩn, nhưng thực chất trong lòng bà lại rất vui. Trong Bồ Tát Môn thì đệ tử hầu hết là nữ giới, và đều là những người không cha không mẹ. Tất cả bọn họ được Bồ Tát Môn thu nhận về rồi truyền thụ y thuật, sau đó cho họ xuất sư đi hành y cứu đời. Dĩ nhiên có những người có khả năng buôn bán thì bọn họ sẽ giúp môn phái buôn bán. Chứ nếu không bọn họ làm sao đủ tiền để nuôi đám đệ tử khác, và duy trì cuộc sống cho môn phái cơ chứ. Những người trong lưỡng môn nhất phái, thì người của chính khí môn là đông nhất, có tầm 500 người. Bọn họ tản mát đi khắp nơi, hành y cứu đời. Quỷ y môn phái có khoảng 100 người.
Môn phái này không thích tiếp cận với người khác, mà hành tung lại bí ẩn kỳ dị. Chính vì vậy mà quân số không bằng được chính khí môn. Bồ Tát môn vì có tính chất khá đặc biệt, vì tất cả các đệ tử đều là nữ giới, do vậy mà quân số cũng không đông. Cùng lắm là nhiều hơn Quỷ Y phái tầm chục người. Nhưng cho dù chỉ có 100 người, nhưng bọn họ cũng có thể coi là một công ty nhỏ. Mỗi một tháng tiêu xài cũng không phải là số tiền ít ỏi. Cũng may mà các môn các phái đều có cách kiếm tiền của riêng mình. Tô Tử sau khi nhậm chức môn chủ, thì lại đem đệ tử của mình đưa đi vào xã hội để học tập và làm việc hết cả. Từ bên ngoài mà nhìn, thì những cô gái trong Bồ Tát môn chẳng khác gì những giám đốc tài giỏi trong thành phố là mấy. Thôi mà Mama, Mama đừng trách Tiểu Mẫn nữa. Cô ấy cũng là một lòng tốt muốn phục dưỡng Mama mà. Tô Tử mỉm cười nói đỡ cho Tiểu Mẫn. Con danh con này, càng ngày càng hỗn láo. Lão Mama oán trách một cách vô cùng, hạnh phúc đúng rồi. Ban nãy đang nói cái gì thế nhỉ Tần Lạc, cậu chữa trị cái chân của môn chủ như thế nào vậy? Anh ấy đã lĩnh hội được châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm rồi. Tô Tử đáp, sau đó nàng liền thuật lại toàn bộ câu chuyện, cùng với những lời phân tích của họ về châm thứ 5 này cho Mama nghe. Mama nghe xong nhìn vào Tần Lạc nói, lần đầu tiên gặp cậu. Ta cũng thấy cậu có gì đó hay hay, nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cậu lại tiến bộ thần tốc như vậy. Có thể đạt tới nhập thần chi cảnh chính là mong ước của bao nhiêu người y sĩ như chúng ta. Thật không ngờ cậu đã đạt tới cảnh giới hiền nhân một cách nhanh chóng như vậy rồi. Thực ra là do con gặp may mà thôi, Tần Lạc khiêm tốn nói. Thực ra hắn cũng rất thích nghe người khác khen ngợi hắn lắm. Không liên quan gì tới may mắn hết, lão ma ma nghiêm giọng nói, cái này liên quan tới độ giác ngộ cao, tính chuyên cần, tích lại mới được như vậy. Nếu như mà gặp may thì lưỡng môn nhất phái có tận cả ngàn người rồi. Sao lại không có ai may mắn như cậu? Tần Lạc nghe xong chỉ biết mỉm cười chứ không phản bác lại nữa. Lão ma ma này cũng dễ thương thật đấy. Bà ấy trách móc người khác không hề làm cho người ta khó chịu, mà ngược lại lại cảm thấy lâng lâng sung sướng. Nhưng chúng còn tạm thời không biết đó có phải là châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm hay không. Tô Tử nói, không biết trong lưỡng môn nhị phái của chúng ta có người nào biết về loại châm pháp này không? Có phải hay không thì cũng có liên quan gì cơ chứ? Kể cả bây giờ Tần Lạc nó có đặt cho cái châm pháp này một cái tên khác cũng chẳng có ai có ý kiến gì. Cái quan trọng là tác dụng của nó, có thể chữa trị cho người đều là châm pháp tốt, lão ma ma rất sảng khoái nói. Vâng, đúng đấy ạ, Tần Lạc tán đồng, hắn thầm nghĩ, nếu như nó đúng là châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm thì cứ gọi nó là Thất Ất Châm đi. Nói cho cùng thì đây cũng là do các cụ thời xưa sáng tạo ra, mình không được phép cướp công của người ta được. Nếu như nó không phải là châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm, thì mình đặt cho nó một cái tên cũng chẳng vấn đề gì. Nghĩ tới việc mình sắp được đặt tên cho một châm pháp mới, rồi truyền nó cho con cháu đời sau, Tần Lạc bất giác có cảm giác lâng lâng khó tả. Sau này mình sẽ được người đời nhắc tới, sử sách sẽ tốn rất nhiều giấy mực để viết về mình. Một cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Rất nhanh, thông tin đôi chân của Tô Tử được chữa khỏi đã được lan truyền về Trung Quốc, có rất nhiều các thành viên trong Trung Y đã gửi thiệp mời tới để chúc mừng cho nàng. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền, Lão Trác và những người khác đều tụ tập lại với nhau để bàn tán về sự kiện đáng kinh ngạc này. Đặc biệt là Bồ Tát Môn, những cô gái trẻ trong môn phái này bây giờ đã nhìn Tần Lạc với con mắt của một ông thần. Tần Lạc, anh chữa trị cho Tô Tử thế nào vậy? Nói cho người ta biết đi. Đúng đấy, em cũng biết tình hình của môn chủ ra sao, đây là một ca phẫu thuật lớn phải không? Hay là trưởng đoàn làm mẫu cho cả đoàn xem một lần được không? Để bọn em học theo với. Tất cả mọi người đều vui đùa với Tần Lạc, ai cũng muốn đem Tần Lạc và Tô Tử ra làm đối tượng trêu chọc. Trong bụng Tần Lạc vô cùng sung sướng, hắn đã làm đúng với lời hứa của mình rằng lần đi Thụy Điển này nhất định sẽ làm cho nàng đứng lên được. Khi đó hắn cũng không nắm chắc thành công cho lắm. Sau khi mấy lần châm đều không có tác dụng, đã có lúc hắn thật sự rất buồn và lo lắng. Bây giờ Tô Tử đã đứng lên được rồi, hắn đã thực hiện đúng lời hứa của mình, hòn đá treo trong bụng cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Cảm giác này thật là sung sướng. Tần Lạc giải thích nói rằng bản thân hắn đã tự lĩnh hội châm thứ 5 trong. Tất cả mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, uy danh của như thế nào. Tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết cả. Đặc biệt là châm pháp thứ 5 bị thất truyền, càng được người ta ca tụng như một truyền thuyết. Nhưng thật không ngờ bây giờ Tần Lạc đã học được châm pháp này. Nhưng phải vận khí để hành châm,
không những phải hiểu châm thuật, mà còn phải luyện được khí trong cơ thể. Do vậy mà mọi người cũng không muốn hỏi thêm nhiều nữa, vì đây đều là những phương pháp bí truyền, không phải ai cũng được truyền thụ cả. Hơn nữa Tần Lạc cũng muốn giấu, hắn không muốn đem cảm giác của mình khi đi vào tiềm thức người khác như thế nào cho mọi người nghe. Hắn chưa hiểu được đó là cái gì. Do vậy e rằng nói ra sợ mọi người coi hắn là quái vật thì nguy to. Đêm hôm đó, Tô Tử đột nhiên tỏ ra vô cùng điên loạn. Nếu như không phải tiếng rên của nàng khác biệt, thì có lẽ hắn cứ tưởng nàng là Lệ Khuynh Thành Cơ. Không biết hành xác trong bao lâu, hai người mới ôm nhau nằm vật ra ngủ. Một giấc ngủ ngon lành, và hạnh phúc. Tần Lạc theo thói quen đưa tay mò tìm Tô Tử, nhưng đột nhiên hắn không thấy nàng ở trên giường nữa. Tần Lạc mở mắt ra nhìn khắp xung quanh phòng. Tô Tử, Tần Lạc gọi lớn, hắn mở cửa phòng vệ sinh ra, nhưng không có nàng ở đó. Cạch, cửa phòng bật mở, Tô Tử đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn đi vào trong. Sao em lại đi ra ngoài thế? Tần Lạc tức giận nói, chân của em vừa mới lành, cần phải một thời gian nữa mới đi lại được. Tô Tử mỉm cười đáp, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Gọi điện cho bọn họ mang đến được rồi. Sao em lại tự mình đi lại như thế? Tần Lạc nói với giọng không vui. Hắn định đi tới dìu Tô Tử ngồi xuống ghế sofa, nhưng không ngờ Tô Tử nhất quyết không chịu. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Tô Tử nhìn Tần Lạc nói, em nói rằng, nếu như chân của em khỏi rồi. Em sẽ đi rất nhiều nơi, có rất nhiều phong cảnh, em muốn trị bệnh cho những người cần tới em. Em muốn giúp anh vực dậy trung y. Thực ra em vẫn còn muốn mỗi sáng thức dậy sớm hơn anh, giúp anh mặc quần áo. Làm đồ ăn sáng cho anh nữa. Tất cả đều là những việc mà em muốn làm. Tô Tử nhoẻn miệng cười, nhưng hai mắt nàng rưng rưng như muốn khóc, em cuối cùng cũng đã làm được rồi. Chương 804, nụ cười thuần khiết. Mặc dù bữa sáng này không phải Tô Tử tự tay làm, nhưng nghĩ đến việc nàng chống nặng chuẩn bị thức ăn, lết từng bước một đi chuẩn bị bữa sáng, thì khi ăn Tần Lạc cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hắn lần đầu tiên ăn chiếc bánh sandwich cùng với sữa tươi mà lại thấy có mùi vị nóng hổi, ấm cúng của cháo và quẩy. Đó là cảm giác của gia đình, giống như là khi hắn ở trong Lâm gia cảm nhận được vậy. Anh đỡ em đi ra ngoài dạo một chút nhé, Tần Lạc nói, từ khi đến Thụy Điển tới giờ, anh còn chưa một lần nhìn kỹ xem cái thành phố này rốt cuộc là nó như thế nào nữa. Vâng, Tô Tử gật đầu vui sướng đáp, nàng trước giờ đều ngồi trên xe lăn. Làm sao có cơ hội được, đi, ngắm phong cảnh Thụy Điển chứ. Hơn nữa, một trong những lý tưởng của nàng đó là đi đến từng cái góc nhỏ của thế giới, ngắm sạch những phong cảnh mà mình chưa từng được nhìn bao giờ. Mặc dù nàng mới đứng được dậy từ trên chiếc xe lăn, nhưng nàng gần như đã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Lão Mama và Tiểu Man nghe nói Tần Lạc và Tô Tử muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh thì cũng vội chạy đòi đi theo. Nếu có chuyện gì thì bọn họ còn ở bên cạnh mà hầu hạ. Tần Lạc và Tô Tử tất nhiên là không muốn đem theo hai con kỳ đà cản mũi này đi theo rồi, nói tốn hết nước bọt bọn họ mới chịu từ bỏ ý định này đi. Tất nhiên đến cả Trương Quang và Trương Tiểu Na muốn đi theo sau để làm phiên dịch cũng bị Tần Lạc từ chối. Vì hắn chẳng định nói chuyện với ai hết mà chỉ đi bên cạnh Tô Tử mà thôi. Tần Lạc không đỡ ở sau lưng Tô Tử, mà cầm vào bàn tay bé nhỏ của nàng mà đi giống như những đôi tình nhân khác. Suốt dọc đường đi gặp không ít nhân viên bên chính phủ Thụy Điển được phái đến để tiếp đón đoàn với các thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y, họ đều ríu rít chào hỏi hai người. Bọn họ đi rất chậm, nhưng mỗi lần bước ra một bước thì Tô Tử lại cảm thấy thân thể mình nhẹ đi đáng kể, tựa như là đang bước dần tới bến bờ hạnh phúc vậy. Cỏ xanh mơn mởn, cảnh vật đẹp mắt, có một bãi cỏ non trải dài ở ven đường trung tâm cùng với hoa tươi nở rộ, được tô điểm với một chiếc vòi phun nước ở giữa nữa. Đây là một thành phố được hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại một cách hài hòa, đẹp mắt. Người đi trên đường thì hết sức nho nhã, lịch sự. Bọn họ nhìn Tô Tử và Tần Lạc với con mắt hiếu kỳ hết sức, cho đến khi thấy Tô Tử và Tần Lạc ngoảnh đầu lại nhìn thì trên đôi môi họ lại nở một nụ cười tươi tắn, ôn hòa. Tô Tử và Tần Lạc đâm xuyên vào trong đám người đông đúc, đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ tay trong tay vui sướng bước thẳng về phía trước. Đẹp quá, Tô Tử đứng trong đám người. Rồi nhìn Tần Lạc và nói với vẻ mặt sung sướng. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, các thành phố cùng với cảnh đẹp trên thế giới này nhiều vô kể, sau này em có thể từ từ mà thưởng thức. Tô Tử nhìn chân chân vào Tần Lạc hỏi, anh sẽ đi cùng em chứ? Nếu có thời gian, Tần Lạc không nhẫn tâm làm cho Tô Tử phải thất vọng, liền cười nói. Tô Tử dịu dàng nói,
em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu. Anh biết, Tần Lạc siết tay Tô Tử một cái, là do anh tham lam quá. Là do bọn em ngốc quá đấy thôi. Tô Tử cười nói, có điều em cũng là bất đắc dĩ. Cho dù anh có không có cảm giác gì với em, thì để chị khỏi đôi chân này, em cũng có thể trao thân gửi phận cho anh mây mà ông trời cũng không nghiệt ngã với em quá, đã để người con trai định mệnh đó là anh. Tần Lạc nhìn Tô Tử với đôi mắt kinh ngạc, nói, ban đầu anh cũng có suy nghĩ như thế đấy. Lúc đó anh còn nghĩ, cho dù người phụ nữ đó có xấu xí đến mấy thì nếu chữa khỏi được căn bệnh kỳ quái trên người anh thì anh sẽ làm với cô ấy những việc mà mình không muốn. Tô Tử thở dài một tiếng nói, tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ khi đối mặt với thần chết. Những đau khổ, hoạn nạn mà chúng ta phải chịu thì chỉ có bản thân chúng ta là hiểu rõ hơn ai hết. Cái giờ khắc đó lúc nào cũng ở bên bờ của cõi chết, y thuật đầy người cũng chẳng có cách nào cứu rỗi được bản thân, cái cuộc sống đó quả thật là vô cùng đau khổ. Ngưng một lúc rồi Tô Tử lại tiếp, hơn nữa, lúc đó em cũng chẳng hiểu tình yêu là cái gì nữa. Thế bây giờ đã hiểu chưa? Tần Lạc cười hỏi. Bây giờ em chỉ muốn mỗi sáng khi thức giấc thì dậy làm cho anh một bàn ăn thịnh soạn thôi, tất nhiên, em cũng biết đây là quyền lợi của người khác. Tô Tử mỉm cười hạnh phúc, từ trên vẻ của mặt nàng thì có thể nhận ra được nàng đã hiểu được chân lý của tình yêu. Thấy có một nhà bán thú cưng thì Tần Lạc liền nảy ra một ý nghĩ, nói, chúng ta vào hiệu kia xem đi. Anh muốn mua vật nuôi về sao? Tô Tử hỏi, nhưng có mua rồi thì chúng ta cũng không thể đem nó lên máy bay mà. Mua về rồi tặng người khác, Tần Lạc cười nói. Nếu là tặng cho em thì thôi đừng mua nữa. Tô Tử nói, bất luận là người hay thú thì chỉ cần sống với nhau lâu đều sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu đã có tình cảm rồi mà đến khi rời đi lại không thể đem đi, ắt sẽ phải đối mặt với đau khổ. Được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ tặng cho người khác vậy. Tần Lạc cười nói. Tô Tử lườm Tần Lạc một cái, nói, anh vốn dĩ định mua nó để tặng cho người khác thì có. Dù gì thì em cũng không muốn mà. Tần Lạc vẫn không chịu thừa nhận. Nếu anh định tặng em thật thì em thực sự là không muốn, nhưng nếu anh không tặng thì em lại cảm thấy có gì đáng tiếc. Tô Tử bất đắc dĩ nói. Phụ nữ thật là lạ thật đấy. Em nói cứ như em không phải là phụ nữ ấy. Tần Lạc cầm tay Tô Tử kéo nàng vào trong tiệm bán thú cưng. Lần này anh mua thú là để trị bệnh cho người khác. Đợi khi nào về Yến Kinh thì anh sẽ mua cho em một con. Đến lúc đó em sẽ không phải lo lìa xa nó nữa. Tô Tử tủm tỉm cười, nàng cũng không phải là ghen vì Tần Lạc tặng thú cưng cho người khác. Hai người sau khi bước vào trong cửa tiệm thì chị chủ cửa hàng xinh đẹp bước tới chào đón. Chị ta nhận ra được Tần Lạc và Tô Tử đều không phải là người Thụy Điển thì liền dùng tiếng Anh chào hỏi hai người. Nhưng hai người này quả là, quê, hết chỗ nói, đến cả tiếng Anh, một thứ tiếng thông dụng toàn cầu mà cũng không biết nói, cũng nghe không hiểu nốt. Chị chủ quán cũng đành chịu không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách dùng ngôn ngữ tay chân ra ý bảo Tần Lạc và Tô Tử tự đi xem, thích con nào thì bảo với chị ta. Tần Lạc sau khi đi quanh một vòng, thì ánh mắt dừng lại trên một con mèo nhỏ toàn thân đen tuyền. Anh muốn mua nó sao? Tô Tử hỏi, đúng là rất đẹp. Rất giống với con mèo mà anh đã nhìn thấy. Tần Lạc gật đầu nói. Tần Lạc gọi chị bán hàng đến rồi chỉ vào con mèo, ý bảo là mình muốn mua nó, hỏi chị chủ quán bao nhiêu tiền. Chị chủ quán tìm một tờ giấy và một cái bút, sau đó viết số tiền lên trên đó. Tần Lạc nhìn xong cũng thấy vừa lòng bèn móc luôn tờ euro mà khi vừa ra đến cửa Trương Quang đã nhét vào túi cho hắn rồi đưa cho chị chủ tiệm. Chị chủ quán chủ động trả lại tiền thừa, sau đó lấy giúp con mèo ra cho Tần Lạc. Rồi cho con mèo vào một cái lồng nhỏ để nó khỏi chạy mất. Lúc đi thì tay chỉ cầm tay của một người phụ nữ, còn khi về thì tay trái xách lồng đựng một con mèo nhỏ, tay phải cầm tay một người phụ nữ. Lần đi ra ngoài này, Tần Lạc coi như cũng có được thu hoạch đáng kể rồi. 3 giờ chiều, xe của Philip đến đón Tần Lạc rất đúng giờ. Tần Lạc xách thêm con mèo lên xe, Philip nhìn vào cái lồng đựng mèo trên tay Tần Lạc, hiếu kỳ hỏi, cái này để làm gì? Để tặng cho Gabo. Tần Lạc cười nói. Philip thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu cười nói, anh thật là chu đáo, một người làm anh như tôi mà còn chẳng nhớ ra mua quà gì tặng cô ấy nữa. Tần Lạc chỉ cười mà không nói ra mục đích hắn làm việc này là vì sao cho Philip nghe. Vì hắn cũng chưa biết được hiệu quả của việc này như thế nào. Thấy Tần Lạc không nói gì, thì Philip lại nói, nghe nói chân của Tô Tiểu Thư được anh chữa khỏi rồi phải không? Đây là tin tức hay nhất mà tôi nghe được ngày hôm nay đấy. Hôm mà đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến Thụy Điển viếng thăm,
khi Philip đến sân bay đón tiếp thì thấy Tần Lạc còn đẩn theo một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một cô gái xinh đẹp. Anh không ngờ là trong đoàn đại biểu lại còn có thêm cả một thành viên bại liệt nữa, vì vậy mà anh có ấn tượng khá là sâu sắc. Sáng ngày hôm nay Kalai đến thông báo tình hình cho anh biết, thì Philip cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Một mặt là vui lây cho Tô Tử, anh cho rằng một người con gái đẹp như vậy mà lại phải ngồi xe lăn thì thật đáng tiếc. Mặt khác là vui cho Gabo và mình. Đến loại bệnh như vậy mà Tần Lạc còn chữa khỏi được thì anh lại càng tin tưởng vào việc Tần Lạc có thể chữa khỏi được cho bệnh tình của Gabo. Cảm ơn anh, Tần Lạc cảm kích nói. Tôi đã chuẩn bị chút quà cho Tô Tiểu Thư, hy vọng cô ấy sẽ thích. Chúng ta đều là bạn cả, không cần phải khách khí như vậy đâu. Đây là chút tấm lòng của tôi. Philip cười nói, nếu nói quan hệ ngày trước giữa anh và Tần Lạc thì anh ở thế chủ động còn Tần Lạc ở thế bị động, thì giờ đây vì bệnh tình của Gabo thì cái thế chủ động bị động này lại hoàn toàn được đảo lộn ngược lại. Anh thực sự là vô cùng hy vọng sẽ có thể chữa được khỏi bệnh cho Gabo, vì vậy mà anh cố gắng từng tí để duy trì tình hữu nghị giữa anh và Tần Lạc. Đến tiểu viện, nơi mà Gabo ở thì đôi vợ chồng trung niên liền cung kính mở cánh cửa sắt ra. Khi Tần Lạc bước theo gót Philip tiến thẳng vào bên trong, thì bất giác đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên này nhìn thấy cái lồng mèo trên tay Tần Lạc, sắc mặt hai người biến đổi đột ngột rồi họ lập tức xông lên phía trước chặn Tần Lạc lại. Bọn họ nói là không được đem mèo vào trong, người phiên dịch tên Ryan nói với Tần Lạc. Bảo với họ là tôi đã cắt hết móng vuốt của mèo rồi, nó sẽ không làm thương tới Gabo đâu. Tần Lạc cười nói. Mặc dù nghe xong người phiên dịch nhắc lại câu nói của Tần Lạc, nhưng họ vẫn đứng nguyên ở đó, không chịu để Tần Lạc đem mèo vào trong. Tần Lạc chỉ còn cách liếc nhìn Philip nói, con mèo này dùng để trị bệnh cho Gabo. Philip mặc dù cũng ngờ ngợ việc đem mèo vào thì liên quan gì đến chữa bệnh, nhưng anh biết, nếu Tần Lạc đã nói như vậy thì ắt là có lý do riêng của hắn. Thế là dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Philip thì hai người đó cũng chỉ biết thấp thỏm lo âu mà tránh sang một bên. Gabo nằm dưới mái hiên em mở cửa sổ, đắp trên người một tấm chăn mỏng màu trắng. Thấy mấy người Philip và Tần Lạc tới thì nàng lại lo lắng đến phát run lên. Tay nàng túm chặt lấy tấm chăn rồi chùm lên đầu, như thể làm vậy thì có thể cách ly được với cảnh vật trước mắt vậy. Đây là một cảm giác tự lừa dối mình để cảm thấy an toàn. Tần Lạc bước lên phía trước, đưa con mèo trên tay mình cho nàng rồi cười nói, đây là quà mà tôi tặng cô đấy. Mèo! Con mèo đen tỏ ra phối hợp hết sức nhịp nhàng, kêu lên thật là đúng lúc. Gabo liền bỏ luôn tấm chăn xuống rồi kêu lên một tiếng, tiếp đó nàng vồ đến ôm lấy cái lồng mèo mà Tần Lạc đưa tới một cách sung sướng. Mặc dù giọng nàng không được hay cho lắm, nhưng mỗi khi nàng cười thì cái vẻ đáng yêu đến thuần khiết đó có thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của con người ta phải tan chảy hết cả ra. Chương 805, giá trị của một con mèo. Con mèo đen tặng cho công chúa đúng là có liên quan đến việc chữa trị cho nàng. Vì Gabo ẩn cư đã nhiều năm, gần như là sống một cuộc sống cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài tiếp xúc với đôi vợ chồng trung niên hàng ngày chăm sóc nàng ra này thì nàng cơ hồ chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với bất kỳ người nào khác nữa. Cho dù có là mẹ Madron hay anh trai Philip thì quan hệ giữa bọn họ hiện giờ cũng vô cùng xa lạ. Tất nhiên là Tần Lạc thậm chí còn không chắc chắn được rằng nàng có biết được mối quan hệ giữa nàng và hai người này hay không. Hơn nữa, Gabo không biết nói. Mà cho dù nàng có biết nói đi chăng nữa thì vì ngôn ngữ bất đồng, thì Tần Lạc cũng chẳng có cách nào để giao tiếp với nàng. Vì vậy mà một bác sĩ như hắn cũng chỉ có thể bị người bệnh nhỏ này hoài nghi và lúc nào cũng nhìn mình với con mắt thù địch mà thôi. Điều này đối với một người bác sĩ mà nói thì thật là thất bại. Không những thế nó còn ảnh hưởng khá lớn đến quá trình điều trị bệnh nữa. Bệnh của Gabo không phải là loại bệnh tật thông thường. Chứ nếu đó là ốm sốt gì thì cho dù là trong lúc nàng ngủ thì Tần Lạc cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn được. Nhưng loại bệnh này thì không được, Tần Lạc bắt buộc phải tìm được ra một chiếc cầu nối để hai người có thể giao tiếp được với nhau. Vì sau khi học được thái ất châm và có được cái cảm giác kỳ diệu đó, thì hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn cùng với cả sự tổn thương từng có của nàng nữa. Ở trong tâm trí như tờ giấy trắng của nàng bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một loài động vật giống như một con mèo. Điều này gây sự chú ý của Tần Lạc. Khi Tần Lạc đến đây thì trong cái vườn này đâu có mèo đâu. Nàng lại không thể ra khỏi cửa, vậy thì vì sao lại có thể xuất hiện cái vật thể này được nhỉ? Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được tình cảm đặc biệt của mình dành cho con mèo này. Nếu không thì cái hình tượng con mèo đó không thể rõ ràng như thế được.
thậm chí đến cả đôi vợ chồng trung niên cũng chỉ hiện ra một cách mơ hồ trong tâm trí nàng, nhưng con mèo đó thì lại có lông tơ và đường viền rõ rệt. Chắc cô ấy từng có một con mèo, Tần Lạc thầm đoán vậy, nhưng về sau không biết vì lý do gì mà nó đã biến mất. Điều này chẳng có gì quan trọng đối với một người bình thường, làm gì có đứa trẻ nào không bị cha mẹ xé rách những cuộn tiểu thuyết cấp 3, vứt người máy đồ chơi đi chứ. Nhưng điều này đối với Gabo mà nói thì nó lại là một vết thương lòng khó mà xóa nhòa được. Sau khi nàng kêu lên và ôm chầm lấy cái lồng mèo từ trên tay Tần Lạc thì Tần Lạc liền biết rằng những suy đoán của hắn không sai chút nào. Giữa bọn họ cuối cùng cũng đã có một bước ngoặt mới. Cổ nhiên, Gabo không còn nhìn Tần Lạc với ánh mắt sợ sệt và khiếp đảm, mỗi lần nàng nhìn về phía này thì đều kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Cong như ánh trăng non, long lanh, rạng ngời và trong suốt. Đó là một đôi mắt chưa hề bị cuộc đời thế tục này làm cho ô nhiễm. Tần Lạc không khỏi cảm thấy buồn lòng, hóa ra người lại không bằng được mèo. Việc mà hắn cố gắng để làm, vậy mà cuối cùng lại được một con mèo làm giúp. Mấy người đang làm cái gì thế? Giống như là một cô công chúa trong chuyện cổ tích cùng với con trai một ông nông dân đang hẹn hò hôn trộm nhau thì bị người ta dội cho gáo nước lạnh lên đầu, mẹ kế của công chúa xuất hiện. Nhưng cái khác nhau ở đây đó là người đứng trước mặt đây không phải là mẹ kế của công chúa mà là mẹ ruột. Hoàng hậu Madron quăng ánh nhìn căm tức vào Tần Lạc và Philip xong thì gào lên, các người đang làm cái gì thế này? Các người muốn hại chết Gabo sao? Ai cho phép các người được làm thế? Đôi vợ chồng trung niên nép sau lưng Hoàng hậu Madron, ánh mắt không dám ngước lên nhìn Philip. Rõ ràng là việc Hoàng hậu có thể nhận được tin tức nhanh chóng và đến đây kịp thời như vậy, thì chắc hẳn là do hai người đó đã đi báo tin cho bà. Thưa mẹ kính mến, có chuyện gì xảy ra vậy? Philip bước lên trước cung kính hành lễ với Hoàng hậu Madron rồi hỏi. Mẹ hỏi con, là ai đã cho phép mấy người tặng cho Gabo cái thứ đó? Madron chỉ vào con mèo đen mà Gabo đang ôm trong lòng, nói với giọng không chút thiện chí. Cho dù bà đã cố gắng kiềm chế bản thân mình trước mặt con gái, nhưng cứ nghĩ đến việc mà bọn họ làm thì vẫn khiến cho bà cảm thấy tức giận vô cùng. Có vấn đề gì sao ạ? Philip không hiểu hỏi, Tần Lạc nói điều đó có lợi cho việc chữa trị cho Gabo. Có lợi ư, có lợi gì nào, đây rốt cuộc là y học trị liệu hay là những phép thuật lừa gạt người? Madron nghe Philip giải thích xong thì cơn giận lại càng bùng lên ghê gớm hơn. Đây chính là bác sĩ Trung Quốc cao minh mà con nói đó sao? Nếu bọn họ chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn đê tiện để lừa gạt chữa trị cho người khác, thì mẹ quyết không thể để cậu ta chữa trị cho Gabo nữa. Mẹ cũng không đồng ý cho Trung Y tiếp tục phát triển tại Thụy Điển, mẹ không thể đem tính mạng của Gabo và toàn thể dân chúng của Thụy Điển ra để đổi lấy tình hữu nghị giữa con và cậu ta. Tần Lạc nghe không hiểu tiếng Thụy Điển, tuy trông thấy hai mẹ con hoàng tử Philip tranh cãi rất quyết liệt, nhưng hắn cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì nữa. Dĩ nhiên là cũng may mà hắn nghe không hiểu, nếu không thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gabo nét mặt trở nên lo âu hơn trước. Nàng nhìn vào nét mặt hung dữ của Hoàng hậu Madron mà càng ôm chặt con mèo vào lòng hơn, cứ như nàng sợ hãi sẽ bị cướp đi một lần nữa. Thưa mẹ kính mến, không phải như mẹ đã nghĩ đâu. Philip cố gắng biện hộ thay cho Tần Lạc, mẹ cũng trông thấy rồi đấy, Gabo rất thích con mèo này. Lẽ nào con không biết làn da của Gabo nó ra sao ư? Lẽ nào con không biết móng vuốt và răng nanh của mèo có thể làm tổn thương Gabo sao? Hoàng hậu Madron càng nói càng tỏ ra giận dữ. Lẽ nào con không biết rằng, nếu như da của Gabo bị rách, nó rất khó có thể khép miệng lại hay sao? Ngày trước đôi vợ chồng trung niên kia cảm thấy Gabo tội nghiệp, nên bọn họ đã mua một con mèo đen tặng cho Gabo. Gabo rất yêu quý con mèo, coi nó như một người bạn thân thiết nhất. Nhưng trong lúc vui đùa với nhau, con mèo kia không may cào rách làn da của Gabo. Đôi vợ chồng trung niên kia sợ quá, lại không dám giấu giếm sự việc. Thế là bọn họ liền chạy đi thông báo cho Hoàng hậu Madron biết. Hoàng hậu Madron sau khi biết tin vô cùng tức giận, bà đã trừng phạt đôi vợ chồng kia 30 roi, còn con mèo thì bị dìm chết ngay sau đó. Từ đó trở đi, trong này không còn xuất hiện bóng dáng của con vật nuôi nào nữa. Tần Lạc đã cắt móng vuốt của con mèo đi rồi. Thế còn răng nanh của nó thì sao? Mẹ chưa trông thấy cái răng của nó đã được nhổ đi. Hoàng hậu Madron quay ra đôi vợ chồng trung niên ra lệnh. Mau đem con mèo đi. Đôi vợ chồng kia nghe xong, liền bước tới chỗ của Gabo. Ban đầu Gabo không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng khi trông thấy người đàn ông trung niên kia tay cầm chiếc lồng sắt đi tới, thì nàng bỗng nhiên hoảng hốt vô cùng.
Nàng kêu gào thảm thiết, cố gắng phản kháng lại như một con thú bị thương. Nàng ôm chặt con mèo vào trong người, quyết không để xốp người đàn ông trung niên kia mang đi. Ông định làm cái gì vậy? Tần Lạc bước tới đưa tay ra ngăn người đàn ông trung niên kia lại. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông này lắc tay lên một cái, nắm luôn vào cổ áo của hắn. Biết công phu, Tần Lạc thầm kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn hiểu rằng, làm một người canh giữ ở đây cho công chúa, thì người ta cũng phải có khả năng hơn người chứ. Tần Lạc không hề lùi lại, mà dùng thân thể húc thẳng về phía người đàn ông trung niên này. Sau đó đầu gối của hắn thúc lên, trúng vào vùng bụng của ông ta. Người đàn ông kia chỉ hự lên một tiếng, rồi lui lại đằng sau mấy bước. Vợ người đàn ông này vội chạy tới đỡ ông dậy, để ông ngồi xuống đất hít thở. Người đàn ông trung niên ôm lấy bụng mình, dương mắt kinh hãi nhìn vào chàng thanh niên Trung Quốc trẻ tuổi kia. Trước khi vào trong này làm việc, ông là vệ sĩ cung đình bảo vệ cho nữ vương. Tuy sau khi vào đây thì tính chất công việc đã có phần thay đổi, ông cũng ít tập luyện hơn trước, nhưng khả năng thì vẫn còn đó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, ông đã bị chàng thanh niên này đả thương. Đây là công phu Trung Hoa sao? Cậu đang làm cái quỷ gì thế hả? Hoàng hậu Madron không ngờ Tần Lạc dám ra tay với vệ sĩ của mình, tức đến xanh mặt quát lên. Nhưng lại nghĩ tới đối phương không hiểu mình nói gì, bà đành quay ra Ryan gầm lên, ông hỏi hắn xem, hắn ta đang làm cái gì vậy? Sau khi nghe phiên dịch xong thì Tần Lạc đáp, tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn chữa bệnh mà thôi. Không cần cậu phải lo nữa, cậu rời khỏi đây ngay lập tức, Madron gào lên, bà đã rất thất vọng với Trung Y rồi. Bà cũng vô cùng thất vọng về con trai của mình nữa. Tần Lạc nhìn vào Philip cười nói, anh cũng có ý này phải không? Philip nghe vậy sợ hãi vội nói, Tần Lạc, anh không được đi, anh phải ở lại đây chữa trị cho Gabo, vì chỉ có anh mới làm được việc đó. Đừng có viên dịch, Madron quát lên ngăn chặn Ryan lại. Ryan sợ hãi nhìn vào Hoàng hậu Madron, sau đó lại nhìn Hoàng tử Philip, rồi cúi đầu xuống im lặng không nói. Hoàng tử Philip nhìn ra được ý của Ryan, anh lập tức đi tới bên Tần Lạc nắm lấy vạt áo của hắn, để tỏ rõ ý kiến của mình cho Tần Lạc biết. Philip, con dám chống đối lại mệnh lệnh của mẹ hay sao? Hoàng hậu Madron tức đến hộc máu mồm nói. Bởi vì đây là nơi vô cùng bí mật, nên Hoàng hậu Madron không mang theo vệ sĩ. Nếu không thì bà đã xách cổ con trai mình cùng với tên khốn Trung Quốc này ra khỏi đây rồi. Thưa mẹ kính mến, con xin mẹ hãy tin Tần Lạc lần này. Anh ấy chắc chắn sẽ chữa trị được cho Gabo, mẹ không trông thấy sao. Anh ấy biết Gabo thích mèo, nên đã đem mèo tới đây tặng cho Gabo. Con nhìn ra được là anh ấy thực lòng rất muốn chữa trị cho Gabo của chúng ta. Philip vẫn muốn thuyết phục người mẹ đáng kính của mình một lần nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Hoàng hậu Madron nói, từ bây giờ trở đi, con không được tới đây nửa bước, và cả cậu ta cũng vậy. Philip biết rằng Hoàng hậu Madron đã quyết định phong tỏa nơi này rồi. Nếu mà bà làm như vậy thì Gabo sẽ ra sao? Lẽ nào nàng cứ như vậy mà chết già trong này ư? Con cũng quyết định rồi, trưa mai 3 giờ con lại đưa anh ấy tới đây tiếp. Giọng Philip cứng lại, hai mẹ con họ bây giờ đúng là đã đứng ở hai bên đầu chiến tuyến rồi. Nhưng tiếp sau đó một sự việc làm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Gabo đột nhiên bò tới núp đằng sau lưng của Tần Lạc. Một tay nàng túm lấy vạt áo của Tần Lạc, một tay ôm lấy con mèo. Nàng sợ hãi thò đầu sau phía lưng hắn đưa mắt lên nhìn mẹ con Philip đang cãi nhau kịch liệt. Hoàng hậu Madron sững người sửng sốt. Philip cũng sửng sốt không kém. Cả đôi vợ chồng kia cũng vậy. Công chúa của bọn họ đã bị tên danh này dùng một con mèo mua chuộc rồi. Chương 806, công chúa không chịu buông tay ra. Bản thân Tần Lạc cũng ngẩn hết cả ra. Hắn chỉ có điều là hiểu rõ được vết thương trong lòng nàng. Nên chỉ muốn tặng nàng một con mèo đen mà thôi, lẽ nào chỉ vì một cử chỉ nho nhỏ này thôi mà nàng đã coi mình như thần bảo hộ của nàng rồi. Đây là một cô gái ngây thơ, đơn thuần và ngu ngốc biết nhường nào. Nhưng Tần Lạc hết sức cảm động trước biểu hiện của nàng trong giờ khắc này. Hắn quyết định, bất luận thế nào cũng phải trị khỏi bệnh cho cô gái này. Không phải vì Hoàng hậu Madron, không phải vì Hoàng tử Philip, không phải vì tương lai của Trung Y ở Thụy Điển. Cũng không phải vì nàng là công chúa chẳng vì cái gì cả, chỉ là vì hắn muốn trị khỏi bệnh cho nàng. Một ý nghĩ đơn giản, thuần túy và cũng ngu ngốc không kém. Tôi được Hoàng tử Philip mời đến đây. Nếu không có lệnh đuổi khách của anh ấy thì tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Tần Lạc quay ra nhìn Gabo cười,
sau khi an ủi sự e dè. Sợ sệt đến nhạy cảm của nàng thì hắn lại quay ra nói với Hoàng hậu Madron. Hắn cũng biết là Philip sẽ không chịu lùi bước trong vấn đề này, vì nếu anh ấy định lùi bước thì đã không kiên trì đến tận bây giờ rồi. Thưa mẹ kính mến, xin mẹ hãy cho Tần Lạc một cơ hội, và cũng là cho Gabo một cơ hội. Philip nhìn Madron với ánh mắt mong mỏi. Em ấy là con gái của mẹ, nhưng cũng là em gái cân cân rất yêu quý em ấy. Con biết là mẹ không muốn làm thương đến em ấy, con cũng như mẹ thôi. Chúng ta đều nghĩ cho cuộc sống sau này của em ấy. Nếu bây giờ mà mẹ đuổi Tần Lạc đi thì liệu còn có ai có thể chữa khỏi cho em ấy đây? Em ấy còn nhỏ lại đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ mẹ nỡ lòng nhốt em ấy ở trong tòa nhà này suốt cả đời hay sao? Vẻ mặt của Hoàng hậu Madron sa sầm xuống. Trong lòng bà cũng ngập tràn những mâu thuẫn, kèm thêm cả một chút đố kỵ nữa. Mình thì tìm trăm phương ngàn kế để bảo vệ cho nó. Vậy mà con gái mình lại xà vào doanh trại của bên địch, và cho mình là mối nguy hàng đầu của nó, một người mẹ thất bại hoàn toàn. Nhưng Gabo có thể đưa ra sự lựa chọn cho mình, nàng sẵn lòng chấp thuận một người lạ mặt, điều đó chứng tỏ là việc giao tiếp giữa bọn họ khá là khả quan. Và đây cũng là việc mà bà muốn trông thấy. Hoàng hậu Madron liếc nhìn Tần Lạc một cái, sau đó ánh mắt bà chuyển sang Gabo, rồi bà thở dài một tiếng não nề và quay người bước ra bên ngoài. Bà không đem theo người phiên dịch Ryan, điều đó chứng tỏ là bà đã chịu thua con trai và con gái mình. Đi rồi, Philip cười nói. Bà sẽ không hỏi đến việc này nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã kiên trì đến cùng, Tần Lạc nói với Philip. Tôi phải cảm ơn anh đã kiên trì mới đúng chứ. Philip nghiêm mặt nói, tôi giao Gabo cho anh nhé. Không vấn đề gì, Tần Lạc gật đầu nói. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Tần Lạc quay người lại nhìn Gabo. Gabo đang ôm chằm chặp cái lồng mèo vào trong ngực mình, rồi cũng ngước lên nhìn hắn với ánh mắt to tròn ngây thơ trong sáng. Tần Lạc có thể nhìn thấy được bóng dáng của mình trong mắt nàng, đó là một người khôi ngô tuấn tú, sáng lạng, tài giỏi hơn người. Tần Lạc nhếch môi cười. Gabo ngô nghê nhìn hắn một hồi rồi cũng nheo mắt nở một nụ cười thật tươi. Thật là đáng yêu, Tần Lạc khen ngợi. Nàng không hiểu Tần Lạc đang nói gì, nhưng vẫn cứ nhìn hắn mà cười một cách ngây ngô. Tần Lạc đưa bàn tay mình ra, Gabo nhìn mà không hiểu gì, chẳng hiểu hắn định làm gì nữa. Đứa trẻ này, đền cả cầm tay cũng không hiểu nữa. Tần Lạc đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay nàng lạnh như băng tuyết. Gabo khẽ rùng mình một cái, nàng còn định rụt tay về cơ. Nhưng khi nàng ngước lên nhìn thấy Tần Lạc đang mỉm cười thì nàng lại nheo đôi mắt lại và tủm tỉm cười theo. Sự lo lắng, căng thẳng của nàng cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Không còn dãy dụa như trước nữa, cứ để mặc cho Tần Lạc cầm tay mình. Trời đất, quả là thần kỳ, Philip kinh ngạc nói, anh cũng bước tới, đưa tay ra xoa xoa đầu Gabo, nhưng dường như Gabo cảm giác có nguy hiểm đang đến gần vậy, gào lên với Philip, giống như một con sói nhỏ phẫn nộ vậy. Thế này là Philip lúng túng nói với Tần Lạc, sao em ấy lại không để cho tôi đến gần chứ? Tần Lạc an ủi, có lẽ là do tôi đã tặng cô ấy một con mèo cũng nên. Anh đừng vội ý, chỉ cần anh kiên nhẫn, thì rất nhanh thôi cô ấy sẽ nhận một người anh trai như anh. Philip gật đầu nói, mong sao ngày đó đến mau mau lên. Sẽ không lâu đâu, bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu thôi. Anh vất vả quá, Philip nói. Tần Lạc nắm tay Gabo rồi đưa nàng về nằm lên chiếc ghế dựa. Tiếp đó hắn buông tay nàng ra, sau đó tiếp tục công việc khử trùng ngân châm của mình. Gabo mặc dù tay còn ôm ghì lấy cái lồng mèo. Nhưng mắt thì vẫn chân chân nhìn không chấp từng động tác của Tần Lạc. Có cần để em ấy ngủ không? Philip lo lắng hỏi, anh sợ lại giống như lần trước, Tần Lạc châm vào làm cho Gabo sợ quá mà ngất lịm đi. Để cho cô ấy tỉnh táo thì tốt hơn, Tần Lạc nói, hắn muốn nhìn xem suy nghĩ khi còn tỉnh táo của nàng như thế nào. Khi Tần Lạc cầm cây ngân châm bước tới trước mặt Gabo thì toàn thân Gabo lại một lần nữa run lên vì lo sợ, nàng co mình lại, nắm chặt chăn trong tay định chum đầu lên. Tần Lạc ngồi xuống bên nàng, vừa cười vừa vuốt ve mái tóc dài trắng toát mềm mại còn phảng phất hương sữa của nàng. Gabo nhìn Tần Lạc với con mắt bối rối, sau khi biết hắn không có ác ý gì hay tiếp tục làm gì với mình thì nàng mới tĩnh tâm trở lại, đôi mắt xanh thẫm của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, dáng vẻ giống như một em bé gái vậy. Bàn tay Tần Lạc từ từ đưa xuống phía dưới, che đi tầm mắt của Gabo. Cùng trong lúc này, tay phải của Tần Lạc nhanh chóng đưa châm ra rồi lại một lần nữa châm vào huyệt. Phong phủ ở sau đầu của Gabo.
không biết vì nguyên nhân gì mà khi Tần Lạc châm cứu cho Gabo thì nhập thần chi cảnh lúc nào cũng đến một cách nhanh chóng đến bất ngờ, thậm chí còn nhanh hơn cả khi châm cho Tô Tử. Chứ đừng so sánh với khi điều trị cho Long Vương làm gì. Lúc đó hắn dặn như dặn ỉa, thế mà sắp bị dặn ra rồi mà cái nhập thần chi cảnh này cũng không chịu xuất hiện. Lần nào cũng khiến cho Tần Lạc sức cùng lực kiệt. Qua khí lưu động trong cơ thể thì Tần Lạc lại một lần nữa cảm nhận được cái hình dạng trừu tượng trong đầu Gabo. Vẫn là một tờ giấy trắng mênh mông vô bờ bến. Giữa tờ giấy trắng là không ít những vệt nhỏ màu đen và vài đường gãy lìa to nhỏ khác nhau. Hình dáng của con mèo ở trên tờ giấy là vô cùng rõ rệt. Quả nhiên là Gabo rất yêu quý nó. Ngoài những thứ này ra, Tần Lạc còn phát hiện thấy có hình dạng của một con người. Đúng vậy, đó là một người mặc trường bào. Mặc trường bào, Tần Lạc sửng sốt, đó không phải là mình hay sao? Chẳng lẽ mình cũng có vị thế trong đầu nàng đến vậy sao? Kiêu ngạo, tự hào, dương dương tự đắc, bao nhiêu ý nghĩ ùa về trong hắn, hắn xúc động như là vừa mới lấy được trinh tiết của một cô gái con nhà lành nào không biết. Vừa mới xúc động một cái mà nhập thần chi cảnh đã đột nhiên biến mất. Giống như khi đang dùng máy vi tinh mà bị mất điện đột ngột vậy, Tần Lạc không có cách nào lại dùng Internet một lần nữa, lại càng không thể nghe nhạc, xem phim hay chat sex với những cô gái khác trên mạng rồi. Có chuyện gì vậy? Thấy Tần Lạc mở mắt ra thì Philip đứng ở bên cạnh vội lên tiếng hỏi. Không sao, Tần Lạc nói, sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, tập trung tinh thần xoay cây ngân châm trong tay mình. Chẳng mất nhiều thời gian, nhập thần chi cảnh lại xuất hiện một lần nữa. Tần Lạc lại nhắm chuẩn vào những vệt đen nhỏ kia, hắn biết là có lẽ nếu loại trừ được những vệt đen này đi thì có lẽ bệnh tình của Gabo sẽ có một bước chuyển biến tốt đẹp hơn. Tần Lạc tập trung toàn bộ nguyên khí trong người rồi dồn vào xông thẳng đến chỗ những vệt đen kia. Lần thứ nhất tấn công thì màu sắc của nó nhạt đi không ít. Sau đó đến lần thứ hai, lần thứ ba. Càng làm hắn càng quen tay. Tần Lạc vừa mới bắt đầu vận khí thì vẫn còn hơi cứng tay, nhưng sau nhiều lần công kích, hắn càng lúc vận khí càng thành thục hơn. Những vệt đen kia dần dần được hắn xóa đi, từng vệt một. Cho đến lúc thể lực của hắn bị hao mòn, gần ngất đến nơi thì Tần Lạc mới chịu rút kim. Tần Lạc, anh không sao chứ? Philip vội vàng chạy tới hỏi. Mũi châm vừa rồi Tần Lạc châm vào mất tận nửa giờ đồng hồ, Philip mấy lần lên tiếng gọi hắn mà hắn không hề đáp lại. Philip rất muốn lớn tiếng gọi hắn, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới công việc trị liệu, nên cứ đứng sốt ruột mà theo dõi. Mãi cho đến lúc Tần Lạc rút kim ra thì Philip mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao, Tần Lạc mỉm cười đáp. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay che mắt của Gabo xuống, thì thấy cô bé đang dương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hàng lông mi cong vút của nàng như chiếc quạt ba tiêu bị gió thổi bay phấp phới. Có hiệu quả gì không? Philip lo lắng hỏi. Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẩm tính xem mấy vệt đen kia có bao nhiêu chỗ rồi nói, chắc phải cần tới nửa tháng. Nửa tháng sau thì bệnh tình của cô ấy sẽ có chuyển biến tốt. Hả, nửa tháng sau Gabo sẽ bình phục sao? Philip xúc động hỏi. Không phải, chỉ là có chuyển biến tốt thôi còn bình phục thì tạm thời tôi chưa biết được. Bởi vì cô ấy mắc phải một căn bệnh tổng hợp khá phức tạp. Tôi chữa trị căn nguyên cơ bản nhất trước, sau đó mới trị những thứ khác sau. Bất luận thế nào, tôi cũng đều rất cảm tạ công ơn của anh. Tôi tin rằng chỉ cần có anh, Gabo sẽ bình phục. Philip cười sung sướng nói, anh chàng hoàng tử đẹp trai lịch thiệp này, đúng là lo lắng cho em gái mình giống như một đứa trẻ vậy. Tần Lạc tiếp lấy chiếc khăn ướt từ tay người phụ nữ trung niên rồi nói, cuộc trị liệu hôm nay kết thúc ở đây. Vâng, tôi đưa anh về, Philip nói. Cảm ơn anh, Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa đầu của Gabo mỉm cười nói, cố gắng nghỉ ngơi nhé, mai tôi lại đến. Nói xong Tần Lạc liền đứng thẳng người dậy. Nhưng dường như Gabo có linh cảm từ trước, nàng tóm luôn lấy vạt áo của Tần Lạc. Nàng tóm rất chặt, bất luận thế nào cũng không muốn buông hắn ra. Chương 807, cái đuôi đáng yêu. Gabo, bỏ tay ra, tôi còn phải về nhà, ngày mai tôi tới đây chữa trị tiếp cho em được không? Tần Lạc dùng tiếng Trung nói với Gabo. Gabo, để anh ấy về đi được không? Nếu như anh ấy không được nghỉ ngơi, thì ngày mai sẽ không tới đây chơi với em được đâu. Philip dùng tiếng Thụy Điển nói. Mau bỏ tay ra, không là tôi thu lại con mèo này đỡ hủy. Gabo ầm bỏ anh ấy ra, anh ở lại chơi với em được không? Tần Lạc và Philip luân phiên nhau dùng hết tiếng Trung rồi tiếng Thụy Điển mà khuyên giải cô công chúa này, từ dụ dỗ tới uy hiếp, nhưng Gabo vẫn quyết không buông tay. Bất luận hai người có nói gì đi chăng nữa,
Nàng vẫn cứ nắm chặt lấy vạt áo của Tần Lạc, không chịu buông ra. Làm thế nào đây? Tần Lạc cười khổ nói. Tôi cũng không ngờ lại phát sinh chuyện thế này. Philip cũng khó xử nói. Hay là tôi để cho cô ấy ngủ một chút nhé? Tần Lạc ái ngại nói. Nói cho cùng thì cưỡng ép người khác đi ngủ có phần tổn hại nhân phẩm quá. Anh chờ chút, Philip ngăn lại nói, thực ra tôi có ý nghĩ này. Anh cứ nói. Sau khi nghe xong Philip nói ra ý nghĩ của mình, Ryan kinh hãi nhìn anh một lúc, không biết nên phiên dịch hay không. Philip chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng lên nhìn Ryan một cái. Là ông biết mình nên phải làm gì. Cái gì? Tần Lạc trợn tròn mắt lên kinh hãi. Gabo đã ở trong nạp hơn chục năm nay rồi, nó giống như chiếc lồng giam con mèo nhỏ vậy, cần mèo có khi cũng không ở trong lồng lâu như vậy. Tôi không muốn Gabo ở đây thêm một giây một phút nào nữa cả. Philip nói xong liền đưa con mắt tiếc thương lên nhìn Gabo. Tần Lạc nuốt nước bọt cái ực rồi nói, hoàng hậu không đồng ý đâu. Tôi cũng không muốn nói cho bà ấy biết. Philip cười nói, đưa Gabo ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, có lẽ sẽ có lợi cho công việc chữa trị hơn. Nhưng nếu để cho người ngoài biết được thân phận của cô ấy thì làm thế nào? Tần Lạc lo lắng hỏi. Không có chuyện gì đâu, ngoài mấy người chúng ta ra, thì chẳng có ai biết được thân phận của Gabo. Philip nói, nếu như có ai hỏi anh, thì anh cứ nói đây là bạn của một người bạn của anh. Là được rồi. Tôi thấy việc này hơi bị điên rồ. Tôi cũng nghĩ vậy. Hay cứ để tôi cho cô ấy nằm ngủ một lúc vậy. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Gabo không đáng bị như thế này. Philip cố chấp nói, cho dù có chữa khỏi bệnh cho nó xong rồi, thế thì đã làm sao? Gabo không biết nói, nghe không hiểu tiếng Thụy Điển, tiếng Trung, gặp người lạ thì sợ hãi không hiểu hội họa. Âm nhạc, tất cả đều như một tờ giấy trắng, Gabo sẽ phải sống ra sao? Lẽ nào nó cứ phải sống mãi như thế này tới chết hay sao? Tôi thực sự chưa nghĩ xa tới mức như vậy. Tần Lạc khó xử đáp. Anh có thể không nghĩ tới. Philip nói, nhưng tôi là anh trai của nó. Được rồi, Tần Lạc gật đầu đáp. Hắn đã bị tình cảm anh em của Philip làm cho cảm động. Có lẽ mình cũng nên giúp anh ấy một tay. Cảm ơn anh, Philip dùng hết sự chân thành nói lên câu này. Đừng khách khín hư vậy, Tần Lạc cười khổ đáp. Hay là anh cũng vào khách sạn ở cùng với tôi vậy? Tôi cũng muốn làm như vậy lắm. Philip nói, nếu được như vậy, thì tất cả ánh mắt mọi sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn về đó. Quan hệ giữa tôi và anh cũng sẽ được lăng xê lên trên mặt báo. Tôi thì không sao, nhưng anh biết rồi đấy, mặt mũi của hoàng thất tôi cũng phải giữ thể diện một chút. Tần Lạc gật đầu hiểu ý, hắn đành phải tiếp nhận lấy trọng trách nặng nề này một cách không thương tiếc. Khi Tần Lạc mở cửa phòng ra, thì Tô Tử đang được Mama hướng dẫn tập đi. Từ khi đôi chân nàng khôi phục cảm giác, thì nàng không chịu ngồi yên một chỗ. Nàng dường như muốn dùng đôi chân của mình đi cho bằng hết những khát khao mà 20 năm qua nàng không được hưởng thụ nó. Anh về rồi hả? Tô Tử lau mồ hôi trên trán mỉm cười hỏi Tần Lạc. Vì thể chất của Tô Tử có tính hàn, do vậy mà trong phòng này không được mở máy lạnh. Thần sắc của Tần Lạc có phần quái dị. Gật đầu nói, em cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi điều dưỡng nữa. Đừng để mệt quá. Vâng, em sẽ chú ý. Tô Tử cười đáp. Vậy anh về phòng bên cạnh nhé. Tần Lạc nói xong liền đóng luôn cửa lại. Cậu ấy bị sao vậy? Mama kỳ lạ hỏi, sao cứ lấm la lấm lét thế nhỉ? Vâng đúng đấy, về rồi mà chẳng chịu ở lại với môn chủ gì cả. Tiểu Mẫn có phần tức thay cho Tô Tử nói. Tô Tử cũng cảm giác được Tần Lạc có phần cổ quái, và hắn cũng chỉ ló đầu vào trong này thôi, chứ không đi hẳn vào đây. Anh ấy có lẽ có việc bận, Tô Tử biện hộ thay cho Tần Lạc. Tần Lạc sau khi đóng cửa phòng lại, liền quay đầu lại nhìn vào Gabo đang lững thững đứng ở đằng sau nắm vạt áo của hắn nói, cô bỏ tay ra một lúc được không? Để tôi vào trong nói chuyện một lúc. Gabo không đáp lại, mà nàng cùng chẳng cần phải đáp lại. Đôi mắt của nàng chớp chớp nhìn Tần Lạc, giống như hai giọt nước trong suốt của thiên thần vậy. Khi rời khỏi chỗ ở của mình, Gabo đã được khoác lên người một chiếc áo khoác. Trên đầu một chiếc mũ vành rộng che hết cả mái tóc bạc trắng của mình, trông nàng bây giờ hệt như một đứa nhóc mặc quần áo của người lớn vậy, cứ thùng thả thùng thình trông rất dễ thương. Nhưng động tác của nàng không hề thay đổi. Một tay ôm lấy chiếc lồng đựng con mèo, tay còn lại thì túm vào vạt áo của Tần Lạc. Suốt trên đường đi cũng có rất nhiều người đều đưa con mắt kỳ quái lên nhìn hai người. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói câu này. Tần Lạc lắc lắc đầu ngán ngẩm nói. Sau đó hắn rút trong túi ra thẻ phòng.
Sau khi vào trong này rồi thì Tần Lạc theo thói quen đi vào nhà vệ sinh luôn. Nhưng khi vào đến trong rồi, thì hắn phát hiện ra Gabo vẫn lững thững bước theo sau hắn. Tần Lạc liền quay đầu lại nở một nụ cười mê hồn nói, cô ra bên ngoài cửa chờ tôi một lúc nhé. Rất nhanh tôi sẽ quay lại thôi. Mỹ Nam kế đã thất bại. Hay là tôi cởi áo ra, cô cứ nắm lấy nó nhé. Tần Lạc nói. Ngôn ngữ bất đồng nó khổ thể đấy. Tần Lạc không nói câu nào nữa mà cởi luôn chiếc áo ra đưa nó cho Gabo. Gabo đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại rất nhanh chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. Cô ấy không ngốc chút nào. Bất luận thế nào, Gabo không muốn buông Tần Lạc ra. Dù chỉ một phút, cô cũng phải để cho tôi đi tiểu chứ. Tần Lạc nói như sắp khóc tới nơi. Cộc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn Gabo một cái, rồi đi ra ngoài mở cửa luôn. Em vừa pha trà, nên đem đến cho anh. Tô Tử bưng khay trà đứng ở ngoài cửa nói. Cảm ơn em, Tần Lạc mở cửa phòng để Tô Tử bước vào trong. Tô Tử vừa bước vào thì đã sững người ra nhìn Gabo đang đứng ở sau lưng Tần Lạc. Đây chính là người bệnh mà anh đã nói với em, Tần Lạc giải thích nói. Tô Tử nghe vậy phì cười, cô ở ủy thật dễ thương. Cô ấy không biết nói, cũng nghe không hiểu tiếng người, chẳng có cách nào để câu thông với cô ấy được cả. Tần Lạc nói, thế mà vẫn bị anh lừa vào khách sạn cơ đấy. Tần Lạc chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử. Tần Lạc sau khi giới thiệu tình hình của Gabo cho Tô Tử nghe xong, Tô Tử tỏ ra vô cùng thương hại nói, khi chúng ta đang buồn không có đôi giày để đi, thì có rất người còn không có chân để mà đi giày. Em cứ tưởng số phận của chúng ta đã là bi đát lắm rồi, vậy mà cô ấy còn bi thảm hơn chúng ta rất nhiều. Đúng vậy, Tần Lạc thở dài nói, chính vì thế mà anh rất muốn chữa trị cho cô ấy khỏi bệnh. Anh cần giúp gì không? Tô Tử hỏi. Nếu như em có thể trông cô ấy được một lúc, để anh vào nhà vệ sinh được thì hay biết mấy. Tần Lạc đau khổ nói. Tô Tử nghe vậy liền bước tới bên Gabo nhìn vào con mắt của nàng. Gabo trông thấy sợ quá liền nép luôn sau lưng của Tần Lạc. Em gái, đừng sợ, Tô Tử vừa định đưa tay lên cầm lấy tay Gabo thì. Á! Gabo kêu lên thất thanh. Đưa tay lên cào tay của Tô Tử. Cẩn thận, Tần Lạc chộp luôn lấy tay của Gabo, quay sang Tô Tử nói, cô ấy không muốn ai đụng vào mình cả đâu. Tô Tử nghe vập liền cười nói, vậy thì chỉ có mình anh là tiếp cận được với cô ấy thôi. Nhưng anh muốn đi vệ sinh, thì đưa cô ấy đi cùng. Sao lại thế được? Che mắt cô ấy lại, Tô Tử nói. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không được. Chờ anh rời khỏi Thụy Điển thì sẽ hết thôi, Tô Tử nói. Tần Lạc lúc này chỉ biết ngán ngẩm lấy cái áo bảo trùm lên đầu của Gabo, sau đó cùng với nàng đi vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng cái bàng quang nó đang co thắt đến tột cùng, vậy mà đứng nửa ngày rồi hắn cũng chẳng đái ra được. Tần Lạc cố gắng nhắm mắt lại nghĩ tới cảnh thác chảy, quả nhiên cách này hiệu quả vô cùng, nước đái của hắn được sổ ra như nước vỡ bờ. Phù Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn quay người lại, thì đã thấy chiếc áo trùm trên đầu của Gabo đã bị rơi xuống từ lúc nào. Nàng đang đưa con mắt ngơ ngác lên nhìn Tần Lạc. Đừng có nói cho ai biết đấy nhé. Tần Lạc nghiêm giọng dặn dò. Đây là đêm đầu tiên sau khi tới Thụy Điển. Tần Lạc không ngủ chung với Tô Tử, tất cả chỉ tại Gabo cứ lẽo đẽo bám theo hắn không rời nửa bước. Tần Lạc vốn định đánh ngất Gabo, sau đó luồn sang phòng nằm với Tô Tử, nhưng cái ý định này đã bị Tô Tử từ chối thẳng thừng. Tô Tử rất thông cảm cho Gabo. Nàng không muốn Gabo phải chịu bất kỳ sự đối xử bất công hay ngược đãi. Nhìn vào tấm thân cuộn tròn lại như một đứa trẻ sơ sinh của Gabo, tinh thần của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đúng là một cô bé đáng yêu, Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Gabo, âu yếm nói. Chương 808, thân phận bị bại lộ. Bệnh tình của Gabo lúc này đã có tiến triển tốt, Tần Lạc muốn tiếp tục ở lại Thụy Điển để chữa trị cho nàng. Chính vì vậy mà các thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y đã lên đường về nước trước. Trong bữa tiệc sang trọng của Hoàng thất, Hoàng tử Philip rất nhiệt tình tiếp đãi đoàn đại biểu Trung Y, và dành cho họ rất nhiều mỹ tử có cánh. Hoàng hậu Madeleine lần đầu tiên xuất hiện trong bữa tiệc này. Bà cũng đưa ra những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thụy Điển là một quốc gia hữu hảo và đẹp đẽ, chỉ vì một hiểu nhầm nho nhỏ mà phải làm cho đoàn đại biểu Trung Y phải chịu oan ức. Tôi thật rất lấy làm tiếc. Nhưng những ngày tháng không vui đã qua, tôi xin được mạn phép đại diện cho Hoàng thất của Thụy Điển đưa ra lời mời tới các vị đại biểu mở trường học tại đây. Hy vọng rằng nó sẽ đề cao việc giao lưu y học giữa hai nước.
Thụy Điển sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt của Trung Quốc. Từ giọng nói của bà, thì Tần Lạc đã nhận thấy được thái độ của bà đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Khi bà vừa được hai vợ chồng trung niên thông báo Tần Lạc đem Gabo ra đi, Hoàng hậu Madron đã nổi giận lôi đình đập vỡ tan tách cà phê mà bà yêu quý nhất. Sau đó đích thân Hoàng tử Philip tới giải thích, và cũng không biết hai mẹ con họ đã nói với nhau những gì, mà thái độ của Hoàng hậu Madron đã bắt đầu thay đổi. Mấy ngày sau, khi Hoàng hậu Madron phái người tới xem xét bệnh tình của Gabo, thì biết được nàng đã có những biến chuyển vô cùng tích cực. Hoàng hậu Madron lấy làm mừng rỡ, rồi không bắt ép Gabo phải quay về nữa. Tần Lạc đáng lẽ ra sẽ phải đứng lên nói lời cảm ơn thay cho đoàn đại biểu trung y, nhưng vì hắn có cái đuôi Gabo lẳng nhẵng bám ở đằng sau, nên đành phải để Vương Tu Thân đứng lên nói thay. Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ dùng bữa. Hoàng hậu Madron cầm lấy tách rượu đi tới bên cạnh Tần Lạc mỉm cười nói, Tần Lạc tiên sinh. Tôi xin chúc anh một cốc, cảm ơn những gì anh đã làm cho hoàng thất của Thụy Điển. Tần Lạc hiểu câu nói này của bà ta có ý là gì, hắn liền lập tức cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu trên tay của Madron cung kính đáp, thưa hoàng hậu kính mến. Hoàng hậu không phải khách khí như vập đâu, trung y chân ướt chân ráo tới Thụy Điển thế này, hãy mong Thụy Điển quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Bà ta đã nói như vậy rồi, thì Tần Lạc cũng không khách khí mà nói ra yêu cầu của bản thân hắn. Các anh đã dùng thực tế để chứng minh rằng, trung y là một hệ thống y học cổ truyền và cao diệu. Tôi vô cùng mong đợi cái ngày nó phát triển lớn mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tần Lạc cười đáp. Hoàng hậu Madron gật gật đầu, ánh mắt của bà bất giác liếc nhìn cô con gái Gabo của mình đang đứng ở sau lưng Tần Lạc, rồi sau đó liền quay người đi luôn. Hoàng tử Philip lúc này cũng cầm ly rượu bước tới mỉm cười nói, mẹ của tôi vốn là rất nghi ngờ anh. Hôm nay bà ấy tới đây cổ là để xem tình hình tiến triển tới đâu rồi. Nhưng xem ra bà ấy đã rất vừa lòng. Hoàng hậu là một người rất hiểu người khác, bà ấy đã nhìn ra được sự nỗ lực của chúng tôi. Tần Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gabo nói. Đúng vậy, hoàng tử Philip nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Gabo nói, dễ thương thật đấy. Tần Lạc mỉm cười gật gật đầu. Gabo tuy có bệnh, nhưng lại rất được hoàng hậu và hoàng tử thương mến. Nếu như bệnh của nàng được chữa khỏi, thì e rằng đến lúc đó nàng sẽ chiếm đoạt được hết toàn bộ trái tim của nhân dân Thụy Điển mất. Đáng lẽ nó không phải sống một cuộc sống như hiện tại. Nó đáng ra phải đứng trước toàn công chúng, để bọn họ được chiêm ngưỡng. Philip âu yếm nói, nó là công chúa của Thụy Điển. Tần Lạc nghe xong liền quay đầu lại nhìn gương mặt ngơ ngác của Gabo, thầm nghĩ, hy vọng đó chính là cuộc sống của cô ấy. Tô Tử không theo đoàn về nữa, mà nàng quyết định ở lại với Tần Lạc. Hơn nữa, bên cạnh Tần Lạc lúc này lại có một cô bé Loli xinh đẹp. Nếu như cứ để Tần Lạc ở lại đây, suốt ngày cứ kéo theo cô bé Loli xinh đẹp dễ thương này ở đằng sau mãi, thì e rằng sẽ có người gọi điện thoại báo cảnh sát mất. Mọi người về hết cả rồi. Đột nhiên thấy có gì đó thiêu thiếu. Tô Tử ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ buồn bã nói. Vì Tần Lạc từ khi tới Thụy Điển toàn ngủ với nàng, nên căn phòng của nàng trở thành nơi tập trung của mọi người. Ai cũng muốn đến đây ngồi chơi, ngày nào căn phòng này cũng chật cứng người, thậm chí còn có người không có chỗ ngồi, nên họ phải đứng để nói chuyện. Những ngày như thế bây giờ không còn nữa rồi. Xa cách là để lần sau lại được đoàn tụ. Tần Lạc mỉm cười an ủi nói, chờ đến khi về tới Yến Kinh rồi chúng ta sẽ gặp lại họ ngay thôi. Chúng ta lần này lập được còng trạng to lớn như vậy. Thái Bộ trưởng chắc chắn sẽ mở tiệc mừng chúng ta. Em hiểu, Tô Tử gật đầu nói, ngồi trên xe lăn bao nhiêu năm như vậy, em cũng đã quá quen với cảnh chia ly rồi. Khi đó mặc dù chỉ có một mình, mà em còn chẳng cảm thấy có gì là to tát cả, có lẽ cũng là do em vừa mới hồi phục lại đôi chân, nên đang muốn hưởng thụ cảm giác này cùng với mọi người, có lẽ em càng ngày càng hư rồi. Có phải là do anh chiều quá không? Tần Lạc nắm lấy tay Tô Tử, nheo mắt lại cười hỏi. Chắc chắn là như vậy, Tô Tử đáp, anh biết không? Thà em có một khoảng lặng ở trong lòng, cũng không bao giờ oán trách, hay từ bỏ cả. Em đã đọc rất nhiều kinh Phật, em cứ tưởng mình đã tu luyện tới cảnh giới vô dục. Vô cầu rồi cơ đấy. Nhưng anh có biết mấy ngạp hôm nay, em mong mỏi nhất là điều gì không? Điều gì vậy? Tần Lạc hỏi. Đó là ngày nào cũng có rất nhiều người tới đây, sau đó đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn em, rồi hỏi em sao mà khôi phục lại nhanh như vậy. Thì ra em lại tầm thường, và thích khoe mẽ tới vậy. Tần Lạc nghe xong liền nắm chặt bàn tay của Tô Tử nói, con người ta ai mà chẳng muốn đem cái đẹp đẽ nhất ra cho người khác chiêm ngưỡng.
đây không liên quan gì tới em có tầm thường hay không cả, ó chẳng là cái gì, nếu nói như em thì anh còn làm nhiều việc khoe mẽ tầm thường hơn hay sao? Đó là anh vì trung y, cũng là vì bản thân anh, Tần Lạc nói, anh không vĩ đại tới mức như vậy. Nếu như anh làm việc gì mà không có lợi cho mình, thì anh không bao giờ làm cả. Quá mệt, quá nguy hiểm, anh không thiếu tiền, anh chỉ muốn danh tiếng. Anh muốn làm một danh y, đó chính là cái mục đích mà anh làm những việc thế này. Tô Tử nghe xong liền đưa tay luôn vuốt ve gương mặt của Tần Lạc, hai mắt của nàng nhìn hắn nói, tại sao anh lại nói mình tệ hại như vậy? Anh sợ cái gì chứ? Con người ai chẳng có khiếm khuyết hả em? Sau đó anh cố tình tìm ra khiếm khuyết của mình đúng không? Tô Tử dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Tần Lạc vậy, anh trừ mỗi háo sắc ra. Thì em không tìm được một khiếm khuyết nào trên người anh cả, anh không hề ích kỷ, tầm thường như anh nói đâu. Tần Lạc nhìn Tô Tử, và trong lúc này hắn đột nhiên cũng không biết bản thân hắn rốt cuộc là loại người thế nào nữa. Có lẽ hắn bên trong sáng lạng, quang minh, nhưng vì muốn tránh không muốn trở thành một nhân vật vĩ đại lý tưởng không có thật, chính vì vậy mà hắn cố gắng moi móc khuyết điểm của mình. Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, Tô Tử nói, anh chính là anh đừng làm trái với quy tắc của mình, cứ nhằm vào mục tiêu mà cố gắng. Tần Lạc mỉm cười hạnh phúc, Tô Tử như là một người vợ hiền của hắn vậy. Có một người vợ như vậy hắn còn mong muốn gì nữa chứ, nhưng mình bây giờ đã có mấy người vợ như thế này rồi, ông trời đúng thật là quá công bằng với mình một cách vô cùng thái quá. Nếu như ông trời mà là phụ nữ, thì e rằng bà ta cũng muốn làm vợ mình mất, Tần Lạc thầm có ý nghĩ đê tiện như vậy ở trong đâu. Dĩ nhiên nếu ông trời mà biến thành bà trời, thì hắn chắc là chạy mất dép luôn. Đoàn đại biểu trung y đã về nước rồi, Tần Lạc cũng không còn là trưởng đoàn nữa. Vì thế mà bây giờ hắn cũng đỡ vất vả hơn trước. Hằng ngày ngoại trừ chữa trị cho Gabo ra, thì hắn lại dắt Tô Tử và Gabo đi dạo. Bọn họ phải nhân cơ hội nhàn rỗi này mà thăm thú thành phố Stockholm có 700 năm lịch sử này. Bọn họ thăm thú hết các viện bảo tàng nơi đây, cùng với các tụ điểm giải trí nữa. Bọn họ còn tới cả nhà hát nổi tiếng của Stockholm, nơi diễn ra lễ trao giải thưởng Nobel hàng năm. Gabo giống như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Đi tới đâu nàng đều đưa con mắt tò mò, ngơ ngác lên nhìn, nàng không kêu cũng không làm gì cả, cứ lẽo đẽo đi theo sau bám lấy vạt áo của Tần Lạc không rời nửa bước. Người vui nhất chính là Tô Tử, mơ ước đi khắp các nơi trên thế giới đang thành hiện thực. Hơn nữa nàng lại còn đi bên cạnh Tần Lạc nữa, do vậy mà nàng càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Tần Lạc, Tô Tử và Gabo đang ngồi ở quảng trường xa rồ ăn kem. Thì đại đầu xuất hiện. Có người theo dõi chúng ta, đại đầu lạnh lùng nói. Điều tra rõ thân phận chưa? Tần Lạc nói, tuy hắn đã bắt được nữ sát thủ áo đen, nhưng kiếm khách đã chạy thoát. Nó giống như một cái gai trong mắt Tần Lạc, không nhô nó ra thì đau nhức vô cùng. Là một phóng viên, đại đầu nói. Là phóng viên thì kệ họ đi, đây là một đất nước ngôn luận tự do. Nếu như chúng ta có phản ứng quá khích quá, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tần Lạc nói. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tối ngày hôm đó, trên một mạng xã hội nổi tiếng của Thục Điển có tên NTC đã có một bài viết được đăng với nội dung, trung y Trung Quốc dắt hai mỹ nữ đi chơi, trong đó có một người có khả năng là người có quan hệ vô cùng mật thiết với Hoàng thất của Thụy Điển. Chương 809, không phải là tôi. Bài viết này không những thu hút những con mắt tò mò của mọi người, mà nó còn đưa ra những lời phán xét có nhiều chứng cứ rõ ràng. Trong bài viết, tác giả đã tường thuật lại rất kỹ việc Tần Lạc lần đầu tiên đưa Gabo về khách sạn, cùng với tình cảnh hai người không rời nhau nửa bước ra sao. Bài viết còn chỉ ra rằng, sau khi cô bé này được đưa về khách sạn, thì Hoàng tử Philip ngày nào cũng tới đây. Ngoài ra để bài viết thêm phần xác đáng, tác giả đã đăng tải cả bức ảnh trong đó có Tần Lạc, Philip và Gabo đang đứng nói chuyện với nhau. Trong bức ảnh Gabo đứng ngây ngô bên cạnh Tần Lạc, Hoàng tử Philip mặc dù đứng nói chuyện với Tần Lạc. Nhưng ánh mắt của anh ta thì lại hướng về phía Gabo. Ánh mắt của anh thể hiện một sự trìu mến và yêu thương. Nhìn thấy bức ảnh nạp thì đến cả một thằng ngốc cũng hiểu được quan hệ giữa Philip và cô bé tên Gabo kia thân mật ra sao. Càng tệ hại hơn nữa là cuối bài viết này có đoạn, chúng ta nên hiểu rõ ràng, mỗi một người đến với cái thế giới này đều có một thân phận. Nhưng cô bé tên Gabo này lại chẳng có thân phận gì hết. Trưởng đoàn đại biểu trung y nói rằng đây là con gái của một người bạn. Nhưng chúng ta nên biết rằng anh ấy ở Thụy Điển làm gì có người bạn nào như vậy. Bởi vì sự có mặt của Hoàng tử Philip mà quan hệ giữa anh ta và Hoàng thất vô cùng mật thiết.
Khi tiễn đưa đoàn đại biểu Trung Y ra về, hai người quyền thế trong hoàng thất là hoàng hậu Madren và hoàng tử Philip cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc chia tay, làm cho người khác khó hiểu là tại sao đoàn trưởng Tần Lạc lại không cùng về với đoàn đại biểu Trung Y, mà lại ở lại Thụy Điển đi dạo với hai người đẹp. Là phong cảnh tuyệt vời tại Thụy Điển đã lưu bước anh ấy. Hay là còn có một lý do nào khác? Thượng đế đã ban cho chúng ta một đôi mắt tinh tường, chúng ta phải dùng nó để nhìn ra chân tướng của sự việc. Mỗi một người trong chúng ta đều có thể là một nhà trinh thám, đáp án này xin được nhường lại cho các bạn phán xét. Bài viết này nhận được rất đông cư dân mạng quan tâm và comment, nó được đăng lên đúng vào giờ hoàng kim, chưa đầy một giờ sau số người truy cập đã lên tới 500.000 lần, comment cũng lên tới hàng vạn bài. Ở cái nước Thụy Điển với dân số ít ỏi này, thì nó là một con số kinh dị. Mỹ nữ, hoàng thất đều là những tiêu đề thu hút ánh mắt của độc giả nhất. Đang trong lúc mọi người bàn tán xôn xao ở trên mạng, thì Tần Lạc vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy người đẹp ở trong phòng. Dĩ nhiên bạn không nên coi ma ma là phụ nữ, hoặc giả bạn có thể coi như bà ta không tồn tại, thì trong phòng lúc này đúng là toàn mỹ nhân cả. Bệnh của cô ấy, cậu bao giờ mới chữa trị xong? Lão ma ma nhìn vào Gabo ái ngại hỏi. Chắc cũng sắp rồi, Tần Lạc cười đáp, hắn cũng không biết bao lâu nữa mới chữa trị khỏi được cho Gabo. Công việc trước nhất bây giờ của hắn là phải xóa cho bằng hết những vết đen trong não bộ của Gabo. Khi đó theo phản ứng cơ thể của nàng, hắn mới bước vào giai đoạn chữa trị thứ hai. Hắn có dự cảm đây chính là thời điểm then chốt nhất để chữa bệnh cho Gabo. Nếu như phải chữa trị cả một năm trời, thì lẽ nào chúng ta cũng phải ở đây cả một năm hay sao? Lão ma ma nói, Thụy Điển đúng là tốt thật, nhưng nó vẫn không phải là quê hương của chúng ta. Không cần phải lâu thế đâu. Tần Lạc nói, con cũng còn rất nhiều việc phải làm, chỉ cần nửa tháng nữa thôi. Sau nửa tháng nữa, bất luận có chữa trị được hay không thì con vẫn phải quay về Yến Kinh. Nhà của cô ấy ở đâu? Sao cô ấy cứ mãi ở đây mà không về nhà thế? Tiểu Mẫn không hề khách khi nói. Bởi vì hành động của Gabo với Tần Lạc quá đỗi thân mật. Thậm chí nàng còn ở đây nằm ngủ chung với Tần Lạc nữ Ado, vậy mà Tiểu Mẫn mới tức thay cho môn chủ của mình. Cô ấy cần phải chữa bệnh. Tô Tử biết ý của Tiểu Mẫn là gì, nên nàng liền lên tiếng giải thích. Chữa bệnh thì cũng phải về nhà chứ, lẽ nào người nhà của cô ấy không lo lắng gì hay sao? Ở lại đây tiện cho việc chữa bệnh. Tiểu Mẫn quay sang nhìn Tần Lạc nói, hay là tối nay để cô ấy nằm ngủ với em? Dù sao thì bọn em cùng là con gái, cũng chẳng có gì phải ngại cả, anh đàn ông con trai nằm ngủ cũng chẳng để ý gì, em ngủ cũng thính lắm. Có gì em chăm lo cô ấy thay cho anh. Tiểu Mẫn nghĩ thầm. Chỉ cần nàng lôi được con kỳ đà cản mũi này đi, thì Tần Lạc sẽ là của môn chủ của nàng, sau đó xem môn chủ của nàng giày vò hắn suốt đêm cho đáng kiếp. Tần Lạc nghe xong liền cốc luôn vào đầu Tiểu Mẫn nói, nghĩ bậy bạ lung tung cái gì thế? Anh coi cô ấy như một người em gái. Tiểu Mẫn âm ức xoa xoa đầu, cong môi nói, đừng tưởng là em không biết cái gì, đàn ông bây giờ cứ cao tuổi một chút là toàn nhận mấy cô em xinh tươi làm con nuôi thôi, kết quả thì sao chứ, toàn là nhân tình của ông ta cả. Tiểu Mẫn, ai nói với em như vậy? Trên mạng ấy, Tiểu Mẫn nói, trên mạng bây giờ đang đồn ầm lên kia kìa. Mấy hôm trước có đăng bài một ông lão hơn 80 tuổi kết hôn với một cô gái mới 20 tuổi. Hôm qua lại có một ông 50 tuổi cưới con gái nuôi 19 tuổi của mình, chị nói xem bọn họ thật là có tình yêu với nhau không? Sao con gái bây giờ toàn thích các anh già như thế? Câu nói của Tiểu Mẫn làm mọi người nghe xong phải cười ồ hết cả lên. Ma ma vừa cười vừa mắng. Con danh này, ngày thường không quản mày, mày càng lắm chuyện, mày mà còn nói lung tung nữa, tao cắt lưỡi mày đấy. Con có nói sai gì đâu, Tiểu Mẫn cãi lại, nhưng rất nhanh nàng đã chạy ra tít xa để tránh khỏi bàn tay của lão ma ma. Tô Tử quay sang nhìn Gabo rồi nói, cũng may mà cô ấy nghe không hiểu chúng ta nói, anh thì lại muốn cô ấy nghe hiểu. Tần Lạc thở dài nói, nếu như Gabo hiểu được nhân tình thế thái, thì chứng tỏ rằng bệnh của cô ấy đã khỏi. Đúng lúc này thì bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Mẫn vội chạy ra mở cửa, thì thấy Trương Quang đang đứng ở ngoài. Vì Tôn Tuấn Long nhận lệnh ở đây phụ trách công việc mở trường Trung Y tại Thụy Điển, do vậy mà Tần Lạc đã điều Trương Quang đi giúp Tuấn Long, chứ không quay về nước cùng đoàn Trung Y. Trương Quang có chuyện gì vậy? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Trưởng đoàn, quản gia của Hoàng tử Philip, ông Ca Lai vừa gọi điên tới bảo tìm anh nói chuyện. Trương Quang nói xong liền đứng sang một bên. Ca Lai lúc này liền bước tới từ sau lưng của anh ta. Sau khi cúi người lịch thiệp chào hỏi xong,
Kalai liền nói, Tần Lạc tiên sinh. Hoàng tử mời ngài tới Hoàng cung một chuyến. Bây giờ sao? Tần Lạc nhìn vào đồng hồ trên di động ngơ ngác hỏi. Vâng, ngay bây giờ, Kalai đáp. Có chuyện gì vậy? Nghe Trương Quang phiên dịch xong, Tô Tử liền lo lắng Hoàng thất sẽ làm điều bất lợi với Tần Lạc. Tôi chỉ nhận lệnh tới đây mời Tần Lạc tiên sinh thôi. Xe đã được chuẩn bị rồi, Kalai nói. Không có việc gì đâu. Tần Lạc vỗ vỗ lên vai Tô Tử, ra ý nàng đừng lo lắng quá, chúng ta đi thôi. Đa tạ Tần Lạc tiên sinh, Kalai cảm kích nói. Trưởng đoàn, để tôi đi cùng anh, Trương Quang nói. Không cần đâu, anh cũng về nghỉ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, Tần Lạc cười nói. Dứt lời hắn liền cùng với Gabo đứng dậy, nhưng lúc này trong tay của nàng không có cái lông của con mèo. Vì Tần Lạc đã giải thích được cho nàng biết, con mèo nó cũng giống như người, nó cũng cần phải nằm ngủ nghỉ ngơi. Sau một thời gian Tần Lạc lại quay lại Hoàng cung của Thụy Điển. Từ khi Gabo theo hắn vào ở trong khách sạn, hắn chưa quay lại cái nơi tuyệt đẹp đó lần nào nữa. Dưới sự dẫn đường của Calice, Tần Lạc và Gabo đã bước vào một đại sảnh tráng lệ và nguy nga. Trong này đã có mấy người ngồi sẵn ở đó. Đám người này có cả nam, cả nữ, có già có trẻ. Tần Lạc không quen một ai trong số họ, người mà hắn quen duy nhất chỉ là Hoàng tử Philip. Trông thấy Tần Lạc đi vào thì tất cả ánh mắt bọn họ đều đổ dồn lên người của Gabo. Người đầu tiên nổi trận lôi đình chính là Hoàng hậu Madron, bà chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc mà quát, Tần Lạc. Sao cậu lại có thể như vậy? Tôi đã đem sự tín nhiệm cùng với tình hữu hảo của chúng tôi dành hết cho cậu, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Sau khi nghe Ryan phiên dịch xong, Tần Lạc ngơ ngác hỏi lại, thưa Hoàng hậu Madron. Người đang nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lẽ nào cậu không chịu nhận sao? Người Trung Quốc giảo hoạt kia, Madron lạnh giọng cười nói. Tần Lạc nghe xong cũng nổi giận nói, trước khi trách cứ người khác thì nên nói rõ ràng sự việc ra trước. Nếu như là tôi làm thì tôi sẽ nhận, nếu như tôi không làm, thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà đứng đây nghe bà móc máy. Có phải cậu chính là người đã đăng bài trên mạng không? Đăng bài nào? Chính là cái bài nói quan hệ giữa cậu và Gabo. Hoàng tử Philip lúc này cũng cười khổ nói, trên mạng bây giờ đang xôn xao lắm. Tin tức bây giờ đã lan truyền đi khắp châu Âu rồi bây giờ Hoàng thất Thụy Điển vì bài viết này mà đang chịu sự xăm soi của người dân. Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Tần Lạc nói, sao lại có người làm như vậy? Bọn lẽ nào biết được quan hệ giữa Gabo và Hoàng thất sao? Cái này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Hoàng hậu Madron giận dữ nói, biết được quan hệ giữa Gabo và Hoàng thất chỉ có mình cậu. Và chỉ có mình cậu mới có lý do làm như vậy điều trị khỏi bệnh cho công chúa. Đây chính là bàn đạp hữu hiệu nhất cho sự phát triển của Trung Y đúng không? Toàn bộ châu Âu sau này sẽ mở rộng cánh cửa để chào đón cậu đúng không? Cậu là người có lợi duy nhất trong chuyện này. Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không làm chuyện này. Tôi thậm chí còn không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Tôi không có lý do gì để làm chuyện này cả. Bởi vì Philip là bạn của tôi, sự tín nhiệm của Hoàng hậu Madron với tôi. Giúp tôi truyền bá Trung Y còn hiệu quả hơn cả cái thủ đoạn đê tiện này. Thứ hai, tôi không bao giờ lấy danh dự cũng như sự đau khổ của Gabo để đánh đổi lấy mục đích mở đường cho Trung Y. Thứ ba Tần Lạc quay sang Gabo nhìn một cái rồi nói, tôi cũng như Hoàng hậu và Philip. Tôi cũng không mong muốn Gabo bị tổn thương. Nói dối. Tôi không nói dối. Bạn của cậu làm chuyện nạp đúng không? Không thể như thế được. Cảm nhận thấy mọi người có ý thù địch với Tần Lạc, Gabo đột nhiên chạy tới trước mặt Hoàng hậu Madron gào toáng lên. Tiếng gào thảm thương của nàng làm cho người khác phải đau lòng thương xót. Nhưng nó cũng chính là sự biểu hiện của sự tin tưởng của nàng dành cho Tần Lạc, L. Chương 810, anh có thể trách em, nhưng không được phép hận em. Khi không có ai nói giúp cho Tần Lạc thì Gabo đã đứng ra. Với đúng phong cách của nàng, độ phẫn nộ của nàng biểu hiện ra một cách rõ rệt. Giọng nói của nàng khiến cho người ta phải kinh hãi. Tình yêu thương của nàng đối với Tần Lạc và lòng thù ghét đối với Hoàng hậu Madron đã bộc lộ ra rõ ràng. Chỉ cần liếc qua là có thể thấy được ngay. Tất cả mọi người đều cảm thấp kinh hãi, bọn họ thật không ngờ là một người gần như không được ai biết đến là thành viên trong hoàng thất là Gabo đây lại có thể có một hành động, dã man, đến thế ơn nữa, sao giọng nói của nàng lại có thể quái dị đến mức thế? Đây là người hay là dã thú vậy? Người bị nhắm đến đầu tiên là Hoàng hậu Madron, người mà đang xảy ra tranh chấp với Tần Lạc. Mình là mẹ của nó,
mẹ ruột của nó vậy mà nó lại gào thét lên với mình chỉ vì một người đàn ông mới tiếp xúc với nó có vài ngày, điều này khiến cho Hoàng hậu Madren cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết trước như thế này thì đã không đồng ý cho hắn ta đến chữa trị cho Gabo rồi. Madren hối hận nghĩ, nếu thế thì con gái mình mặc dù bị bệnh nhưng chung quy thì nó vẫn là con gái mình. Nhưng bây giờ thì nó rốt cuộc là coi mình là gì của nó đây? Là kẻ địch chăng? Gabo, Gabo, đừng nói chuyện với mẹ như thế. Philip chạy lên trước khuyên răn. Anh sợ Gabo làm mẹ tức giận thực sự thì sẽ chẳng có lợi gì cho bước chữa trị tiếp theo của nàng. Qua thời gian vừa rồi tiếp xúc với Philip, và thấy được tình yêu của Philip dành cho Minh, thì thái độ Gabo đối với Philip mặc dù không thể bằng được đối với Tần Lạc nhưng cũng không đổi địch như với những người lạ khác. Mặc dù nàng không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng nàng cũng không gào thét gì với anh cả. Nhưng nét mặt của nàng vẫn nhìn vào Hoàng hậu Madren và những cô bác anh chị vừa mới đứng dậy từ chỗ ngồi của mình kia với con mắt căm hận. Tần Lạc quay người nhìn Gabo cười nói, đừng giận, tôi không sao. Gabo mở đôi mắt to màu xanh thẫm của mình ra nhìn Tần Lạc với con mắt ngơ ngác, sau đó Tần Lạc lại giơ tay ra vuốt nhẹ vào mái tóc nàng, lập tức nàng mỉm cười thật tươi giống như là một đứa trẻ vậy, rồi như hiểu được ý của Tần Lạc. Nàng lại quay ra đứng sau lưng Tần Lạc. Sự thay đổi đột ngột của Gabo khiến cho không ít người ở đây đều khó mà có thể chấp nhận được. Tần Lạc làm cho người ta liên tưởng ngay tới người nuôi dạy thú thần kỳ trong vườn bách thú. Bất luận đối phương có là một con mãnh thú ghê gớm thế nào thì khi đến trước mặt hắn đều trở nên ngoan ngoãn, nghe lời. Ai có thể nói cho tôi biết, ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thân vương Powdermaw lên giọng hỏi. Gabo không biết nói và cũng không hiểu chúng ta đang nói những gì. Philip cung kính giải thích. Thế sao con bé lại thân thiết với cậu ta vậy? Powdermaw chỉ vào Tần Lạc nói. Philip cũng đau đầu không biết giải thích thế nào cho phải. Tình cảm của Gabo đối với Tần Lạc mật thiết đến nỗi làm cho những thành viên trong hoàng thất này cảm thấy khó chịu. Có cảm giác như những người thân này đều không thể bằng được một anh bác sĩ vậy nhưng sự thực thì lại đúng là như vậy, anh còn biết phải giải thích ra sao đây? Tần Lạc tiên sinh là bác sĩ của Gabo, bọn họ ở gần nhau rất là vui vẻ. Gabo có cảm giác dựa dẫm đối với anh ấy. Philip cố ý làm ra vẻ như không có chuyện gì, như thế có lợi cho việc điều trị bệnh tình cho Gabo. Là vậy sao? Pandano quay mặt lại hỏi Hoàng hậu Madren. Đúng vậy, Hoàng hậu Madren lên tiếng nói. Bác sĩ là do bà tìm tới. Việc Gabo ở bên Tần Lạc cũng được sự cho phép của bà. Tất nhiên là Philip đã đảm bảo với bà rằng với điều kiện là Tần Lạc sẽ không làm thương tổn gì đến Gabo cả. Nếu bây giờ mà bà lại nói là bà căn bản là không biết gì hết thì chẳng phải là đã tự tát vào mặt mình rồi ư. Là Hoàng hậu của một nước, bà có dũng khí để gánh chịu bất kể trách nhiệm gì xảy ra. Sự việc là do cậu tuyên truyền ra bên ngoài phải không? Powdermaw nheo mắt vào nhìn Tần Lạc, ông cũng rất tò mò về cậu thanh niên trẻ tuổi này. Mặc dù bọn họ gặp nhau lần đầu nhưng ông ngày nào cũng có thói quen đọc báo, thấy thời gian vừa rồi giới truyền thông của Thụy Điển xôn xao hết cả lên vì đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc này đến đây và làm đủ mọi chuyện, còn Tần Lạc thì liên tục được xuất hiện trên các mặt báo. Từ góc độ khác mà nói thì ông không hề xa lạ gì với hắn. Ông cũng nhìn ra rồi đấy. Tần Lạc chỉ vào Gai Bua nói, một người phụ nữ còn hiểu được việc duy trì tình bạn, không để bạn mình bị tổn thương, thì tôi làm sao có thể dùng đến danh tiếng của Gabo để lăng xê mình lên được chứ? Còn nữa, việc này bề ngoài thì có vẻ đúng như là có lợi cho tôi. Nhưng nếu vì thế mà đắc tội với các vị thì con đường mở rộng Trung Y ở Thụy Điển liệu còn có thể tiếp bước được nữa không đây? Tô Ý và Hoàng tử Philip là bạn của nhau, tôi cũng nhận được sự ủng hộ của Hoàng hậu Madren. Vậy thì tôi còn có lý do gì để mà làm một chuyện vẽ vời vô ích như thế chứ? Chú, cháu tin vào Tần Lạc. Philip đứng ra nói, cháu tin là anh ấy sẽ không làm một việc như vậy. Madren nhìn Gabo với ánh mắt khó hiểu rồi nói, mặc dù tôi không ưa gì anh ta nhưng tôi cho rằng, anh ta đúng là chẳng cần thiết phải làm như vậy, vì điều này quả thực quá là ngu ngốc. Quốc vương Bigep hiện giờ đang ở nước ngoài, hiện giờ người có tiếng nói trong hoàng thất nhất đó là Hoàng hậu Madren. Người kế thừa ngôi quốc vương là hoàng tử Philip và thân vương Powdermaw. Nghe xong lời của hoàng hậu Madren và hoàng tử Philip thì những hoài nghi về Tần Lạc của ông đều đã tiêu tan, thân vương Powdermaw gật đầu nói, nếu nói thế thì chắc chắn là đã có người khác làm chuyện này. Bất luận là ai thì nhất định phải nghĩ cách mà tìm cho ra mới được. Chúng ta phải biết mục đích mà hắn ta định làm thế là gì. Lẽ nào chỉ là muốn phá hỏng danh dự của hoàng thất hay sao?
cháu đã bảo Kalai đi điều tra rồi ạ. Philip lên tiếng nói, đây không phải là vấn đề mà chúng ta nên quan tâm nhất hiện giờ. Việc mà chúng ta cần phải đối mặt bây giờ đó là làm thế nào để giải thích với công chúng về việc này. Thân vương Powdermaw nhìn Gabo một cái rồi nhíu cặp lông mày lại nói, để người phát ngôn cho Hoàng thất tuyên bổ. Cứ nói là việc này hoàn toàn là võ đoán. Hoàng thất Thụy Điển không hề có một người thân thích nào như thế này. Đúng đấy, chúng ta cũng không thể thừa nhận thân phận của cô ấy với công chúng được chứ. Con không biết phải giấu mặt vào đâu bây giờ. Con gái ba xa của thân vương Powdermaw vừa nghịch điện thoại vừa nói. Vẻ mặt của Hoàng hậu Madron khẽ sa sầm xuống, nhưng cuối cùng thì bà vẫn không thể thốt lên lời nào. Mặc dù khó nghe một chút, nhưng những lời nó nói thì đúng là sự thực. Lẽ nào bây giờ lại đứng trước công chúng nói rằng Gabo là con gái mình ư? Một cô con gái mắc phải một căn bệnh kỳ quái và được giấu kín trong 18 năm qua, điều này sẽ có ảnh hưởng tồi tệ thế nào đối với Hoàng thất chứ? Cháu không đồng ý làm vậy. Philip lên tiếng phản bác lại. Chẳng nhẽ lại nói thẳng sự thực ra với bên ngoài ư? Thân vương Powdermaw khó chịu nói. Thưa chú, nếu chúng ta làm vậy thì chẳng công bằng với Gabo chút nào. Theo như cháu được biết thì rất nhanh thôi Gabo sẽ được Tần Lạc chữa khỏi bệnh, đến lúc đó thì chúng ta sẽ cho em ấy một thân phận gì đây? Lẽ nào mãi mãi vẫn không có cách nào thừa nhận trước mặt công chúng em ấy là người thân của chúng ta hay sao? Đúng vậy, hiện giờ sự việc này đã được bàn tán một cách xôn xao trên Internet, với chế độ quản lý không hạn chế đối với giới truyền thông, thì e rằng ngày mai tin tức này sẽ được đăng lên những trang bìa của các tờ báo cho mà xem giới truyền thông trên khắp thế giới sẽ chú ý tới sự kiện này. Bọn họ phải giải thích như thế nào cho dân chúng hiểu đây? Nói thẳng sự thực ra với dân chúng ư? Không, bọn họ nhất định là không muốn làm vậy. Vì làm thế thì quả thực làm tổn hại đến Hoàng thất Thụy Điển rất ghê gớm. Bọn họ đều là những con người cao quý. Có một dòng máu ưu tú, vĩ đại nhất đang chảy cuồn cuộn trong người họ. Vậy thì làm sao lại có thể sinh ra một người kỳ dị như thế này chứ? Phủ nhận tin này trước công chúng nói với bọn họ rằng, những điều này căn bản là có người giác tâm vu khống, nhưng ngày sau Gabo được điều trị khỏi rồi thì làm thế nào? Vẫn phải làm một người, tàng hình, không giao du gì với bên ngoài như bây giờ ư? Không được, nếu như công bố ra ngoài, công nhận thân phận công chúa của Gabo thì không những trong Thụy Điển, mà toàn bộ nhân loại sẽ chú ý tới chúng ta. Nên không biết là những thế lực thù địch, những báo giới bất mãn với chúng ta sẽ nói chúng ta ra sao? Hoàng thất Thụy Điển che giấu công chúa bao năm nay? Bị mắc phải căn bệnh quái dị, người ta viết như vậy cũng chẳng sao. Nhưng nếu bọn họ lại bịa đặt rằng, trong dòng máu tôn quý của chúng ta ai cũng mắc phải căn bệnh quái quỷ này, thì chúng ta sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Đúng là sự việc này có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn giữ lập trường của mình. Hoàng tử Philip kiên nghị nói, Gabo là một thành viên trong gia đình chúng ta. Chúng ta phải đối diện với sự thật, Gabo là em gái của tôi không thể nào bỏ rơi nó được. Bọn họ tranh cãi nhau kịch liệt bằng tiếng Thụy Điển. Ryan cũng không phiên dịch cho Tần Lạc nghe. Chính vì vậy nên Tần Lạc cứ đứng đực mặt ra mà chẳng hiểu gì cả. Hắn và Gabo đều là hai người ngoài cuộc, và đều không hiểu những người trong hoàng thất này đang thảo luận với nhau cái gì nữa. Gabo dường như do đứng lâu quá mệt buồn ngủ. Do vậy nàng liền giật giật áo Tần Lạc rồi chỉ vào mắt của mì nhí muốn nói, tôi buồn ngủ lắm rồi. Tần Lạc thấy vậy liền gật gật đầu nói, thưa các vị. Nếu như không có việc gì, thì chúng tôi có thể về trước được không? Gabo buồn ngủ, muốn về đi ngủ. Hoàng hậu Madron nghe vậy liền nhìn Gabo rồi nói, có chuyện này xảy ra như vậy, nếu như ở trong khách sạn thì thật không an toàn chút nào hay là để Gabo ở lại trong cung. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, không được, nếu như vừa mới có cái tin này mà Gabo đã biến mất thế thì càng chứng tỏ rằng bài viết kia là sự thật. Madron nghĩ cũng đúng. Nên liền bảo Philip đánh xe đưa Tần Lạc và Gabo ra về khách sạn. Những người còn lại ở đây lại tiếp tục cuộc tranh cãi về vấn đề nhức đầu này. Khi vừa về tới phòng thì di động của Tần Lạc rung lên. Tần Lạc nhìn vào số điện thoại thì lập tức trầm giọng nói, có phải em làm việc này không? Đúng vậy, giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia thừa nhận. Tại sao em lại làm vậy? Tần Lạc cố kìm nén cơn giận lại nói. Em làm vậy là vì anh. Giọng người phụ nữ kia cười nói, anh có thể trách em, nhưng không được phép hận em. Chương 811, người phụ nữ bất chấp thủ đoạn. Vì anh ư, em đem trung y vứt lên đống lửa rồi em còn nói là vì anh.
Em làm cho anh phải đối diện với cả một hoàng thất của Thụy Điển, anh khó khăn lắm mới thiết lập được mối quan hệ này. Thế mà lại bị em làm cho hỏng bét hết cả. Giọng người phụ nữ bên kia bật cười khanh khách, giòn tan. Nàng tuy ở cách đây rất xa, nhưng lại làm cho Tần Lạc cảm giác như nàng ở bên cạnh hắn ngay lúc này. Em biết, anh đã hiểu. Chỉ là anh không dám đối diện với nội tâm của mình mà thôi, anh đang cảm thấy tội lỗi. Người phụ nữ kia vạch trần Tần Lạc một cách không thương tiếc, tất cả sự giận dữ của hắn cũng theo đó mà xì như một quả bóng xì hơi. Không nghe thấy Tần Lạc nói gì, người phụ nữ kia lại bật cười khanh khách nói, không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này đâu. Trung y cứu vớt công chúa Thụy Điển khỏi bệnh tật hành hạ anh thấy còn gì tốt hơn cơ hội này nữa hả? Toàn bộ báo giới trên toàn thế giới sẽ bị cái tin này thu hút. Mỗi tờ báo đều đưa anh lên trang đầu, anh không phải muốn cứu vớt Trung y sao? Anh không phải là muốn Trung y xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới sao? Anh đã làm được rồi đó. Tin em đi, đêm hôm nay hiểu không, đối với anh mà nói thì phải là sáng ngày mai. Toàn bộ báo giới trên toàn thế giới sẽ phát điên, bọn họ sẽ điều tra về việc này. Bọn họ muốn tìm ra được thân phận của cô gái đó, bất luận hoàng thất có phản ứng gì. Bất luận chuyện này sẽ phát triển tới đâu. Bất luận cô ấy có phải là công chúa hay không, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Công việc của anh bây giờ là chữa trị cho cô ấy thật tốt. Lệ Khuynh Thành. Đúng vậy, người tạo nên làn sóng dư luận nạp chính là Lệ Khuynh Thành. Hoàng tử Philip đúng là một người dễ bị lừa, và lương thiện quá đáng. Anh đã chủ động tiết lộ việc anh có một người em gái cho nàng biết, và nói rằng Tần Lạc đang chữa trị cho em gái của anh. Khi Lệ Khuynh Thành gọi điện tới, thì Tần Lạc đã che giấu việc này. Nhưng Lệ Khuynh Thành đã thú nhận là Philip đã nói cho nàng biết, do vậy mà hắn cũng phải khai thật ra cho nàng nghe hết mọi chuyện. Hắn cứ tưởng Lệ Khuynh Thành sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng bây giờ chuyện này đã được nàng tung hê cho tất cả mọi người đều biết. Đáng ghét, lúc ở trên giường thì gọi em là vợ yêu, là cưng vêu. Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Lệ Khuynh Thành lại nói, anh có phải thấy em bất chấp thủ đoạn, ích kỷ quá không? Tần Lạc không nói gì, hắn đúng là rất muốn nói Lệ Khuynh Thành như vậy, nhưng hắn không mở miệng ra nổi. Hắn biết Lệ Khuynh Thành đã làm đúng. Đúng là không có tin tức nào giật gân bằng tin tức có liên quan tới hoàng thất thật. Chỉ cần việc này thành công, toàn thế giới sẽ biết tới sự tồn tại của Trung y. Chỉ cần hắn nỗ lực chữa trị tốt cho Gabo, vậy thì Trung y sẽ nổi như cồn trên toàn thế giới. Đến cả căn bệnh quái ác này Trung y còn chữa trị được, thế thì còn bệnh gì mà Trung y không giải quyết được cơ chứ? Nhưng sự thành công này lại chà đạp lên sự tin tưởng của Philip, không khác gì một thằng phản bội khốn nạn. Sau một thời gian tiếp xúc tại đây, Tần Lạc thực sự đã coi Philip là bạn, và cũng coi Gabo là em gái của mình, hắn cũng không muốn Gabo bị tổn thương. Cho dù nàng có bình phục, nhưng sau này báo giới vẫn sẽ rắc muối lên vết thương của nàng, đến lúc đó nàng sẽ ra sao? Tần Lạc quay lại nhìn Gabo, thấy nàng vẫn bám vào áo của hắn, mà hai mí mắt cứ díp hẳn lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng trợn to mắt lên không dám đi ngủ một mình. Nhìn vào làn da pha lê của Gabo, trái tim của Tần Lạc như bị muôn ngàn mũi kim châm vào. Lệ Khuynh Thành nói đúng, mình đúng là cảm thấy có tội với Gabo. Nàng đã dành hết sự tín nhiệm của mình cho hắn, thế mà hắn lại phản bội nàng một cách vô sỉ như vậy. Anh vẫn còn nhớ lời em nói chứ? Lệ Khuynh Thành cười nói. Em nói chuyện với anh nhiều như vậy, anh làm sao nhớ được em nói gì cơ chứ? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành cười nói, đó là cái lần anh cùng em đi tính sổ với bọn làm giả hàng chúng ta. Khi quay về ngồi ở quán cà phê em nói với anh đấy. Trên cái thế giới này, có 99% mâu thuẫn không thể đường đường chính chính giải quyết được, vì vậy mà anh cần phải có một người phụ nữ thủ đoạn tàn nhẫn ở bên cạnh. Những việc mà anh không dám làm, thì em sẽ làm thay anh. Tần Lạc nhớ ngay tới lần hắn đi tìm Lý Lệnh Tây tính sổ, Lệ Khuynh Thành khi đó đã có những thủ đoạn ghê người như thế nào. Lý Lệnh Tây chết rồi, quản tự cũng chết rồi. Quy mô của quốc tế Khuynh Thành càng lúc càng lớn mạnh, nhớ tới những chuyện này, Tần Lạc khẽ rùng mình xúc động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sao em nhớ kỹ vậy? Tần Lạc nhẹ nhàng hỏi. Hắn thật không nỡ lòng nào mà mắng nhiếc, hay tức giận với nàng nữa. Nếu như không có nàng, thì e rằng hắn cũng không có được cái quốc tế Khuynh Thành, nếu như không có quốc tế Khuynh Thành. Thì cũng chẳng thể nào có được công hội Trung y. Tần Lạc hiểu rõ rằng, chính phủ không thể nào bỏ tiền ra tài trợ cho hắn để đầu tư vào Trung y cả, mà cho dù có bỏ tiền ra, thì người lo liệu hết công việc của công hội Trung y cũng không phải là hắn.
Anh mềm lòng rồi sao? Lệ Khuynh Thành nói. Thực ra chuyện này làm muộn một chút cũng được mà. Tần Lạc nói. Muộn tới lúc nào? Chờ cho cô ấy bình phục sao? Chờ cho cô ấy trở thành người bình thường ư? Lệ Khuynh Thành hỏi vặn lại. Đến lúc đó cô ấy có chứng nhận bệnh tình cô ấy đã mắc phải không? Hoàng thất Thụy Điển có đồng ý để nàng công bố bệnh tình không? Công chúng có tin không? Báo giới còn tin giật gân để đưa nữa không? Không, em nghĩ kỹ rồi, chuyện này anh không làm được thì để em làm. Vì chỉ có em mới là người thích hợp nhất để làm. Chỉ cần bọn họ không điều tra ra được, thì bọn họ vẫn giữ được tình bằng hữu với anh. Lần nào tranh luận, Lệ Khuynh Thành cũng đều thắng. Anh không phải là đã phải lòng cô công chúa rồi đấy chứ? Lệ Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Em đang nghĩ lung tung cái gì thế? Tần Lạc cười khổ nói. Nếu em là anh em cũng không chịu nổi sức lôi cuốn của cô ấy đâu. Anh nghĩ xem, nếu như cô ấy cứ trần như nhộng nằm trên giường, thân phận lại là công chúa, anh lẽ nào không cảm thấy mình vừa chinh phục được đỉnh cao mới hay sao? Người mà anh ngủ cùng là công chúa đấy trong thời buổi này, có mấy người đàn ông được diễm phúc như anh đâu. Cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi. Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành làm cho phát điên lên, nàng lúc thì bất chấp thủ đoạn, tàn độc vô cùng, nhưng lúc thì lẳng lơ thỏa. Làm cho hắn có cảm giác vừa lên tiên, vừa xuống địa ngục vậy. Cô bé, Lệ Khuynh Thành giễu cợt nói, anh cũng hơi bị coi thường bọn trẻ bây giờ rồi đấy. Tần Lạc không dám bàn luận thêm gì với Lệ Khuynh Thành nữa. Nên liền lãng sang chuyện khác, Hoàng thất Thục Điển đã phái người đi điều tra việc này. Em biết, Lệ Khuynh Thành tự tin nói, anh cứ yên tâm, họ sẽ không điều tra ra được anh hay em đâu, mà bọn cũng sẽ chẳng điều tra được cái gì đâu. Phải cẩn thận hơn nữa mới được, Tần Lạc thở dài nói, nước cờ này đi quá mạo hiểm. Nếu như bọn họ biết được, thì bao nhiêu kế hoạch sẽ hỏng bét hết cả. Cưng yêu, lẽ nào cưng không tin tưởng năng lực của em sao? Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Anh có nhớ em không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Em muốn anh lắm. Tần Lạc thấy miệng hắn khô rát, thèm được uống nước. Lẽ nào anh không muốn tới đây để cưỡng hiếp em hả? Lỗ mũi của Tần Lạc nở lớn, thở phì phò khó nhọc, hắn đưa tay lên quệt vệt máu đang chảy ra ở đó. Lệ Khuynh Thành biết mục đích của nàng đã đạt được, nên phá lên cười, chồng yêu, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Em đúng là con yêu tinh, Tần Lạc cắn răng nói. Em chỉ muốn anh thôi mà, giọng của Lệ Khuynh Thành trở nên tủi thân nói. Không có chuyện gì thì anh dập máy đây. Nếu như anh thấy khó chịu thì đi tìm Tô Tử mà giải quyết. Cô ấy không phải cũng đang ở Thụy Điển hay sao? Em cũng phải đi tìm mấy cậu đẹp trai để giải tỏa mới được. Cứ tưởng chỉ khiêu gợi anh, thế mà lại thành khiêu gợi bản thân mình. Em dám, Tần Lạc tức giận nói. Được rồi, em không tìm nữa, em chỉ đùa thôi mà. Em sẽ nhịn chờ đến lúc anh về mà ám hiếp em. Tần Lạc có cảm giác phương tiện giao thông ở thời này quá lạc hậu. Nếu như máy bay chỉ cần nửa giờ là về tới Yến Kinh thì tốt biết mấy. Khó khăn lắm Tần Lạc mới đập được điện thoại xuống, thì hắn phát hiện Gabo đã nằm lăn cành dưới đất rồi. Hắn bất đắc dĩ liền ôm lấy nàng đặt lên trên giường, sau đó liền vào nhà tắm. Xối nước hạ hỏa. Con yêu tinh đáng ghét này, hại người quá đáng. Tần Lạc lúc này rất muốn luồn sang bên phòng của Tô Tử, nhưng hắn lại nghĩ mấy hôm nay Mama và Tiểu Mẫn đều nằm với Tô Tử, nên đành từ bỏ luôn ý nghĩ này. Tần Lạc chạy khắp nơi trong khách sạn mà cũng không tìm thấy quyển tạp chí sex nào cả. Cái khách sạn này, đến cả sách khiêu dâm cũng không có nữa. Tần Lạc thất vọng vô cùng. Hắn bất đắc dĩ liền quay lại giường nằm cạnh Gabo. Tần Lạc nằm cạnh Gabo, nhìn vào gương mặt thuần khiết của nàng, khẽ thở hắt ra. Con yêu tinh kia đúng là hại người quá đáng. Tần Lạc đưa tay lên vuốt nhẹ lên đầu của Gabo nói, không biết bình phục rồi, em có tha lỗi cho tôi không? Nói xong hắn liền hôn lên trán của Gabo, rồi khó khăn nói, thành thật xin lỗi. Chương 812, câu chuyện tình hot nhất. Tần Lạc bị mất ngủ. Khi đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc xảy ra vụ việc có liên quan đến người phụ nữ bị sảy thai thì hắn cũng không hề bị mất ngủ. Cho đến tối hôm bị mấy người kiếm khách đuổi giết ở thư viện hắn cũng không mất ngủ. Vậy mà hắn lại mất ngủ vì việc thân phận của Gabo bị tiết lộ ra bên ngoài. Hắn biết Lệ Khuynh Thành đã đúng, cũng biết đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Với tính cách của nàng, thì khi phát hiện ra một thời cơ thế này mà còn không ra tay thì đã không phải là nàng rồi. Giết một người thì có tội, nhưng giết vạn người thì lại là anh hùng. Từ cổ đến giờ, làm gì có một người thành công nào mà chưa từng dẫm đạp lên ai bao giờ.
vậy nhưng hắn lại không vượt qua nổi quan ải này. Lệ Khuynh Thành là một thương nhân, và cũng là một người luôn đi theo chủ nghĩa có lợi. Nàng làm việc, luôn theo đuổi những lợi ích to lớn nhất. Nàng không rõ được quan hệ giữa Gabo và mình, nàng không rõ việc Gabo lệ thuộc vào mình, nàng lại càng không rõ rằng Gabo đi theo mình giống như một cái đuôi vậy, hoặc có lẽ là cho dù nàng có biết tất cả những điều này thì nàng vẫn sẽ làm như thế. Nàng chỉ để tâm đến người mà nàng yêu, còn đối với người mà nàng không yêu thì nàng sẵn sàng coi họ như một quân cờ không hơn không kém. Khi phải đối mặt với những lời trách móc và tức giận của Hoàng hậu Madron thì đến cả Hoàng tử Philip cũng phải tránh đi. Vậy mà nàng, một cô công chúa nhỏ lại đứng ra mà chẳng có bất kỳ tâm địa gì. Nàng đã làm tất cả để bảo vệ mình, thậm chí là gào thét vào mặt Hoàng hậu nữa. Cứ nghĩ đến tiếng kêu gào giống như một con thú nhỏ bị thương, thì Tần Lạc lại cảm thấy tim mình đau thắt lại. 5 giờ sáng hắn đã tỉnh dậy rồi, mặc xong quần áo thì hắn liền lên thẳng tầng thượng của tầng lầu. Trên này trồng cây cỏ hoa lá, thậm chí còn có cả một hồ bơi rộng lớn nữa. Vào lúc trời xế chiều thì nơi đây có rất nhiều người đến uống cà phê, ăn điểm tâm rồi ngắm cảnh, nhưng vào lúc này đập thì lại vắng vẻ, tĩnh mịch như một khu rừng nguyên sinh vào mùa hè vậy. Tần Lạc sau khi nhìn vào tia nắng ban mai vừa mới rọi xuống đỉnh đầu rồi hà hơi hít lấy một hơi thật dài. Sau đó hắn bắt đầu tư thế luyện tập dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Cái đạo gia pháp môn này không những có công hiệu làm cho cơ thể khỏe mạnh, mà khi gặp phải những chuyện phiền lòng thì chỉ cần chăm chú tập một lượt thôi, ngay khi kết thúc sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, phấn chấn, như thể tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết được vậy. Tần Lạc vừa mới luyện đến đoạn cẩm thứ 6, thì chiếc cánh cửa thủy tinh trên tầng thượng được người ta mở ra, sau đó có một người đàn ông trẻ tuổi bước lại gần. Người đàn ông này mắt đen tóc đen, tướng mạo anh tuấn, anh ta để mái tóc ngắn nhìn rất gọn gàng năng động. Nhưng cái khiến cho Tần Lạc cảm thấy lạ mắt, mới mẻ đó là anh ta cũng mặc một bộ đồ đời nhà Đường cho tiện cho việc luyện công giống mình. Thì ra là một người Trung Quốc, Tần Lạc nghĩ thầm, gặp được đồng bào ở đất khách quê người thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả, cùng với cuộc sống ngày càng được nâng cao của người dân Trung Quốc thì cũng ngày càng có nhiều người ra nước ngoài du lịch, vui chơi. Nhưng gặp một người Trung Quốc vào thời gian và địa điểm thế này khiến cho hắn cảm thấy thật là có duyên phận. Người đàn ông cũng không ngờ là lại có người còn đến sớm hơn cả mình, và lại càng không ngờ đó là một người Trung Quốc. Anh ta có vẻ sửng sốt, sau đó gật đầu chào Tần Lạc một cái, tiếp đó anh ta liền tìm một góc để đánh thái cực quyền. Nhưng khi anh ta vô tình nhìn thấy những tư thế cổ quái mà Tần Lạc vừa làm thì độ phối hợp của chân tay anh không còn ăn y với nhau, động tác cũng không được trôi chảy như trước nữa. Anh ta thấy vậy liền mau mau kết thúc rồi chạy ra kia xem Tần Lạc luyện công. Sau khi Tần Lạc chắp tay kết thúc việc luyện công thì anh ta liền bước lên trước, cười hỏi, là người Trung Quốc phải không? Vâng, là người Trung Quốc. Tần Lạc dùng chiếc khăn khô sạch mà mình đem tới lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, gật đầu đáp lại. Tôi cũng vậy, người đàn ông giơ tay ra trước mặt Tần Lạc nói, tên tôi là Lý Thu Bạch. Tôi nên xưng hô anh thế nào đây? Tần Lạc cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta rồi cười nói. Quả nhiên là anh. Lý Thu Bạch cười nói. Anh biết tôi sao? Sao không biết cho được? Mấy ngày nay ngày nào giờ tờ báo ra cũng thấy tin tức về anh, không ít báo còn có cả hình anh ở trong cơ, hiện giờ anh ở Thụy Điển cũng được xem là một người nổi tiếng rồi. Tần suất được đăng báo của anh còn cao hơn rất nhiều những ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc lừng danh đấy. Lý Thu Bạch trêu đùa nói. Tần Lạc cười nói, cũng coi như đã có cống hiến lớn cho việc mở rộng và phát triển Trung Y. Đúng vậy, Lý Thu Bạch gật đầu nói. Khi còn ở trong nước, thì tôi vẫn rất quan tâm chú ý đến anh. Ồ, Tần Lạc đưa một ánh nhìn nghi ngờ qua anh ta. Có lẽ là kể từ khi ở Vân Điền cũng nên, khi đó giới truyền thông ngày nào cũng đưa tin về anh và còn cả Vương Cửu Cửu tiểu thư vượt ngàn dặm để đi tìm tình yêu cho mình mà không sợ cái chết nữa. Sau đó là việc đánh bại Hàn Y, rồi đến vụ việc ở Paris, nghe những chuyện về anh mà nhiệt huyết của tôi trào dâng hừng hực. Tôi vẫn luôn tìm xem có cơ hội nào để uống với anh một chén hay không. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Lý Thu Bạch cười hề hề nói. Điều đó là vinh hạnh đối với tôi. Tần Lạc gật đầu cười đáp. Chẳng ai có thể kháng cự lại được những lời khen ngợi của người khác, đặc biệt là những lời ca tụng một cách bộc trực thẳng thắn như của Lý Thu Bạch đây. Đó phải là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tôi rất hiếu kỳ không hiểu vì sao anh lại muốn làm những thứ này. Với y thuật của anh thì việc kiếm tiền đối với anh mà nói thì chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Lý Thu Bạch nói. Tôi biết, Tần Lạc gật đầu, tôi có được tất cả những thứ này.
thậm chí tôi còn sống để mà đứng đây nói chuyện được với anh thì đều nhờ vào trung y cả, cứ coi như là đền ơn đi. Thảo nào, Lý Thu Bạch nói, vì tôi đã thấy xung quanh mình có quá nhiều việc như vậy xảy ra nên ban đầu tôi nghĩ đó là vì anh muốn lăng xê bản thân, nhưng về sau tôi thấy danh tiếng của anh gần như đã đạt đến đỉnh điểm rồi mà vẫn tiếp tục làm những việc khó khăn mà không phải để lấy lòng ai cả thì tôi đã biết là tôi trách nhầm anh rồi. Tần Lạc có cảm giác như gặp được tri kỷ của mình, bèn cười nói, sao anh lại đến Thụy Điển? Đến tham gia một đợt quay quảng cáo, Lý Thu Bạch đáp, anh là minh tinh hay sao? Anh mới là minh tinh, Lý Thu Bạch cười khổ, nếu chúng ta đi cùng nhau ở ngoài thì có lẽ mọi người đều nhận ra anh mà lại chẳng biết tôi là ai cả cũng nên. Làm gì có chuyện đó chứ, nghề y làm sao được chú ý bằng làng giải trí được? Tần Lạc khiêm tốn nói, đúng thế. Đến cả một bác sĩ nổi tiếng nhất cũng không thể nổi tiếng bằng được một minh tinh nhỏ trong làng giải trí, nhưng đó là ngày trước chứ từ sau khi anh xuất hiện, thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Ngày trước báo chí rất hiếm khi đưa tin đến các bác sĩ, nhưng bây giờ thì anh luôn là người cướp mất những trang nhất của chúng tôi. Vừa rồi anh đánh quyền gì vậy? Sao ngày trước tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Lý Thu Bạch đưa ra câu hỏi mà nãy giờ mình vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ. Dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Tần Lạc nói, hắn cũng sớm biết người đàn ông trẻ tuổi này cảm thấy tò mò với quyền pháp mà mình đánh, vì anh ta đứng ở bên cạnh xem mình tập cả nửa giờ đồng hồ mà. Dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Sao tôi chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Vì loại quyền pháp này căn bản là chưa được phổ biến ở bên ngoài. Thì ra là vậy, Lý Thu Bạch gật đầu nói. Nó so với thái cực thì cái nào lợi hại hơn? Lợi hại, Tần Lạc cười nói, mỗi cái lại có một tác dụng riêng của nó. Thực ra cả hai đều thuộc vào tâm pháp của đạo gia. Trên rất nhiều phương diện thì nó giống nhau. Thì ra là vậy, Lý Thu Bạch nói, tôi vốn dĩ còn định bái sư học võ cơ, nhưng nếu anh đã nói vậy thì thôi. Nếu anh là một học giả thì tôi khuyên anh nên luyện tập dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Nhưng tôi có thể nhìn ra là anh đã bỏ không ít công sức cho thái cực phải không? 12 năm, Lý Thu Bạch tự hào nói. Từ lần đầu tiên khi tập vài lượt với ông ngoại xong thì tôi thích nó liền và vẫn kiên trì tới bây giờ. Những thứ của tổ tiên chúng ta để lại quả là bảo bối. Chỉ đáng tiếc là hiếm người hiểu được điều đó. Chỉ cần những thứ này không bị mất, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày được coi trọng lại thôi. Tần Lạc cười nói. Ví dụ như trung y. Và còn cả thái cực nữa. Tần Lạc gật đầu đáp lại. Đáng tiếc là tôi không có thời gian. Nếu không thì tôi sẽ học hết những gì mà ông cha ta để lại, tôi còn rất hứng thú với trung y nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy một loạt huyệt vị dày đặc trên cơ thể con người, thì chỉ còn cách từ bỏ. Để mà nhớ được những thứ này thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức phải không? Tôi đã học được gần 20 năm, cho đến bây giờ cũng có thể nói là chỉ hiểu được phần nào mà thôi. Anh thật khiêm tốn quá, anh bây giờ đang là một bác sĩ nổi tiếng nhất trong làng y học trong nước đấy. Và cũng là một vị trung y nổi tiếng nhất trên thế giới. Tần Lạc lắc đầu. Bây giờ chỉ có một mình hắn nổi tiếng, nhưng nếu trung y muốn phát triển hơn nữa thì phải cần đến một tốp lớn người nữa. Đây chính là hướng mà Tần Lạc đang cố gắng hết sức, và cũng là mục đích của việc hắn thành lập ra công hội trung y. Hai người trò chuyện hăng say quên cả thời gian, cho đến khi trợ lý của Lý Thu Bạch chạy lên đây tìm người, nói là phải đi quay rồi, thì hai người mới cáo biệt nhau. Lý Thu Bạch, Tần Lạc đọc lại cái tên này một lần nữa. Có lẽ anh ta sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Tần Lạc móc di động từ trong túi ra bấm số gọi, cười nói, Mã Duyệt, giúp tôi điều tra về một người với, anh ta tên là Lý Thu Bạch. Sáng nào thức dậy Trương Quang cũng phải đi thu thập những tờ báo chủ yếu trong nước của Thụy Điển và của châu Âu. Đây là tư chất căn bản nhất mà một phiên dịch viên ưu tú cần có. Giống như mọi lần, anh ta ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra khỏi khách sạn. Sau đó thì đến một sạp báo mà anh ta vẫn thường xuyên ghé thăm. Vừa mới liếc mắt nhìn một cái thì cặp mắt của anh ta bèn mở to lên. Vì anh ta phát hiện ra có mấy tờ báo đều để ảnh của Tần Lạc và Gabo ở trang bìa, bên cạnh còn có những tiêu đề giật gân. Công chúa thần bí của Hoàng thất Thụy Điển hiện thân, mắc bệnh nặng đang được một bác sĩ Trung Quốc điều trị. Tình yêu xuyên quốc gia, tình yêu bí mật của cô công chúa nhỏ Thụy Điển. Cô công chúa nhỏ của Hoàng thất Thụy Điển sống chung với danh y Trung Quốc. Trên một diễn đàn lớn nhất của Trung Quốc cũng có người đăng tải một bài có liên quan đến vấn đề này. Bài viết vừa được đăng lên thì có hàng vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa bấm vào và bàn tán về nó. Trung y quá tài, còn chạy đến cả Thụy Điển để cứu chữa cho công chúa nữa.
Á, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Lạc Lạc của chúng ta bị con gái nước ngoài cướp đi rồi. Các chị em, chúng ta phải cướp anh ấy về mới được. Tần Lạc không hổ danh là thần tượng của các anh em. Ngày trước đều là những tên nước ngoài đến cướp phụ nữ của chúng ta, vậy mà anh ta ghê thật, ôm cả công chúa nước người ta về, cái này có được coi là làm vẻ vang cho đất nước không? Tất cả giới truyền thông trên thế giới đều đưa tin về việc này, Thụy Điển có, Đan Mạch có, Pháp có, Anh có, Mỹ có. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện tình giữa Tần Lạc và công chúa Thụy Điển trở thành một chủ đề hot nhất trên toàn cầu. Chương 813, Vương thất thỏa hiệp. Cô ta là công chúa, làm gì có chuyện như thế được chứ? Chẳng lẽ tối qua Vương thất Thụy Điển đến tìm trưởng đoàn là vì nguyên nhân này sao? Trương Quang càng nhìn thì lại càng kinh ngạc. Sau đó gom hết tất cả số báo có những tin liên quan đến Tần Lạc lại rồi chạy thẳng về khách sạn. Khi anh ta chạy đến cửa khách sạn thì đã bắt gặp có không ít phóng viên đang ôm lấy chiếc máy ảnh của mình chạy lăng xăng ở đó. Bọn họ giống như những con mèo hoang lanh lợi, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh thôi là đã có động tĩnh rồi. Trương Quang vốn dĩ định lập tức đi gõ cửa phòng của Tần Lạc rồi nói hết cho hắn biết những gì mình biết, nhưng lại nghĩ rằng chắc Tần Lạc giờ này còn chưa dậy. Hơn nữa trong phòng có lẽ còn có cô công chúa kia cũng nên sao Tần Lạc lại có thể thích một cô gái nhỏ như thế này được nhỉ? Khẩu vị càng ngày càng quái dị. Trương Quang bỏ luôn ý định này, đợi đến khi ăn sang thì báo cáo sau, nhưng đúng lúc đó thì gặp Tô Tử vừa mới mở cửa phòng bước ra. Trương Quang, chào buổi sáng. Tô Tử mỉm cười chào Trương Quang. Từ khi đôi chân của nàng được chữa khỏi thì Tô Tử ngày nào cũng dậy từ rất sớm rồi đi ra vườn hoa của khách sạn luyện tập một chút. Nàng vô cùng quý trọng cái cuộc sống này, thậm chí còn có những hôm nàng không ngủ được, chỉ sợ rằng nhỡ tỉnh dậy rồi thì lại quay về với đôi chân không có bất kỳ chi giác như xưa, dùng tay nhéo hay dùng kim châm vào, thậm chí đấm mạnh vào cũng chẳng có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả, như thế thì quả là vô cùng khủng khiếp. Chào cô Tô Tử, Trương Quang cười hề hề đáp lại, anh ta rất có thiện cảm với người con gái ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn như Tô Tử. Tất nhiên là chẳng có một thành viên nào trong đoàn đại biểu Trung Y lại ghét người phụ nữ này cả. Đối mặt với một người phụ nữ như Tô Tử, thì bạn căn bản là chẳng thể nào chống cự lại nổi. Bất luận bạn có cố gắng để tìm kiếm thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể tìm được điểm gì làm cho người ta cảm thấy đáng ghét trên con người nàng. Sao lại mua nhiều báo thế? Tô Tử nhìn sấp báo dày cộp trên tay Trương Quang cười hỏi. Trương Quang bắt đầu do dự. Không biết có nên nói cho Tô Tử biết những gì mình phát hiện ra không? Anh ta rất rõ một điều, đó là ngày trước Tần Lạc và Tô Tử mới là một đôi. Trước khi Gabo, một người bị người ta nghi ngờ là công chúa của Thụy Điển chen chân vào. Thì Tần Lạc đều ngủ cùng với Tô Tử trong một phòng. Vậy mà bây giờ Tần Lạc lại bỏ rơi Tô Tử để đến ở với cô gái kia. Vị trưởng đoàn này cái gì cũng tốt, chỉ tội mỗi đa tình. Nhưng ba người bọn họ thường xuất hiện cùng một lúc. Tô Tử chắc là biết quan hệ giữa bọn họ cũng nên. Trương Quang nghĩ thầm, sao tình cảm của mấy người này lại phức tạp thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy không ghen tí nào sao? Có phải là không tiện nói cho tôi biết không? Tô Tử thấy vẻ mặt của Trương Quang khó xử thì trong nháy mắt cũng hiểu được tâm tình của anh ta lúc này. Ồ, không đâu, chỉ là mấy tên phóng viên cứ đưa ra mấy tin tức bừa bãi ấy mà. Trương Quang cười nói. Ừm, họ viết gì vậy? Tô Tử cười hỏi. Nàng cũng là một trong những người không hiểu tiếng Thụy Điển. Có mấy tờ báo viết đến tin tức của trưởng đoàn và Gabo, lại còn có người dám đoán rằng Gabo chính là công chúa của Thụy Điển nữa chứ a ha. Mấy tên phóng viên này chẳng gì là không dám viết. Trương Quang ha ha cười nói. Anh ta vẫn cho rằng việc này là không thể xảy ra. Ồ, vậy sao? Tô Tử cười nói. Anh đã đưa cho anh ấy xem chưa? Vẫn chưa, Trương Quang nói. Cái gì thế? Tần Lạc bước tới từ sau lưng bọn họ, lên tiếng hỏi. Trương Quang không ngờ là Tần Lạc lại dậy sớm thế, hơn nữa còn ra ngoài từ sáng sớm, liền nói, trưởng đoàn, hôm nay có không ít báo đăng tin về anh với cô Gabo. Họ còn nói. Trương Quang đưa mắt nhìn sang Tô Tử một cái, rồi vẫn nói tiếp, bọn họ nói anh và Gabo là một đôi tình nhân. Bọn họ còn đoán rằng thân phận của cô Gabo là công chúa của Thụy Điển nữa. Tần Lạc tiếp lấy đống báo trên tay Trương Quang rồi nói. Tôi biết rồi. Anh đi làm việc của anh trước đi. Vâng, Trương Quang đáp lại rồi bước rảo bước nhanh đi. Anh ta nghĩ, xem ra trưởng đoàn phải giải thích một phen cho ra lẽ với cô Tô Tử rồi cũng nên. Vào trong phòng nói chuyện đi, Tần Lạc nói. Vâng, Tô Tử đáp lại. Sau đó đi theo hắn bước vào phòng. Gabo vẫn đang ngủ,
không biết có phải do bệnh tình của nàng không mà thời gian ngủ của nàng rất dài. Em đều biết cả rồi phải không? Tần Lạc kéo Tô Tử ngồi xuống ghế salon, cười hỏi. Em vừa mới biết, Tô Tử nói. Tần Lạc liếc nhìn Gabo cuộn tròn nằm yên ngon giấc trên giường rồi nói, cô ấy đúng là công chúa của Hoàng gia Thụy Điển. Em biết, Tô Tử cười nói. Em biết ư, Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại. Vâng, em biết, Tô Tử gật đầu đáp, khi trước em còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Trương Quang nói xong thì em càng cảm thấy chắc chắn hơn. Anh biết là không giấu được em mà, Tần Lạc cười nói, vì từ khi mới sinh ra cô ấy đã mắc phái căn bệnh kỳ quái, nên Hoàng thất vẫn không muốn để cho người ngoài biết về sự tồn tại của cô ấy. Một đứa nhỏ đáng thương, Tô Tử thương cảm nói, đây có lẽ là một việc được giữ hết sức bí mật. Vậy sao bây giờ lại huyên náo đến độ ai cũng biết vậy? Tần Lạc nghĩ một hồi rồi hỏi, em có biết Lệ Khuynh Thành không? Em biết, Tô Tử gật đầu nói rồi thì không nói thêm câu nào nữa. Tần Lạc nhìn Tô Tử một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh hết sức. Chẳng hề để lộ bất cứ thái độ gì khác lạ cả. Hắn cũng không chắc nàng có biết đến quan hệ thân mật giữa hắn và Lệ Khuynh Thành không nữa. Đây là do cô ấy tìm người tung tin này ra đấy. Tần Lạc nói. Tô Tử vừa nghe nói thế đã hiểu ra vấn đề. Nàng liền nhìn Tần Lạc rồi nói, cô ấy làm thế là vì anh phải không? Làm vậy thì Trung Y sẽ có thể đi ra khắp thế giới rồi. Chỉ cần những người đó quan tâm đến tin tức này thì họ cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Trung Y. Không sai, Tần Lạc gật đầu. Đúng là vì mục đích này. Sao cô ấy lại biết chuyện được? Là Hoàng tử Philip nói cho cô ấy biết. Tần Lạc nói tiếp, bọn họ là bạn của nhau. Tô Tử chớp chớp mắt nhìn Tần Lạc hỏi, anh dậy sớm như vậy có phải là thấy tự trách mình về việc này lắm phải không? Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Gabo, Tần Lạc không phủ nhận. Nhưng liệu Ari đã nghĩ đến việc vì sao mà Hoàng tử Philip lại đi nói cho Lệ Khuynh Thành biết tin này chưa? Tần Lạc bị câu hỏi này của Tô Tử làm cho ngây hết cả người ra. Hắn trợn to đôi mắt mình ra nhìn Tô Tử, nói, ý của em muốn nói là đây là ý của Hoàng tử Philip ư? Bọn họ đều là những người thông minh, bọn họ đều hiểu rõ đối phương muốn gì. Cho dù là bạn thì nếu không tới mức cần thiết, thì Hoàng tử Philip cũng chẳng có lý do gì để nói việc này cho cô ấy biết được. Nhưng anh ấy cuối cùng thì vẫn làm rồi, với trí thông minh của Lệ Khuynh Thành thì chẳng lẽ lại không hiểu được ý của anh ấy ư? Tô Tử bình tĩnh nói, nàng không có vẻ gì là kiêu căng tự mãn hay dương dương tự đắc cả. Như thể nàng đang nói đến một việc mà toàn thế giới đều biết đến và nó chẳng có gì là quan trọng cả vậy. Ý của em muốn nói là, Philip cố tình để có sơ hở rồi Lệ Khuynh Thành hiểu được ý của anh ta. Sau đó thì mượn cơ hội này để tung tin đó ra sao? Tô Tử không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà chỉ cười nói tiếp, mấy ngày Gabo ở trong khách sạn này thì Hoàng tử đến đây thường xuyên hơn bao giờ hết, như thế đủ để nhìn ra được là anh ấy rất yêu quý cô em gái này. Nhưng nếu muốn đưa em gái quay về thì chắc chắn sẽ bị người nhà ngăn cản. Vậy nếu anh ấy công bố rõ sự tình cho tất cả mọi người hay biết trước, rồi anh ấy nói đỡ cho em gái mình, như thế không phải mọi chuyện sẽ trở nên êm xuôi rồi không? Nhưng sao bọn họ không trực tiếp nói với anh? Tần Lạc buồn bực hỏi. Hắn vẫn luôn tự trách bản thân vì cho rằng mình làm mất lòng tin ở Hoàng tử Philip, phản bội lại tình hữu nghị, vậy mà không ngờ anh ta lại có một trái tim không an phận dưới cái vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn đó. Hắn vẫn luôn nghĩ Philip là một người trẻ tuổi có tư chất tổ và chẳng có tâm địa gì. Từ khi họ quen nhau, tiếp xúc với nhau cho đến nay thì Philip vẫn luôn luôn như vậy, có tình có nghĩa, quang minh lỗi lạc. Bây giờ nghĩ lại thì có thể sinh trưởng trong một vương thất có hoàn cảnh phức tạp như vậy. Lại còn sẽ trở thành quốc vương của một nước thì cũng chẳng phải là đơn giản chút nào. Muốn anh phối hợp để diễn kịch, Tô Tử khẳng định nói. Hoặc có lẽ là cô ấy không muốn anh tham gia vào việc này. Với độ hiểu biết của em về cô ấy, thì em chắc là cô ấy không muốn anh tham gia vào việc này. Thấy Tần Lạc có vẻ thất thần thì Tô Tử nắm chặt tay Tần Lạc nói, cô ấy đã giúp anh làm việc mà anh không muốn làm. Nên giờ anh chỉ cần làm việc mà anh muốn làm là được rồi. Từ một phương diện nào đó mà nói thì em không thể bằng được cô ấy, ít nhất thì em không thể cho anh một sự hỗ trợ lớn đến vậy. Hai người đều rất tốt, Tần Lạc nắm lại tay Tô Tử, thật chặt như thể lo sợ nàng sẽ đột ngột rút tay lại vậy. Là anh không tốt. Tin tức được truyền đi nhanh đến chó nghi mặt, sự việc phát triển ngày một ác liệt hơn, những phóng viên đổ dồn đến khách sạn cũng ngày càng nhiều, nếu không phải Hoàng tử Philip đã nói trước với khách sạn. Rồi lại điều động cảnh sát đến để duy trì trị an thì e rằng bọn họ đã xông thẳng vào phòng của Tần Lạc từ lâu rồi.
Vậy nhưng trong cả một buổi sáng, Vương thất Thụy Điển vẫn duy trì sự im lặng đối với việc này. Sự im lặng của bọn họ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, thế là những người đòi bên chính phủ Thụy Điển đứng ra giải thích về việc này cũng ngày càng nhiều. Buổi chiều, Hoàng tử Philip đến khách sạn, dưới sự hộ tống của đoàn vệ sĩ cung đình. Tôi muốn đưa Gabo đi tham gia một cuộc họp báo. Hoàng tử Philip cười nói với Tần Lạc. Hôm nay, trông Philip vô cùng vui vẻ. Có kết quả rồi sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, tranh cãi với nhau lâu như vậy, cuối cùng mọi người cũng đồng ý đưa Gabo về nhà rồi. Philip đưa mắt lên nhìn Gabo đứng sau lưng Tần Lạc nói. Tại sao anh không nói cho tôi từ sớm? Tần Lạc hỏi lại. Nụ cười trên môi của Philip vụt tắt. Bây giờ trong phòng ngoại trừ Ryan ra, thì tất cả mọi người đã đi ra hết bên ngoài. Anh đã biết rồi sao? Hoàng tử Philip nhìn Tần Lạc nói. Biết hơi muộn, Tần Lạc lạnh giọng nói. Thành thật xin lỗi anh. Philip cúi người nói, tôi biết mình làm như vậy đã làm tổn thương tới anh. Nhưng đây là ý của Lệ tiểu thư. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy chắc chắn là có lý do riêng của mình. Hơn nữa, tôi biết cô ấy không bao giờ làm hại anh cả. Do vậy mà tôi đã cố ý giấu giếm sự thật. 4 giờ chiều, Hoàng thất đã mở một cuộc họp báo. Hoàng tử Philip đích thân lên bục tuyên bố, Gaibua là công chúa của Thụy Điển, và cũng là em gái của tôi. Chương 814, chạy nước rút qua cửa ải khó khăn. Tin tức Gabo là cô công chúa nhỏ của Vương thất Thụy Điển vừa được công bố ra thì đã thu hút cái nhìn của toàn thể mọi người trên thế giới. Gần như giới truyền thông đều đưa tin này trên những mặt báo quan trọng nhất, rất nhiều diễn đàn lớn đã đăng tải ảnh của Gabo. Bất luận là quốc gia nào hay bất kể giới truyền thông nào khi đưa tin tức về Gabo thì họ đều điểm tên Tần Lạc ra, dù gì thì câu chuyện tình yêu giữa cô công chúa nhỏ cùng một anh chàng nghèo luôn là một đề tài được mọi người ưa thích và cảm động lòng người. Cho dù Tần Lạc không phải là một chàng trai nghèo, nhưng bọn họ ai nấy đều viết như vậy. Anh ấy đã tặng cho cô một sinh mạng, anh ấy còn đem đến cho cô cả một tình yêu. Công chúa Gabo và vị bác sĩ trung y Tần Lạc chưa cưới đã ở với nhau. Thân mật đến độ không lúc nào là không có nhau, luôn cầm tay nhau khi đi ra ngoài chơi. Nghe đồn công chúa Gabo đã mang bầu, và đặt tên con là Tần Bảo Bảo. Ngày càng nhiều phóng viên đổ xô đến Stockholm để có thể theo sát tin tức này một cách gần nhất có thể. Vì sự kiện về công chúa Gabo đang dần nóng lên, nên thành phố Stockholm cũng trong nháy mắt được cả thế giới biết đến. Thậm chí còn đón nhận một thời kỳ du lịch lên đến cao điểm nữa. Theo như bên phía Cục Quản lý Du lịch Thụy Điển cho hay thì sự việc công chúa Gabo mới xuất hiện chỉ trong vòng một ngày thôi, mà có đến mấy chục vạn du khách đã tới đây từ khắp mọi miền trên thế giới, và còn có một số lượng liên tục không ngừng những du khách khác đang chuẩn bị tới đây. Khách ở gần như đã chật đầy những khách sạn của Thụy Điển, kỷ lục chi tiêu những sản phẩm xa xỉ cũng lại một lần nữa được lập nên. Gabo thì vẫn có một cuộc sống chẳng khác gì trước kia, nàng không hề biết cuộc sống của mình đã có gì thay đổi so với trước. Nàng vẫn chỉ làm hai việc duy nhất và cứng ngắc như ngày trước, đó là ôm lấy con mèo đen và nắm chặt lấy áo của Tần Lạc. Nhưng cuộc sống của Tần Lạc và những người khác thì lại phải chịu một ảnh hưởng khá lớn. Khách sạn Hoàng gia, nơi mà mấy người Tần Lạc đang ở đó sau khi được giới truyền thông công bố ra bên ngoài, thì ngày nào cũng có một lượng lớn phóng viên đứng trực ở cửa ra vào. Thậm chí đến cả những cư dân và du khách từ nơi khác đến cũng chạy đến vây kín ở cửa ra vào. Họ đều muốn xem nàng công chúa nhỏ được cất giấu kỹ lưỡng trong mười mấy năm có dáng vẻ ra sao. Và cũng muốn nhìn xem, anh chàng nghèo, Trung Quốc đã chiếm lấy trái tim công chúa có điểm gì đặc biệt. Thậm chí đến cả khách khứa đang ở trong khách sạn Hoàng gia sau khi biết L rằng công chúa Thụy Điển ở cùng một khách sạn với họ. Thì rối rít đến thăm, trong đó còn có không ít người mong muốn được đến thăm công chúa và Tần Lạc. Trưởng đoàn, phải nghĩ cách thôi. Tôn Tuấn Long đứng trước Tần Lạc nói bằng giọng khổ sở. Tôi với Trương Quang vừa mới ra khỏi cửa thì đã có một tốp phóng viên chạy theo sau rồi, đi đến đâu thì họ theo sát đến đó, như thế nào thì chẳng thể nào làm việc được. Tôn Tuấn Long tự xin ở lại Thụy Điển để lo liệu về vấn đề trường học trung y ở đây, vốn dựa vào thể diện của Hoàng tử Philip thì công việc của bọn họ tiến hành thuận lợi đến không ngờ. Nhưng từ sau vụ việc công chúa Gabo được công bố ra bên ngoài, thì ngày càng nhiều phóng viên ùn ùn lao tới đây. Bọn họ ở bên cạnh, chàng phò mã Tần Lạc nên cũng được thơm lây, theo. Chỉ cần lộ diện một cái là sẽ bị không biết bao nhiêu phóng viên vây kín lại, đi đến đâu đều có người theo đến đó, sự đãi ngộ này ngang hàng với cả một đại minh tinh cấp thế giới. Tần Lạc cười nói,
cho dù chúng ta có đổi đến khách sạn khác thì e rằng cũng sẽ bị đám phóng viên tìm ra một cách nhanh chóng. Kiểu gì thì chúng ta cũng phải nghĩ cách chứ, nếu cứ để thế này thì chúng ta đến cửa cũng chẳng bước qua được đâu. Trương Quang nói. Tần Lạc nghĩ một lát rồi hỏi, địa chỉ trường học trung y đã được xác định chưa? Đã tìm được 3 khu đất thích hợp, khi trước còn định mời anh qua đó xem cơ, nhưng xem ra bây giờ thì không được dễ dàng cho lắm. Anh nói địa chỉ cho tôi đi, Tần Lạc nói. Trương Quang lấy tờ bản đồ ra, rồi chỉ vào 3 địa điểm mà họ đã tìm cho Tần Lạc xem. Mảnh đất nào cách trường gần nhất? Tần Lạc hỏi, tốt nhất là nên gần với học viện y học một chút. Miếng này, Trương Quang vẽ một vòng tròn lên trên đó. Miếng đất này ở ngay bên cạnh học viện y học Stockholm, nhưng vì chúng tôi sợ gây nên tranh cãi nên không dám lấy nó luôn. Có tranh, cãi thì mới có áp lực, Tần Lạc nói, trung y cần có chút áp lực mới được. Thế thì chọn nó luôn đi. Nó đi, Tần Lạc nói, thuê một khu nhà chung cư ở trên khu đất này. Các anh dẫn theo tổ làm việc đến đấy ở trước đi. Như thế cũng tiện cho việc khai triển công việc hơn. Thế còn các anh thì sao? Trương Quang lo lắng hỏi. Chúng tôi cứ ở lại khách sạn đã, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Cũng may mà hiện giờ hắn chẳng có công vụ gì. Mỗi ngày chỉ cần giúp Gabo điều trị là được rồi. Chuông cửa kêu lên, Trương Quang quay sang nhìn Tần Lạc với ánh mắt ngờ vực rồi chạy lại mở cửa. Sau đó thì thấy người đứng đó là Kalai và phiên dịch Ryan. Tần Lạc tiên sinh có ở đây không? Rơ Văng cười hỏi Trương Quang. Thời gian gần đây liên tiếp phải đi lại với nhau, nên mọi người gần như quen hết nhau rồi. Có, Trương Quang cười nói, sau đó đứng sang một bên rồi mời Ryan và Kalai vào bên trong. Kalai và Ryan bước đến trước mặt Gabo gặp người hành lễ. Xong đâu đó thì quay ra bắt tay Tần Lạc, nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi được Hoàng hậu Madron dặn dò là đến đây giúp mọi người chuyển sang nơi ở mới. Chuyển đi đâu vậy? Tần Lạc hỏi, xem ra tình hình của bọn họ cũng được Vương Thất Thụy Điển để mắt tới rồi. Hoàng cung, Ryan nói. Hoàng cung, Tần Lạc kinh ngạc nói. Đúng vậy, Hoàng hậu biết là mọi người ở đây thì rất không tiện, nên để bảo đảm cho mọi người có một cuộc sống bình thường, thoải mái và an toàn nhất, do vậy mà Hoàng hậu Madron đã mời Tần Lạc tiên sinh và những người khác vào trong Hoàng cung ở. Ryan giải thích, Tần Lạc liếc nhìn Tô Tử một cái thì thấy nàng gật đầu, hắn liền nói, rất cảm tạ lòng quan tâm của Hoàng hậu, chúng tôi đồng ý tiếp nhận ý tốt của bà. Tần Lạc vừa mới gật đầu thì những việc khác không cần đến bọn họ phải lo. Tự khắc được người mà Kalai đưa đến để giải quyết, lo liệu. Rất nhanh, đoàn đại biểu trung y Trung Quốc đã lần lượt ngồi lên những chiếc xe sang trọng đưa thẳng đến Hoàng cung. Đoàn xe không chạy vào trong Hoàng cung Thụy Điển, mà lái về phía một góc khác của đảo Hoàng hậu. Chỉ thoáng một cái xe đã dừng lại ở một quần thể kiến trúc cổ mang đậm phong cách Trung Quốc. Hoàng tử Philip đã đến đây từ sớm. Anh thấy đoàn xe dừng lại thì bước nhanh tới nghênh đón. Cười với Tần Lạc giải thích, vốn ý của mẹ tôi là muốn mời mọi người đến Hoàng cung ở cơ, nhưng lại sợ bị đám phóng viên biết được lại đưa tin lung tung, nên đã sắp xếp cho mọi người ở đây, đây là cung Hoa Hạ. Hoàn toàn được làm theo phong cách của Trung Quốc, anh xem có thích hợp không? Nếu không thích hợp thì chúng tôi sẽ tìm một nơi khác cho mọi người ở. Sao lại có một nơi như thế này ở đây? Tần Lạc lướt nhìn một lượt cung điện với mô hình thu nhỏ. Ngờ vực hỏi. Điều này chứng tỏ tình hữu nghị giữa Thụy Điển và Trung Quốc đã có từ rất nhiều năm rồi. Philip cười nói. Thông qua những lời giảng giải của Ryan thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao trên đảo Hoàng hậu lại có một cung điện mang đậm phong cách Trung Quốc đến thế. Thì ra cung Hoa Hạ được xây dựng vào năm 1753, khi đó nó được dựng lên là vì quốc vương Friedrich muốn tặng cho Hoàng hậu Ulrike một món quà nhân ngày sinh 24 tháng 7 của bà. Vì Hoàng hậu Ulrike vô cùng yêu thích kiến trúc Trung Quốc, nên quốc vương đã cho xây nó theo đúng như phong cách Trung Hoa. Đây là một cung điện được kết hợp theo phong cách hai nước là Trung Quốc và Pháp, vừa có nét hoa lệ của kiến trúc phương Tây lại có nét trang nhã của kiến trúc phương Đông. Quần thể này được làm theo hình cong cong như một chiếc cung, trên đỉnh cung được làm giống như những cung điện ở Trung Quốc, cũng có khắc cả rồng ở đó nữa. Tôi dẫn mọi người vào bên trong tham quan một chút nhé. Philip cười nói. Bên trong rất đẹp và tinh tế. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi đến đây thì đã cảm thấy thích nó rồi. Sau đó bắt đầu có hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc. Trong Hoàng cung Thụy Điển có không ít người thông thạo tiếng Trung và hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc, bọn họ bịa rất nhiều điển tích và tập tục của Trung Quốc. Điều đó là vinh hạnh đối với chúng tôi. Tần Lắc cười nói.
Sau khi đã sắp xếp mọi người vào trong ở rồi thì Philip nhìn Tần Lạc và nói với giọng điệu trịnh trọng, hiện giờ hoàng thất đang phái đối mặt với một áp lực rất lớn. Không ít giới truyền thông đã nhằm thẳng vào bệnh tình của Gabo, đã thế bọn họ còn võ đoán rằng đây là một căn bệnh gia tộc của hoàng thất, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của các thành viên khác trong hoàng thất. Tôi hiểu ý anh muốn nói. Tần Lạc nói, tôi sẽ cố gắng chữa cho Gabo nhanh chóng khỏi bệnh, ít nhất thì cũng phải có một thời điểm thắng lợi. Cùng lúc với việc thân phận của Gabo được công bố cho toàn thế giới biết, thì trong đợt dư luận lần này, Trung Y đã đạt được một lợi ích khó có thể dùng tiền mà mua được. Nhưng điều đó cũng đem tới cho Tần Lạc một áp lực nặng nề. Nếu hắn không có cách nào chữa khỏi cho Gabo, thì không phải công hiệu của Trung Y lại sẽ bị người ta công kích và chỉ trích sao? Bây giờ hắn đã đứng cùng trên một chiến tuyến với Hoàng thất Thụy Điển. Bọn họ cùng chung một mục tiêu, đó là chữa khỏi bệnh cho Gabo. Tôi biết tôi nói như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy khó xử. Philip áy náy nói. Nên vậy mà, Tần Lạc không để bụng nói. Sau khi tiến hoàng từ Philip đi rồi thì Tần Lạc liền quay lại nhìn Gabo, cười nói, chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Gabo không đáp lại, nhưng đôi mắt to đẹp của nàng thì cứ nhìn Tần Lạc mà chớp chớp. Tần Lạc cầm lấy tay nàng đi về phòng, bảo nàng nằm xuống giường, sau đó hắn lại đi khử trùng ngân châm để chuẩn bị tiến vào trong bộ não của nàng một lần nữa còn làm công tác thu dọn. Trong suốt thời gian vừa rồi, Tần Lạc đã loại bỏ hết những vệt đen đó đi rồi. Việc hôm nay hắn cần phải làm đó là phục hồi mấy đường nứt gãy trong đầu của nàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho bộ não của nàng bị tổn thương ghê gớm như vậy chứ? Đây là câu hỏi mà Tần Lạc chẳng có cách nào lý giải được cả. Gabo ngày càng biết phối hợp ăn ý với Tần Lạc hơn, khi ngân châm được châm vào cơ thể nàng thì nàng cũng không còn sợ sệt đến toàn thân run rẩy nữa, thỉnh thoảng còn mở trừng mắt theo dõi hành động của Tần Lạc. Ngân châm vào huyệt, nhập thần chi cảnh lại một lần nữa hiện ra. Tần Lạc bắt đầu hội tụ nguyên khí dẫn nó đến vết gãy đầu tiên ở trên tờ giấy trắng. Nhưng điều đó chẳng khác nào cát chìm vào biển cả. Tần Lạc dẫn vào luồng khí lưu đầu tiên thoáng một cái đã rơi vào cái khe đó rồi biến mất tăm mất dạng. Tần Lạc lại dẫn vào thêm một dòng khí lưu nữa, nhưng kết quả có được vẫn chẳng khác gì lần trước. Lòng kiêu ngạo có trong người hắn như bị kích thích, hắn lại tiếp tục dẫn thêm một dòng khí lưu nữa đến đó, nhưng cái vệt đó như thể muốn đối địch với hắn, mỗi lần hắn muốn thử để bù đắp lại thì đều gặp phải thất bại thảm hại. Khi Tần Lạc mệt phờ người rồi ngồi xuống bên mép giường thì cái vệt nứt màu đen đó lại còn há hốc miệng ra, như là muốn cười nhạo Tần Lạc bất tài vô dụng vậy. Tần Lạc không thể không thừa nhận rằng, hắn đã gặp phải một vấn đề nan giải. Gabo nhảy phát từ trên giường xuống, chạy đi lấy một chiếc khăn lại để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Lạc. Tần Lạc nhìn nàng với vẻ kinh ngạc hết sức, còn nàng thì khẽ hé miệng tủm tỉm cười với hắn. Trước đây việc này đều được Tô Tử làm, không ngờ nàng đã học được nó rồi. Chương 815, Gabo có cơ hội hồi phục rồi. Ngày trước sau mỗi lần Tần Lạc giúp Gabo châm cứu thì Tô Tử đều kịp thời đi lấy khăn mặt đến để lau mồ hôi cho hắn. Nhưng không ngờ hình ảnh này đã để cho Gabo thấy được, hôm nay nàng cũng học theo chạy đi lấy khăn cho hắn như một cô vợ trẻ lau mồ hôi cho chồng vậy. Tần Lạc đưa tay ra tiếp lấy chiếc khăn rồi kéo Gabo đang say sưa lau mặt cho hắn vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc trắng muốt của nàng, cười nói, sao lại ngoan thế này? Em cứ làm như thế mà anh không trị khỏi bệnh được cho em thì không phải anh đã trở thành người có tội rồi sao? Gabo rõ ràng là nghe không hiểu Tần Lạc đang nói gì, nàng chỉ đưa đôi mắt to long lanh của mình ra nhìn Tần Lạc một cách ngẩn ngơ. Ai, Tần Lạc thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, phải nhanh chóng tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn này mới được. Hai người đang làm cái gì thế? Một người phụ nữ ở đâu ra đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào? Hét vào mặt Tần Lạc. Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền xếp ly màu trắng, mái tóc vàng óng để xõa xuống bờ vai. Trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ màu đen nữa. Cô ta còn đeo một cặp kính có gọng kính to màu đen trên sống mũi. Vừa làm cho cô ta trở nên nữ tính hơn phần nào. Lại khiến cho bộ đồ bình dị trên người cô ta trông có phần thời thượng hơn. Tần Lạc đã từng gặp cô ta khi bị Hoàng hậu Madron gọi đến để hỏi về vụ việc thân phận của Gabo bị bại lộ. Thì biết cô ta là một nhân vật quan trọng trong Vương thất Thụy Điển. Nhưng cô ta đến đây để làm gì? Đã thế lại còn biết nói tiếng Trung, mặc dù giọng điệu nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng vẫn có thể nghe rất rõ được những âm điệu căn bản. Thảo nào vừa rồi Philip cũng nói là nhà anh ta có không ít người thông thạo tiếng Trung, giờ đây hắn đã gặp được người đầu tiên.
Basana nhìn Gabo đang nép mình vào lồng ngực Tần Lạc thì cười khẩy nói, thì ra tin đồn mà giới báo chí đê ăn tải lại là sự thực. Hai người quả nhiên là đã ở với nhau, có phải chuẩn bị gọi em bé sắp ra đời là Tần Bảo Bảo không? Cô là ai? Tần Lạc cảm thấy khó chịu, hắn nhướng cặp lông mày lên nhìn người phụ nữ không biết từ đâu xông vào trong này, đã thế còn nói những lời châm chọc khó nghe hỏi. Hắn có thể nhìn ra được là người phụ nữ này đến đây để gây sự. Tôi là chị nó, Basana chỉ vào Gabo nói. Tôi đến đây thăm em gái tôi. Lẽ nào lại có vấn đề gì sao? Nếu cô đến đây để thăm Gabo thì tôi rất hoan nghênh. Gabo đúng là cần đến lòng quan tâm từ người nhà, nhưng nếu cô đến đây để gây sự thì xin mời cô đi cho. Gabo nghe không hiểu cô nói gì và tôi cũng không có hứng để nghe. Anh dám ăn nói với tôi như thế à? Basana tức thở hổn hển nói. Chẳng lẽ anh không biết là mình hiện giờ đang ở đâu sao? Không phải anh nghĩ rằng căn nhà này có tên là Cung Hoa Hạ? Thì anh có thể ở vào đây một cách nghiễm nhiên đấy chứ? Tần Lạc nghĩ không sai, Basana đúng là đến đây để trút cơn thịnh nộ. Cô ta vốn dĩ là công chúa độc nhất vô nhị của vương thất, nhưng từ khi Gabo xuất hiện, thì cô ta gần như bị xóa nhòa, chẳng ai thèm để ý tới. Lại càng khiến người ta tức giận hơn, đó là vừa rồi cô ta có đọc một tờ báo. Trên đó dám đoán giả đoán non là bệnh tình của Gabo là bệnh di truyền có tính gia tộc trong vương thất Thụy Điển, còn nói loại bệnh này di truyền cách đời. Mỗi một đời đều có một người bệnh giống như Gabo, chỉ có điều là bọn họ không được may mắn như Gabo, mà rất nhanh sẽ bị chết sớm hoặc được vương thất Thụy Điển giấu đi. Một người luôn cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì thân phận công chúa và dòng máu cao quý của mình chảy trong người như Basana làm sao có thể nhẫn nhịn được một nỗi ô nhục như thế này, thế là cô ta tức điên lên. Cũng chẳng biết lúc đó cô ta nghĩ gì mà đã chạy luôn đến nơi Tần Lạc ở là Cung Hoa Hạ đây. Hộ vệ cung đình ở ngoài cửa đều biết vị công chúa này. Nên họ đã không ngăn cản cô ta vào trong đây. Cô ta cứ thế là xông vào bên trong, sau đó đi tới căn phòng đầu tiên ở phía đông của chủ điện, thì thấy Tần Lạc và Gabo đang ngồi dựa vào nhau. Thế là cô ta liền mở đầu bằng một câu nói đó. Tôi không phải là nghiễm nhiên vào trong này ở. Tần Lạc nhìn người phụ nữ được nuông chiều trước mặt mình với ánh mắt khó chịu nói, tôi được Hoàng hậu Madron và Hoàng tử Philip mời đến đây để trị bệnh cho Gabo, và cũng là nhận được lời mời của bọn họ nên mới vào ở trong Cung Hoa Hạ này. Tôi là khách của họ, lẽ nào cô có ý kiến gì về sự sắp đặt của họ à? Basana nhanh chóng biết được người đàn ông này cũng không vừa chút nào. Cô ta biết chủ đề này không có được kết quả gì tốt đẹp nên vội nhanh chóng thay đổi chiến trường. Cô ta nhìn vào Gabo ở trong lòng Tần Lạc nói, tôi thực sự tò mò muốn biết anh yêu nó ở cái gì. Tần Lạc nheo đôi mắt lại, nói, cô muốn biết sao? Nếu là những lời nói giả tạo giống tuếch thì thôi khỏi không phải nói nữa. Basana cười he he nói tiếp, tôi đã nghiên cứu về dân tộc Trung Quốc và biết là các người rất thích nói dối. Tôi thích cô ấy vì cô ấy ngây thơ, trong trắng, lương thiện, xinh đẹp, Tần Lạc cười nói. Mỗi câu nói của tôi đều là sự thực. Anh nói nó xinh đẹp ư? Basana cười lớn, cô chỉ vào mái tóc trắng như cước cùng với làn da gần như trong suốt của Gabo, nói, lẽ nào anh cho rằng những thứ này đều là đẹp hay sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy nó giống với một con quái vật khủng khiếp hay sao? So với cô ấy mà nói, thì cô mới giống với một con thú hơn. Cô nhìn thấy con khỉ trong đoàn xiếc bao giờ chưa? Khi chúng nó biểu diễn thì cũng giống như cô bây giờ đấy còn nữa. Điều quan trọng nhất là, cô ấy không xón đái ra quần như cô. Anh nói cái gì, anh dám bảo tôi xón đái ư? Lẽ nào lại không phải? Tần Lạc liếc mắt xuống dưới bụng cô ta, hỏi ngược lại. Anh tất nhiên là không phải rồi. Basana có chút lúng túng không biết phải làm sao. Tên đáng chết này, sao nó lại biết mình bị căn bệnh không tiện nói ra này nhỉ? Không sai, Basana đúng là có vấn đề này thật. Khi cô cười lớn, ho, hắt xì, tức giận hay vận động thì sẽ có hiện tượng xón đái nhẹ. Basana đã sớm biết mình bị như vậy, nhưng cô luôn nghĩ rằng chẳng có gì ảnh hưởng đến cơ thể cô, hơn nữa cũng không muốn nói chuyện này cho bác sĩ riêng của mình, vì vậy mà cô vẫn kéo dài thời gian tới tận bây giờ mà không chịu chữa trị. Nhưng không ngờ người đàn ông mà hôm nay cô gặp đây chỉ nhìn qua một cái là biết cô có vấn đề này rồi. Tần Lạc thấy cô ta đang tìm cách để che giấu thì cười hề hề nói, nếu tôi là cô, thì tôi sẽ lập tức đi tìm một bác sĩ để điều trị bệnh càng sớm càng tốt. Basana xa sầm mặt lại không nói gì, cuối cùng thì quay luôn người hoảng hốt rời đi. Người đàn ông nạp là một con quỷ dữ, cô ta thầm nghĩ trong lòng.
Ý anh muốn nói là tất cả khí đều rơi vào cái đường nứt gãy đó rồi biển mất à? Tô Tử nghiêm nét mặt lại hỏi. Đúng thế đấy, Tần Lạc gật đầu khẳng định. Anh đã thử mấy lần rồi, lần nào cũng cho ra một kết quả như thế. Mà kỳ lạ hơn là, khi anh dẫn khí lưu vào để tấn công cái vệt đen thì dòng khí lưu đó như thể là tuần hoàn không ngừng nghỉ, không làm cho người ta có cảm giác mệt mỏi. Nhưng khi anh muốn san bằng những đường nứt gãy kia thì chỉ cố gắng được một lúc là thấy toàn thân rã rời, giống như là đã tiêu hao một lượng lực đáng kể vậy. Tô Tử cười nói, chúng ta lần đầu gặp phải một căn bệnh ngoan cố như vậy, ngày trước đến nghe còn chưa nghe qua tất cả những phương pháp trị liệu đều là những thủ pháp tự mình suy nghĩ. Đúng vậy, nên luôn có cảm giác là không biết phải bắt tay vào từ đâu. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, đây là giai đoạn quá độ phải có để từ một bác sĩ thông thường lên đến một danh y. Làm gì có bác sĩ tiếng tăm lấy lừng nào trong lịch sử mà không sáng lập ra những cái thuộc về mình chứ? Tô Tử an ủi nói. Anh hiểu đạo lý này. Tần Lạc nói, hắn liếc nhìn Gabo đang quỳ chơi trò chơi cùng con mèo đen một cái rồi nói tiếp, muộn một ngày chị khỏi cho cô ấy. Thì anh lại cảm thấy áy náy thêm một ngày. Dư luận là một con dao hai lưỡi. Cùng lúc làm cho trung y được càng nhiều người biết đến thì cũng đem tới cho anh một áp lực nặng nề. Tô Tử thấu hiểu nói. Có điều. Em tin là anh sẽ thành công. Tô Tử nhìn vào Gabo, cười nói, bây giờ anh chỉ cho cô ấy, còn em sẽ bắt mạch cho cô ấy, xem có phát hiện ra vấn đề gì không. Ừ, Tần Lạc gật đầu nói. Gabo, qua đây, Tần Lạc vẫy tay gọi Gabo. Gabo nhìn Tần Lạc một cái, sau đó thì cười hì hì chạy lại. Ngồi im nhé, Tần Lạc kéo Gabo ngồi xuống ghế, sau đó rút ngân châm ra khử trùng. Khi ngân châm vào trong cơ thể Gabo thì nhập thần chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện, khi hắn dùng khí lưu trong người mình dẫn tới những vệt nứt gãy đó thì cùng lúc đó Tô Tử ở một bên bắt mạch cho Gabo. Lần này Gabo không kháng cự lại, trải qua thời gian ở cùng nhau vừa rồi thì nàng cũng có một thiện cảm nhất định đối với Tô Tử, ích. Khi mới bắt đầu thì Tô Tử chẳng phát hiện ra có gì khác thường cả. Khi nàng mở mắt nhìn vào gương mặt của Tô Tử thì vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kỳ dị lạ thường. Tô Tử thấy rằng, khi Tản Lạc không ngừng dẫn nguyên khí của mình truyền vào cơ thể Gabo, thì màu sắc kinh mạch trên mặt nàng sẽ trở nên nhạt đi, không còn rõ nét như trước nữa. Tô Tử lại đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy kinh lạc của nàng ở trên tay cũng bắt đầu mờ nhạt hơn, nhưng chỉ là không được rõ bằng trên mặt mà thôi. Đợi sau khi Tần Lạc thu châm về, thì Tô Tử liền tủm tim nhìn hắn cười nói, em biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Nằm ở đâu thế? Tần Lạc xúc động hỏi. Vừa rồi khi anh dùng châm dẫn nguyên khí vào trong cơ thể Gabo, thì kinh mạch trên người cô ấy trở nên mờ nhạt đi, không còn kiểu tụ máu giống như bây giờ khi anh ngừng không châm nữa thì kinh mạch của cô ấy lại trở lại trạng thái cũ. Khí nhược, Tần Lạc nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, là khí nhược, gan sinh gân, gân sinh tim, tim sinh huyết, huyết sinh tỳ, tỳ sinh thịt, thịt sinh phổi, phổi sinh da lông sinh thận, huyết ôn tinh, tinh sinh nguyên khí. Phổi sinh da lông, da trắng trong suốt thế này chứng tỏ là tim và phổi của cô ấy đồng thời có vấn đề. Tô Tử cười nói. Trung y xem trọng, bốc thuốc đúng bệnh, tùy căn bệnh mà bốc thuốc, chỉ cần tìm ra được nguyên căn của bệnh thì sẽ giải quyết được một cách dễ dàng. Có thể còn có đại não nữa, Tần Lạc nói. Cũng may mà cô ấy gặp được anh, Tô Tử cảm khái nói. Tần Lạc nắm lấy tay Gabo, cười nói, Gabo có cơ hội hồi phục rồi. Chương 816, bủa vây.